beats the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. Thank you.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, bây giờ có chị yêu nào mình mà thấy được cái live stream rồi á, mình tranh thủ mình vào live nha. Nãy giờ thì em thấy là có chị, cái chị vào nói là đang nấu cơm mà cũng xem live stream. Trời ơi, nghe cái comment cưng dễ sợ luôn á mọi người ơi. Nói chung là những cái comment mà nó vui á, khi mà bắt đầu live tụi em cũng có động lực hơn nè. Giống như là của chị Lê Hằng này, cũng như là chị Phạm Nguyên này, ngày nào em live em cũng thấy chị Phạm Nguyên là ủng hộ em hết trơn á ha. Hôm nay thì sẽ có em An Hoài nè và bạn Như sẽ đồng hành với các chị em mình ở trong live stream. Thì Hoài nghĩ là hôm nay là một cái live stream rất là đặc biệt với các chị mình, tại vì là sản phẩm đẹp rất là nhiều nha, mức giá siêu ưu đãi mang đến ngay tại live stream cho các chị mình này. Tức là hôm nay đơn trên 300k được free ship luôn các chị mình nha. Rồi đúng rồi các chị ơi, đơn 300k và được free ship. Còn những cái chương trình hấp dẫn cũng như là ngày nào mà em Như với chị Hoài Lai á, cũng có tặng quà gọi là cái phần chơi mà mini game á, thì ngày hôm nay vẫn chơi mini game với các chị yêu nhà mình luôn. Cái gọi là nếu có chị nào đã quen thuộc rồi thì chỉ cần vào chia sẻ ngay và luôn đi mọi người ơi. Xong rồi mình tăng bạn bè vào giúp em Như nha. Rồi một lát nữa là em sẽ bắt đầu em tặng những cái phần quà. Thì không biết là ngày hôm nay mình có quà gì vậy chị Hoài ha? Hôm nay thì đầu live thì chị quyết định sẽ mở tặng cái quần chị đang mặc luôn. Đầu live thì em sẽ tặng luôn cái quần của em đang mặc để các chị mình dễ thấy form nha. Tại vì cái sản phẩm này á, em phải nói thiệt là nhân viên của nhà MAC cũng sở hữu rất là nhiều luôn. Tại vì ở ngoài nhìn rất là xinh, là hôm nay Hoài sẽ tặng luôn cái chân, cái kiểu dạng quần váy này đang mặc cho các chị mình đầu live luôn. Nhưng mà món quà đây, Hoài bật mí trước tất cả các món quà phía sau nha, hôm nay sẽ còn rất là nhiều quà. Đây, chân váy rất là nhiều, nói chung là tất cả sản phẩm này đều là nhà MAC để tặng các chị mình hết. Nhưng mà Hoài sẽ tặng giữa live này, cuối live rất là nhiều. Thì đầu live thì Hoài sẽ tặng luôn cái quần của Hoài đang mặc trước nha. Còn những cái món quà này thì chắc là mình sẽ để sau đi. Sau đó mình tí nữa mình sẽ tặng cho các chị nhà mình sau. Còn bây giờ này, các chị nhà mình sẽ bắt đầu sẽ là cho Như chị cho chị một cái. Ừ đúng rồi, cho chị một cái cấp sần đi. Hôm nay mình lên cấp sần gì mọi người ơi? Buổi trưa vui vẻ đi ha. Mình lên cho em là buổi trưa vui vẻ, xong rồi mình tan giúp em là ba người bạn vào chia sẻ ở các hội nhóm cũng như là ở trang cá nhân chế độ công khai giúp em. Mọi người yêu em Như với chị Hoài bao nhiêu thì mọi người chia sẻ bấy nhiêu lần giúp em Như nhá. Rồi, mình vào đây mình tan gọi là tương tác nhiệt tình, comment nhiệt tình lên. Đầu like em xin tặng cái quần short trước nhé cả nhà nha. Em tặng quần short xì. Tại vì lộn quà đúng hả? Mà thôi, thôi lỡ rồi tặng luôn nha. Chơi lớn luôn. Tại vì ngày hôm nay là định sao đấy, là kiểu như là nói tặng cái này mà cuối cùng là tặng cái này đúng không? Không phải, đầu mai kêu tặng áo các chị mình sao phải đi xuống tới quần luôn. Bây giờ mình em thích em tặng áo hay là tặng quần ạ? Bây giờ cho các chị mình chọn luôn. Bây giờ thì Hoài sẽ tặng áo, tặng quần, nói chung là hai sản phẩm này giá cũng gần tương đương nhau các chị yêu nha. Tùy vào sở thích của các chị mình ạ. Bây giờ các chị mình comment cho Hoài thấy đi là mình muốn tặng áo hay là tặng quần, tại vì quần này, tại vì là các bạn nhà mình mới nói là quần này tặng rất là nhiều lần rồi. Là bây giờ muốn đổi quà. Còn nếu như các chị mình thích quần thì Hoài đã lỡ là nói tặng quần rồi thì Hoài vẫn tặng quần nha. Nhưng mà mình thích tặng áo, tặng quần mình comment đi ạ. Hoài sẽ theo số đông của các chị mình này. Hoài đang thấy các chị mình comment rất là nhiệt tình luôn. Hai chị khỏe không ạ? Nói chuyện xíu cho vui này chị ơi. Được luôn. Đúng rồi. Em thật sự nhiều khi là cũng muốn lên tâm sự với mọi người á, nhưng mà sợ là đứng tâm sự hoài mọi người muốn mua hàng mà không được. Bắt đầu là la tụi em, là tụi em mà cũng không dám. Thôi bây giờ mình cũng nói chuyện xíu nha mọi người ơi, tình hình của mọi người như thế nào rồi, cho em thêm cái cập nhật đi. Cập nhật ở tình hình nơi mọi người sống như thế nào, có ổn hay không, hoặc là có những cái điều gì vui trong cái lúc mà mình ở nhà mình cách ly trong cái thời buổi này không mọi người. Em thấy là có nhiều cái clip như nè, đứng ở trong á mọi người, buồn quá anh ơi, buồn quá mọi người ơi, kiểu như vậy á mọi người, ở nhà chán buồn quá. Nhưng mà không sao nha, bây giờ nè, buồn chán thì làm gì nè, lên live stream coi hàng của nhà MAC đúng không nè cả nhà yêu ơi. Tại vì bữa giờ là không biết là nhà MAC có tăng cái ngày live lên hay không. Tại vì một tuần bữa giờ tụi em là live chỉ có 2 lần thôi, thì cái thời gian mà gặp mọi người nó cũng hạn hẹp á. Thì mong là nếu mà mọi người yêu thương thì nhà MAC sẽ tăng cái lượt, gọi là tăng cái ngày live lên, để có thể giao lưu này, gặp mọi người hàng ngày này, cho mọi người đỡ buồn hơn ha. Chị Hoàng Phương Linh kêu là tặng cả bộ. Nếu như mình muốn Hoài tặng cả bộ, chia sẻ cho em trên 1000 lượt chia sẻ đem tặng luôn cả bộ nha. Chỉ cần trên 1000 lượt chia sẻ Hoài tặng luôn cả bộ. Nói chung là đúng, chỉ cần tương tác các chị mình ok, Hoài tặng luôn. Rồi tặng chị Như với chị Hoài. Trời ơi, mùa này thì thật sự là đang đói kém các chị ơi. Em Hoài là ship kẻ, ship Như và ship Hoài đến các chị mình kiểu như là free ship luôn. Chỉ cần nuôi cơm bọn em hai bữa thôi nha. Rồi đúng rồi mọi người ơi, cho ăn cơm ngủ nghỉ tắm rửa sạch sẽ là được nè mọi người. Rồi bây giờ em thấy nè, mọi người bảo là tặng quần ha. Rồi, okay. Mọi người vẫn thích cái quần này, tại vì mọi người biết sao, cái quần một cái quần siêu xuất sắc luôn, kiểu như là phối cái gì nó cũng đẹp á. Thành ra em thấy là mọi người rất là thích tặng quần thôi.
thôi. Đúng em rồi. Tặng quần cho mọi người nha, chiều theo mọi người luôn, nhưng mà em chiều là mọi người không có được hư nha, là phải chia sẻ cho em nha mọi người ơi, chứ em chiều quá mà mọi người không có chia sẻ cho em là buồn lắm nha. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho em rồi, mình comment cho em là buổi trưa vui vẻ nè. Em đã thấy chị cái chị vào tương tác chia sẻ này, chị Hoàng Phương Linh đã chia sẻ nè, chị Nhung Trương nè, hello chị Nhung Trương, ôi lại là chị yêu của nhà em đây, ngày nào like cũng thấy chị vào ủng hộ hết trơn á. Khách VIP của nhà Mark đây rồi các chị mình ha. Đây để Hoài xem nào, lượt chia sẻ mình mới có 36 à. Các chị đẩy cho em hãy ít nhất là 100 lượt chia sẻ nha. Ít nhất là 100 lượt chia sẻ thì Hoài mới có thể mở tặng quà các chị mình được. Nên là ví dụ như bây giờ các chị mình xem cũng đang khá là nhiều, chị đang xem thì mình có thể hỗ trợ em Hoài mà. Tính ra là 100 chị đang xem một chị ít nhất là 3 lần nha. Ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân thì Hoài đã có 300 rồi. Nhưng mà nếu như ví dụ chỉ có 1/3 các chị chơi livestream thôi thì 100 rất là dễ các chị mình ha. Là mình chia sẻ cho em mỗi chị ít nhất 3 lần lên trang cá nhân. Em sẽ vào trang cá nhân của mình kiểm tra trực tiếp luôn. Nếu như mà không có đầy đủ 3 lượt chia sẻ là Hoài sẽ xả cái món quà ra nha. Là mình cố gắng là mình chia sẻ đủ này, và comment đủ cho em Hoài đó là bữa trưa vui vẻ kèm chia sẻ livestream 3 lần nha. Rồi em chào chị Phương Huỳnh Phương Duy nha. Lại là chị yêu của nhà em đây, gọi tên chị GGG. Rồi em chào tất cả mọi người nha. Chị yêu nào mình vào like rồi mình tranh thủ mình chia sẻ like giúp em với. Tại vì hiện tại thì em thấy mọi người cũng đang gọi là cái lượt tương tác của mình đã hơi bị yếu yếu một xíu. Không biết là mọi người á ăn cơm chưa, nấu cơm nhưng mà ăn cơm chưa nè. Đã em thấy các chị đang comment là đang nấu cơm mà cũng vào live stream, xem live stream nè mọi người ơi. Đó thì mình tranh thủ mình vừa ăn mình vừa xem like luôn. Mình chia sẻ like giúp em nha. Chắc là em sẽ chơi cái mini game này khoảng tầm là 5 phút nữa thôi. Em sẽ dành tặng cái phần quà này đủ bao nhiêu lượt chia sẻ này. Hiện tại chị kiểm tra giúp em là bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ nha. Rồi tăng lượt chia sẻ lên thì em sẽ tiếp tục tặng quà cho chị mình rồi. Hiện tại là 68 lượt chia sẻ. Để cho em tầm 150 gì đó. 200 đi. 200 cho chẳng giúp em nhé. 200 lượt chia sẻ thì em với chị Hòa sẽ bắt đầu tặng luôn chiếc quần short này cho một chị may mắn của ngày hôm nay luôn. Thì khoảng tầm là 3 phút nữa, nếu mà 3 phút nữa không có đủ 200 lượt chia sẻ thì em xin phép là sẽ bắt đầu like luôn. Đến khi nào đủ 200 lượt chia sẻ thì em sẽ tặng luôn cái quần này cho các chị yêu nhà mình nha. Tại vì nếu mà đứng đây mà để mà đợi mọi người chia sẻ chắc là nó hơi lâu á cả nhà ơi. Thành ra là em không muốn là mọi người phải mất thời gian lâu. Em sẽ chơi nhanh thôi mọi người nha. Khuấy động cho mọi người vui lên một xíu nè mọi người ơi. Tại vì ngày hôm nay á cả nhà là có rất là nhiều mẫu xinh luôn các chị ha. Với là quà rất là nhiều các chị mình ơi, quà hôm nay nhiều lắm, nên là ví dụ như bây giờ mà mình chưa có trúng thì xíu nữa giữ like em tiếp tục chơi này, nhưng mà nên là mình cứ tiếp tục chia sẻ cho em đi. Với là hôm nay sản phẩm á thì có những sản phẩm Hoài sẽ áp dụng cho những chị nào chia sẻ livestream. Là bây giờ mình đang chơi game thì mình chia sẻ trước này, còn không nữa xíu nữa ví dụ như là mình mua sản phẩm mình cũng chia sẻ, thì sau giờ mình không chia sẻ luôn để mình chơi mini game các chị mình nha. À, em thấy có chị hỏi em là cái chân váy em đang cầm là bao nhiêu, là cái chân váy của em đang cầm là giá 139.000 là cái giá mà em sẽ bán cho mọi người á mọi người, là cái giá giảm rồi á. Nếu mà chị nào mà mình không muốn chơi game mình muốn mua luôn thì mình có thể để lại cho em là VA2 kèm cho em số điện thoại nha. Đó có những cái tông màu mà ở trên á, màu đen này, màu kem cũng như là tông màu hồng nha. Cái chất vải nó rất là dày chị ha, nhưng mà cảm thấy là em lúc mà sờ vào nó không có bị nóng tại vì bên rồi. Trong nó có cái lớp lót á cả nhà. Đây chị Nguyễn Ngọc Hương Lan nói là nay Hoài nhìn mùa hè quá. Đúng rồi. Tại vì thời tiết bây giờ cũng đang hơi nóng. Chứ cũng không có phải là quá chuyển mưa đâu các chị mình. Nhưng mà hôm nay Hoài sẽ không có phải là lên concept toàn mùa hè đâu nha. Em Hoài sẽ có quần dài này, sẽ có váy dài này, sẽ có cả đầm kín đáo và kể cả là đầm công sở, chân váy công sở các chị mình. Đặc biệt là sẽ có thêm đồ mùa hè, ví dụ váy dây này, rồi những cái mẫu váy hoa để các chị nhà mình có thể diện đi chơi, diện đi du lịch. Chúng là tổng hợp hôm nay những cái mẫu sản phẩm best seller nhất trong bộ sưu tập mới nhất của nhà em hôm nay sẽ có mặt với các chị mình hết nha. Dạ đúng rồi, em chào chị Du Anh nha, lại là chị mình đây. Đó, hôm nay lại vào khen em khen đồ nữa nè, đồ đẹp quá, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhớ ở lại xem đến cuối livestream để mà nhận những cái phần quà hấp dẫn nhé cả nhà nha. Ngày hôm nay thì hóa đơn của mình là trên 300 vẫn được free ship đúng không cả nhà? Thì mình cứ xem thử là có những mẫu nào nay. Hôm ngày hôm nay là cái áo này này cũng như là cái quần short là hai cái phần quà mà em dành tặng cho các chị yêu nhà mình nè. Nếu mà chị yêu nào đã nhận được cái phần quà này rồi mà giờ không biết là phối cái gì thì bây giờ có thể tham khảo cái cách phối của em với chị Hòi nha. Mình xem thử là cái mẫu phối như thế này mọi người có thấy xinh không, nếu mà xinh thì mình có thể phối như thế này, còn không thì mọi người em gọi là một chứng tỏ là nhà mát những cái mẫu này lên dễ, rất là dễ phối đồ mà kiểu mặc lên nó nhìn nó cưng rồi, rất là mùa hè và rất là mát luôn đúng không nè. Cứ hóa đơn trên 300k thì hôm nay mình sẽ được free ship nha. Bây giờ Hoài sẽ vào kiểm tra lượt chia sẻ của mình thêm một lần nữa, tại vì hiện tại thì Hoài chỉ còn 1 phút 30 giây cuối cùng để các chị mình chơi mini game thôi. Và chị nào chưa comment thì nhanh tay comment cho em Hoài nha, đó là buổi trưa vui vẻ kèm tắt 3 người bạn vào xem livestream. Và đừng quên là chia sẻ ít nhất lên trang cá nhân của mình 3 lần ở chế độ công khai các chị yêu ha.
Dạ rồi, 139. Nhà 139 rồi. Gần cán mốc rồi mà. Đúng rồi. Chị em 60 lượt chia sẻ rất là nhanh thôi. 60 lượt chia sẻ cuối cùng các chị ơi, món quà rất là dễ thương đang vẫn dành tặng để dành tặng cho các chị ở mình đây nên là mình tiếp tục comment và tiếp tục chia sẻ giúp Hoài nha. Bây giờ Hoài sẽ nắng thêm tầm 1 phút 30 giây nữa đi, tầm 1 phút 30 giây đến 2 phút nữa để các chị mình chia sẻ, tại vì Hoài chỉ thiếu tầm 50 lượt chia sẻ thôi ạ. Dạ đúng rồi các chị ơi, em thấy là mọi người đang bắt đầu vào rồi á, thì bây giờ chỉ cần là mỗi chị cho em nhích nhẹ thôi mọi người, nhích nhẹ cho em như thêm một lượt chia sẻ là đủ để em muốn tặng luôn cái phần quà này, rồi mình bắt đầu cái chương trình like cho nó xuyên suốt luôn á cả nhà. Khỏi mất công là mình phải ngừng lại rồi mình tặng rồi mình like tiếp đúng không? Bây giờ mình chia sẻ like giúp em, mỗi chị thêm một lần chia sẻ giúp em như nào. Em thấy là các chị vẫn đang lên đơn luôn, vừa lên đơn mà vừa chia sẻ luôn em mọi người. Áo hoa của em nè, em các chị hỏi áo hoa nè. Áo hoa em đang mặc là giá 199.000 nha cả nhà nha. Mã là AK1 giúp em nha chị Ngọc ơi. Đó, nếu mà chị thích thì chị có thể lấy luôn. Cái mẫu này chất của mình là cái chất tơ mà kiểu như là tơ xước có cả nhà. Mặc lên rất là mát và cái tông màu này là kiểu màu kem nha. Màu kem hoa nhìn nó rất là trẻ luôn á. Có chị hỏi quần của Như thì quần của Như mã sẽ là QA02 QA2 các chị mình nhá. Giá trời ơi. Giá là 139.000. Trời ơi. Hôm nay cái mức giá rất là mềm luôn các chị yêu. Hoài cũng không nghĩ là quần này chỉ có mức giá 139.000 đâu nha. Tại vì là hôm nay là một cái livestream rất là đặc biệt. Hoài nói là từ đầu live là nó rất đặc biệt tại vì mức giá mềm chưa từng có của nhà mắt luôn. Ủa, hôm nay Hoài không có thấy đầu ba sản phẩm luôn. Đúng hôm rồi. Nay chị không thấy đầu ba sản phẩm, toàn là đầu 2 và đầu 1 thôi các chị nhà, 1x đến 2x thôi ạ. Đa số là 1 thì ha. Đúng rồi, hôm nay sản phẩm rất là mềm. Là hôm nay mà chị yêu nào mà bỏ lỡ cái livestream này của mắt thật sự sẽ rất là tiếc. Một cái sản phẩm 3-4-500 ngàn mà giảm tiếp chỉ còn 1x này 2x, tại vì sao số lượng còn rất ít. Và hôm nay Hoài muốn tri ân để các chị mình, tại vì là không phải ngày nào cũng gặp. Nếu đúng như rồi. Mà ngày nào cũng gặp các chị mình á thì Hoài cũng không có thể nào mà có cái mức giá này được đâu. Nhưng mà bây giờ một tuần chỉ gặp các chị mình 1 đến 2 lần thôi. Là cố gắng mang để cái mức giá mềm nhất này. Và cái này là mức trợ like cho trợ giá cho những chị nào xem livestream thôi nha. Ở cửa hàng em không có mức giá giảm nha. Dạ đúng rồi các chị ơi, cho nên mình tranh thủ mà đặt hàng liền giúp em nha. Trên Shopee không có giá giảm như trên web ạ. À. Đúng rồi mọi người ơi. Tại vì cái giá này là em như chị áp dụng trên cái livestream thôi. Rồi. Ok, Hoài đang thiếu 30 lượt chia sẻ cuối cùng các chị yêu ơi. 30 lượt chia sẻ cuối cùng này. Vẫn đang like trên Shopee đúng không chị? À hình chi là nhờ. Tại vì nếu mà like trên Shopee thì mình chốt trên Shopee giúp em nha. Tại vì chị vào comment trên cái like ở trên Facebook á thì em không có biết. Còn nếu mà mọi người ơi, mọi người chốt cái like nào, ví dụ mọi người đang xem trên Shopee, mọi người có thể chốt trên Shopee giúp em như. Còn mọi người đang xem trên Facebook thì mọi người chốt trên Facebook, tại vì hệ thống á, các bạn là việc theo cái hệ thống mà mọi người đúng chốt rồi. Bị nhầm thì các bạn không có biết á mọi người. Ở phía sau hậu trường á chị biết là làm theo cái hệ thống nó đã định sẵn như vậy thôi nha. Hoặc là ví dụ như là đổi hàng cũng vậy các chị mình nhá. Mình mua ở trên sàn thì mình sẽ đổi hàng ở trên sàn, nhưng mình mua tại livestream thì mình cứ đổi hàng tại trong web ở trang bay của nhà em là được nha. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ kiểm tra thêm một lần nữa lượt chia sẻ này để các chị nhà mình xem, để Hoài xem là lượt chia sẻ của chị nhà mình là bao nhiêu, tại vì Hoài đang rất là hóng bán sản phẩm rồi. Nghe cái mức giá thôi là muốn lên ngay sản phẩm của các chị mình ơi. Rồi để Hoài xem nha. Ui, lượt chia sẻ của mình đang thiếu 10 lượt chia sẻ thôi, đã là 190 lượt chia sẻ rồi ạ. Hoài cần 10 lượt chia sẻ cuối cùng. Trong lúc là 10 lượt chia sẻ cuối cùng thì bắt đầu là mình sẽ để cái comment nó nhảy lên một xíu ha, xíu mình sẽ lướt. Mày em có đủ comment không? Mình tại vì mọi người biết sao không? Em phải nói như vậy, khi mà lướt á, là ở trong dạo này Facebook nó bị bóp tương tác, mọi người lướt mà nó chỉ có vài cái thôi thì em nghĩ nó cũng không có công bằng lắm cho mọi người á, tại vì cũng có nhiều chị comment nhiều mà nó bị ẩn. Thành ra là công bằng nhất là em vẫn thấy là cứ mình đếm ngược, chị nào mà mình tương tác nhiều nó nhảy lên nó cái giây cuối cùng á thì là nó sẽ chính xác nhất, cho nó khỏi bị bóp á mọi người. Chỉ còn mọi người lúc mà em đếm 5, 4, 3, 2, 1 mọi người comment thật là nhiều lên đó thì chị nào mà rơi đúng cái nhịp cuối cùng của em thì chị đó là người trúng thưởng được. Đúng không cả nhà. Chứ giờ trong máy em có vài cái à, mình lướt cũng không thấy được nhiều á. Rồi ok, vậy là lượt chia sẻ mình đã đủ rồi Như ơi. Bây giờ thì chắc là để sẽ Như sẽ lướt cho các chị mình nha. Bây giờ thì chắc là mình sẽ bắt đầu để cho Như lướt cái quà đầu tiên luôn, tại vì lượt chia sẻ của Hoài đã đủ rồi. Và Hoài cũng không còn nhiều thời gian để mình chơi với game nữa. Nhưng các chị lưu ý giúp em nha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây cuối cùng để comment ạ. 30 giây cuối cùng để comment cho em Hoài, đó là buổi trưa vui vẻ kèm chia sẻ livestream cho em 5 lần lên trang cá nhân chỉ được 3 lần lên trang cá nhân chỉ được công khai nha các chị mình nhá. Và nhớ là phải tag 3 người bạn vào xem livestream nha. Rồi bây giờ sẽ nhường lại để Như sẽ lướt quà cho các chị mình ạ. Dạ rồi các chị ơi, bây giờ mình tranh thủ này, chị nào mình nãy giờ mình có tương tác rồi, mình có comment rồi thì ngay bây giờ mình phải comment thật là nhiều giúp em. Các chị comment thật nhiều thì cái rơi vào cái giây cuối thì mấy chị có trúng được, chứ mà các chị chỉ còn chậm chở một giây thôi là các chị khác nhanh tay là các chị sẽ bị tuột mất quà á. Bây giờ nè, em sẽ dành khoảng tầm 5 giây để mọi người chia sẻ like giúp em. Nếu mà chưa chia sẻ và cũng như là tan comment bạn bè gì đó mình vào nhanh tay giùm em, thao tác mình phải lẹ lẹ giúp em Như nhá. Để chuẩn bị em đếm 5, 4, 3, 2, 1 là thấy comment của các chị không có rơi đúng nhịp. Đó
nó chậm một nhịp thôi là lỡ đi luôn á mọi người ơi nha. Đó là tiếc ha. Đúng rồi, bây giờ này cả nhà ơi, tranh thủ này thở lại lại đi ạ. À. Chỉ cần cho em này, những chị ơi chia sẻ giúp em 3 lần vào hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em Như. Sau đó mình vào đây, mình comment cho em buổi trưa vui vẻ rồi tan thêm cho em 3 người bạn của mình vào nhá, là được giúp em nha. Rồi được chưa nè cả nhà ơi, buổi trưa vui vẻ. Em chuẩn bị dành 5 giây cuối cùng cho mọi người nha. Chị yêu nào chậm trễ là em thật sự rất là tiếc luôn nha cả nhà yêu nha. Quà hôm nay là Hoài sẽ nói là món quà nha. Quà hôm nay là chiếc quần của Hoài đang mặc nha các chị yêu nhá. Với mức giá cho em đó là hình như là 395 hay sao quần này. Quần này đúng rồi, 395 ngàn, Hoài nhớ đúng giá này. Quần này sẽ có mức giá cho Hoài là 395 ngàn. Thì hôm nay Hoài sẽ tặng các chị mình ở trong livestream luôn. Và ok, bây giờ 10 giây đã hết rồi, vì bây giờ bắt đầu sẽ lướt nha. Dạ rồi các chị ơi, chắc là em sẽ đếm 5, 4, 3, 2, 1 để cho các chị yêu nhà mình nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, hết giờ. Em sẽ nhấn vô cái màn hình của em nè. Chị nào hiện lên. Rồi, đã thấy rồi. Vậy là chị Du An ạ. Rồi, ok. Chị Du An giúp em nhé. Chị Du An để em kiểm tra lượt thử là chị có chia sẻ không nè. Nhưng mà chị Du An là chị tương tác từ đầu live đúng rồi, rất là nhiều. Thì Hoài nghĩ là cái món quà này thật sự là rất là xứng đáng luôn. Tại vì sao các chị mình nhá, tương tác nhiều thì chắc chắn mình sẽ có quà. Và tại vì là nhà mắt cũng muốn này. Thứ nhất là không phải là kiểu như là hên thì chúng chị Du An luôn. Nhưng mà nếu như mà hóng lớp chúng có khi Hoài cũng sẽ tặng chị Du An một món quà riêng. Tại vì thật sự là tương tác rất là tốt nhiều. Đúng rồi. Vậy rồi cái chị ơi, bây giờ là cái phần quà này là để dành cho chị Du An rồi nè. Chị Du An ơi, chị còn ở trong live không nè? Em thấy là mình đã nhảy lên rồi, thì bây giờ các chị yêu comment giúp em nè. Chị Du An mình comment giúp em lên là giúp em với, là chị còn ở đó nha. Chị còn ở đó không ta, Hương mini game không được rồi. Không sao chị Hương Lan ơi, em còn tới mấy cái phần quà nữa lận, cho nên chị cứ ở lại live với em. Các chị ơi một lát nữa nha, đến cuối live đi. Chị nào mà em thấy từ đầu live tới cuối live tương tác tốt với em, tương tác nhiều yêu thương cho em tặng Như này luôn, thì em tặng quà luôn. Đúng ok. Rồi. Chị nào chỉ cần tương tác thật nhiều thì Hoài và Như sẽ tặng bất kỳ, có nghĩa là không cần lướt luôn. Nhưng mà quà trong live Hoài còn tới 3 món quà nữa chị ạ, mình là 3 món quà nữa nha. Nên là mình cứ ở trong livestream của em với sản phẩm hôm nay giá mềm các chị ơi, chỉ có 1xx à. Nên là mình không có rời khỏi livestream, tại vì rời khỏi livestream mà để mất cái cơ hội này thì rất là phí. Rồi, các chị yêu chắc là bây giờ là phần quà cũng đã đến tay của các chị yêu rồi. Bây giờ mình bắt đầu chương trình live đúng của ngày hôm nay nha. Đó, mình chơi game mà đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà ơi. 30 phút để các chị chơi game. Thì em mong là trong cái 30 phút này mọi người giao lưu với nhau nè, mình có thể làm quen với nhau cũng được nè. Rồi nếu mà nãy giờ các chị vẫn đang đặt hàng bình thường, thì nếu mà nãy giờ chị nào đặt hàng mà em thấy là có nhiều chị chưa có lên số điện thoại á, mình bổ sung giùm em số điện thoại nha. Và đơn của các chị mà trên 300.000 là em free ship. Lúc nãy là em thấy là bên hệ thống có comment nhầm là 30 á, là comment lại là 300.000 là được miễn phí ship nha cả nhà. Mà ví dụ như những cái sản phẩm ngày hôm nay giá gốc của em là rất là cao luôn mọi người ơi, 500 mấy, 600 mấy, nhưng mà trong ngày hôm nay chỉ còn bao nhiêu 100 mấy, 200 mấy, không có con số 3 luôn, đúng không? Ok, thì mình sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm nhá. Thì bây giờ chắc là Hoài sẽ mở bán cái set của Hoài trước, tại vì theo cái danh sách thì set Hoài nó nằm ở đầu. Bây giờ thì Hoài sẽ mở bán set của Hoài trước. Nếu như chị nào đang mong chờ set của Như thì rất là nhanh thôi, Hoài giới thiệu sơ cái sản phẩm này và Như sẽ vào với các chị mình nha. Ok, rồi bây giờ là em Như xin phép ra ngoài nha. Ok, bây giờ các chị nhà mình ơi, thật sự là cái mẫu áo của Hoài đang mặc đang có một cái mức giá rất là mềm nha. Hoài lên mã cho mình đó là AD1 các chị mình nha. AD1 với mức giá cho em là 255 ngàn, và đang được giảm trực tiếp chỉ còn có là 169 ngàn áo này thôi các chị nhá. Rất là đẹp luôn, và Hoài đang có rất là nhiều tông màu. Đối với các chị mình, cái mẫu kiểu mà dạng áo hai dây như thế này á, mà còn là áo lụa nữa thì cực kỳ dễ mặc cho các chị mình luôn. Size số thì nhà em vẫn đang có đầy đủ cho mẫu áo này nha. Hoài sẽ sâu màu trước cho các chị mình này. Em này sẽ có cái tông màu Hoài đang mặc là cái màu cam sữa các chị mình, cam sữa. Màu tiếp theo cho Hoài sẽ là màu xanh min nha, màu đen, và màu cuối cùng chị em Hoài sẽ là màu nút màu da các chị, rất là sang luôn. Thì những cái mẫu này nếu như chị nào muốn phối sang hơn một xíu nữa, Hoài có gợi ý cho mình đó là mình phối chị em Hoài với cái sản phẩm đó là quần ống rộng các chị mình nha. Áo dây phối với quần ống rộng, hay là phối chân váy bút chì, hay là đơn giản phối chị em Hoài với cái quần sóc như em đang mặc cũng rất là xinh. Mức giá chị em Hoài chỉ có các chị mình đó là 169 ngàn thôi. Còn quần chị em, mã sản phẩm chị em là QA1 nha. QA1 Hoài đang có mức giá gốc chị em đó là 300. Mẫu này chị em là 395, thì em đang giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn cho em Hoài đó là
249.000 và một mức giá rất là mềm nha. Quần 249.000, áo cho em là 169.000, size số vẫn còn đầy đủ để các chị mình chốt nhá. Cú pháp lên cho em là AD1 cộng số điện thoại cho em là mẫu áo, quần sẽ là QA1 kèm điện thoại cho em Hoài nhá. Đen cộng cam chị Như Thường ơi, lên cho em mã sản phẩm đi chị yêu ơi. Màu nào cũng xinh. Chị Du An ơi, mình đã nhận quà rồi, bây giờ mình phối mua thêm một chiếc áo để phối cùng đi chị yêu. Thứ nhất là đỡ tốn phí ship này, tại vì là dù sao quà thì mình cũng phải trả phí ship giúp em nha. Tại vì cái sản phẩm 395.000 là em đã tặng quà cho mình rồi nên là mình sẽ phải chịu phí ship cho em tầm không phải chịu phí ship luôn hả chị? Ui không phải, không còn phải chịu phí ship luôn này chị Du An này, là bây giờ mình có thể là mua thêm sản phẩm nữa tại vì là không có tốn phí ship chị Du An ơi. Trời ơi, nhà Mark rất xịn giò nha. Trước giờ Hoài thấy là tặng quà những shop khác là đều là phải mất tiền phí ship luôn đấy, có nghĩa là quà tặng đã là mức giá không đồng rồi, nhưng mà đối với Mark là không có mất tiền luôn. Đấy các chị ạ, mình đây cái bộ áo 2 dây rất là dễ mặc chị em để gần các chị mình xem này. Đây là cái chất liệu lụa giúp em nha, rất là mềm mịn, đặc biệt là hóng nhăn hóng nhau các chị mình ha, mặc siêu mát chị em luôn. Mặc mùa hè cũng được, mùa xuân cũng được, mùa đông cũng được này. Mà cái này mà phối với áo vest là một cái sản phẩm mà áo dây Hoài nghĩ là áo lụa mà để phối áo vest là không thể nào thiếu trong tủ đồ. Mà mức giá cho Hoài hôm nay chỉ có 169.000 thôi nha. Rồi Hoài đang thấy các chị mình lên đơn rất là nhiều này. Rồi ok, Hoài chốt cho chị yêu tại vì cái comment thì hơi khó đọc một xíu nhá. Nên là chị nào mà có đơn hàng rồi thì mình vẫn cứ kiểu như là vẫn cứ để lại số điện thoại cho em Hoài là được. Sẽ có các bạn nhà mình kiểu như là nhắn tin để tư vấn cho mình sau nha. Quần này em đã mua của shop rồi, lên dáng đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều nha. Chị nào mà cái quần này Hoài đang có màu khác nữa các chị mình. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu luôn màu quần cho các chị mình nha. Mẫu áo sẽ có 4 màu nhưng mà quần thì Hoài sẽ có 3 màu các chị ơi. Quần Hoài có 3 màu cho mình này, đó là màu Hoài đang mặc là màu be nhá, màu kem nhá. Màu tiếp theo sẽ là màu hồng và cuối cùng sẽ là màu đen ạ. 3 màu giúp em rất là dễ thương, màu nào cũng dễ mặc hết các chị em mình ha. Chị nào mà quan tâm mẫu này mình có thể chốt cho em ngay QA1 kèm thoại này, 3 màu giúp Hoài. Rồi, màu em đang mặc là màu be. Mà cái quần này chị em lên chất liệu kiểu dạng kaki mềm các chị. Bên trong chị em Hoài sẽ kèm cho mình cái kiểu như là cái đường line này sẽ có một cái đường lớp nhẹ, lớp lót nhẹ ở phía trên thôi nha. Nhưng mà cái quần này thì đặc biệt em thấy là cái phần đuôi cá dưới rất là dễ thương. Đối với những cái form đuôi cá này thì các chị nhà mình mặc cho em Hoài này nhìn kiểu như hơi kiểu như nữ tính một xíu nhưng cũng không kém phần là trẻ trung năng động cho em Hoài. Tại vì quần short quá thì các chị nhà mình đừng sợ ngắn nha. Quần này Hoài thấy nó cũng không ngắn lắm đâu các chị. Và cái áo lụa của Hoài đang mặc á là một cái mẫu áo lụa cổ cũng khá là cao. Nên là ví dụ chị nào mà sợ ngại mà cảm giác là nó bị hở cổ ấy, hay là ví dụ như áo dây mà mình ngại mặc kiểu như là trần vai một xíu thì áo này không có hở nha, cổ lên rất là cao cho em Hoài luôn. Màu em đang mặc màu cam rất là xinh này các chị nhà mình. Chị nào còn thích mẫu lên mã cho em Hoài ngay nhá. Hôm nay nhà em sẽ free ship cho các chị nhà mình mã tất cả các đơn hàng trên 300k ha. Ok chị Xuân Sang, Hoài chốt QA1 size L màu be này, quá xuất sắc luôn. Dạ đúng rồi, quần này cho em Hoài sẽ là một lớp nha các chị yêu nhá. Quần này sẽ là một lớp tại vì thực ra cái quần này vải chị em cái dạng kaki KT kiểu như là KT mà phối kaki á, nó đã rất là dày rồi chứ không có bị mỏng đâu các chị nha. Mà quần các chị để ý không ạ, quần tây hay là quần sóc mấy khi mà có lớp lót bên trong các chị ha, chỉ có chân váy thôi mà có lớp lót bên trong, nhưng mà cái quần này mặc lên rất là đẹp, đặc biệt là rất là dễ phối đồ. Là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này là mình cứ lên chị em Hoài mã QA1 kèm loại cho em Hoài. Quần có túi nha, size S chị em Hoài là L60 thì vừa đẹp rồi chị yêu ơi. Hoài đang tầm L60 này, Hoài mặc quần size S là vừa đẹp luôn các chị mình ạ. Là chị nào mà đang tầm mà eo hơi bé bé xinh xinh xíu mình lựa size S là vừa nha. Tầm mà eo dưới 60 ví dụ 58 57 thì mới phải bóp thôi các chị ha. Còn lại là Hoài thấy mặc cũng rất là ok đấy các chị mình. Rồi các chị nào còn thích mẫu này này, một DA AD1 màu nu cho chị Khánh Linh. Ok chị yêu này, đen size M chị yêu luôn. Đấy chốt hai màu luôn các chị mình ạ. Thích mẫu nào là mình phải chốt nhanh nha. Rồi ok, Hoài chốt cho chị Viên Ninh AD1 kèm Hoài ạ. Cái mẫu áo này lên đơn rất là nhiều. Chị nào mà thích cái áo dây là phải chốt nhanh nha. Hoài sâu màu lại các chị mình xem này. Cái em này là không thể nào thiếu được trong tủ đồ được các chị. Hoài nghĩ là hôm nay mình không có mua cái chân váy á, thì mình không có mua cái quần Hoài đang mặc á, nhưng nhất quyết là phải mua cái áo này. Tại vì cái mẫu áo dây các chị cứ để trong tủ cho em Hoài đi, để từ tháng này qua tháng nọ đằng nào cũng có phải ngày phải mặc à. Nào mình bí đồ quá mình lấy cho em Hoài cái áo 2 dây này, xong rồi mình phối cho em Hoài với kiểu như chân váy mà cũng đẹp này, hay là phối với quần tây quần jean đều đẹp luôn. Mà mức giá hôm nay mềm quá các chị ạ, 255.000 giảm trực tiếp chỉ còn 169.000 thôi. Đấy là một cái mức giá rất là mềm nha. Size số có đầy đủ cho các chị mình, đó là SML, tầm là tầm 58 tới 60 cân đổ lại là mình sẽ mặc vừa cái áo dây này, mặc cái vải lụa mềm lắm các chị ạ. Vải lụa rất là mềm mịn, đặc biệt là sờ lên cực kỳ mát nha, mà không có nhăn không có nhau nữa. Còn cái chân váy cái dạng quần này cho em Hoài, cái em này là quần sock ha. Hoài cứ hay bị lụm chân váy tại vì thực ra nó cũng may theo kiểu là hơi hơi dáng xòe nhẹ, hơi giống dáng chữ A, không có phải là quần sock quá ôm, với lại đặc biệt là có túi nữa. Có túi nữa thì Hoài thấy là cái mẫu này mang rất là dễ phối đồ. Rồi Hoài đang thấy các chị mình lên đơn tiếp theo này. Hôm nay có
áo sơ mi chị ơi, có áo sơ mi nha. Hoài có áo sơ mi cho các chị nhà mình đấy ạ. Xíu nữa thì em sẽ lên áo sơ mi các chị sau, tại vì như các chị mình thấy là hồi nãy Như đã mặc áo sơ mi rồi, nhưng mà hôm nay còn rất là nhiều màu áo sơ mi ở trong cái livestream này nữa. Rồi các chị nhà mình lấy đủ màu mặc thoải mái. Ủa chị mèo mập ơi, lấy luôn đủ màu đi. Bây giờ là lấy đủ màu luôn, mặc hàng ngày cho em. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, không thì 3 5 7 mặc màu này, 24/7 mặc màu kia các chị mình ha. Phải thay đổi. Tại vì là Hoài nghĩ những cái mẫu này thì đâu có kén dáng đâu các chị. Em nghĩ là dáng như thế nào mặc cũng được này, da ngăm da màu đều mặc được, da trắng thì mặc quá là đẹp rồi. Nhưng mà tại vì là bình thường như Hoài ấy, bắp tay của Hoài cũng hơi có đấy các chị mình, các chị thấy không ạ? Các chị đừng nghĩ là mẫu thì dáng sẽ rất là đẹp nha, tại vì không có đâu. Nhà em kiểu mẫu cây nhà là vườn lắm các chị mình. Ấy với lại là cũng muốn lên một cách thiết thực nhất, có nghĩa là mẫu dáng cũng không cần phải quá xuất sắc. Vì nếu như xuất sắc quá các chị mình sẽ nghĩ là bây giờ mẫu đẹp rồi thì mặc cái gì chả đẹp. Nhưng mà các chị nhà mình thì hay kiểu như là Hoài thấy á, bình thường gặp khách của nhà mác ở ngoài nhìn mặc đồ chỗ khách xịn xò gì đâu không các chị. Khách toàn là các chị nhà mình dễ thương này, rồi là dáng thì đẹp gì đâu á. Mà lên livestream là lúc nào cũng kêu là mẫu xinh mặc gì cũng đẹp, còn mình thì ví dụ như bụng mỡ này, rồi là mình thấp này, da mình ngăm. Nhưng mà đấy là các chị nhà mình kiểu như là đang kiểu như hơi tự ti á, chứ Hoài thấy khách nhà mác xịn xò lắm luôn đấy các chị mình ạ. Là mình cứ tự tin là em Hoài mặc được thì mình mặc đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì Hoài cũng không có xinh này, Hoài dáng Hoài cũng không có đẹp đâu, kiểu như là dễ nhìn thôi. Là các chị nhà mình thích mẫu nào thì lên ngay nha. Rồi ok các chị nhà mình, cái mẫu áo dây này á, Hoài có một cái điểm đặc biệt nha. Cái áo dây này các chị nhà mình, nếu như mà cái áo dây này nhà em cũng không có làm hai lớp đâu, như là một lớp nha. Nhưng mà cái mẫu áo dây này bên trong sẽ có một cái lớp lớp đúc ở phía trên đó các chị mình. Đây các chị thấy không ạ? Sẽ có một cái lớp ở phía trên nên là đặc biệt nó sẽ không mỏng và nó sẽ không có bị kiểu lật lai lên các chị mình nha. Em này mặc siêu thoải mái giúp em luôn, rất là dễ thương đấy ạ. Các chị nhà mình mà quan tâm cái áo dây này là phải chốt ngay. Chỉ có 169.000 sớm ngay chị em Hoài cái mã áo dây này đấy ạ. Rồi lên ngay mã sản phẩm cho em Hoài này. Cao 1m7 50kg mặc đẹp không Hoài? Bây giờ mà nếu như mà cao 1m7 á thì Hoài tư vấn cho mình mặc mã áo nha. Còn nếu như chân váy thì chắc phải để cho các bạn nhà mình tư vấn cho chị sau, tại vì 50kg thì nhà em có size đấy. Nhưng mà 1m7 thì mình rất là cao luôn. Nhiều lúc là sợ quần bị cộc do cái chiều dài chân của mình nữa, là sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn nhá. Nếu như mình thích mình cứ để lại mã sản phẩm kèm thôi đi ạ. Bên em vẫn có đội ngũ chăm sóc các chị nhà mình, kiểu như là sau khi like xong là nhà em còn chốt cho các chị mình nữa, là mình yên tâm là sẽ được chăm kiểu như các bạn nhà mình tư vấn kỹ trước khi mình lên đơn nha. Mẫu này thì hiện tại là Hoài sẽ chỉ chốt cho mình đó là 2 phút nữa thôi nhá. 2 phút nữa các chị nhá. Bây giờ đang là 11 giờ phút 28 rồi, thì xíu nữa Hoài sẽ lên cho các chị nhà mình tới phút 30 thôi nhá. Là Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới đấy ạ. Và sản phẩm này thì hiện tại số lượng cho em Hoài còn rất là ít luôn. Chị nào thích mẫu chân và mẫu quần thì Hoài sẽ sâu lại mẫu quần, và sau đó Hoài sẽ sâu lại mẫu áo dây nha. Tại vì cái áo dây là một cái sản phẩm hôm nay rất là best seller. Đây là mẫu quần các chị ha, 249.000 thôi nha. Mức giá giảm từ 395 giảm trực tiếp còn 249.000. Và đây là mã áo dây cho em Hoài ạ. Áo dây thì rất là nhiều màu, thật sự nếu như mà là Hoài thì Hoài cũng chẳng biết lựa màu nào, tại vì màu nào nhìn cũng xinh hết. Rồi các chị mình lên mã này cho em Hoài, mặc đi nhà, mặc ở nhà cũng được này, mặc đi chơi cũng được này. Hoài nghĩ là mặc đi tiệc cho em Hoài mã áo dây này cũng rất là ok. Và chân váy này cũng thế. Khách của nhà mát thì đó không có được chị Du An, cái đấy là điều thật nha. Áo hai dây này chị Huỳnh Phương Di ơi, áo hai dây này cho Hoài là một lớp như Hoài nói, thì nó sẽ may một lớp nhỏ phía trên, nó sẽ kiểu như là dạng ở phần trên này là các chị mình nửa như này thì sẽ là may đúc hai lớp nha. Cái em này thì mặc thoải mái lắm, các chị không sợ mỏng giúp em đâu. Tại vì nhiều lúc các chị nhà mình thấy là vải lụa thì sợ là mỏng ấy, nhưng mà em này không mỏng nha. Lụa là gấm vóc, các chị nghe những câu đấy đúng không ạ? Là những cái sản phẩm gọi là cao cấp, và những cái sản phẩm mà hồi xưa thời xưa là các vua chúa đã rất là ưa chuộng rồi, nhưng kể cả là hiện tại cũng thế. Nên là các chị nhà mình mặc áo lụa trên mà là không bao giờ sợ lỗi mốt nha, mà mặc rất là mát luôn các chị ha. Rồi các chị nhà mình này, ok Hoài tiếp tục chốt đơn cho các chị mình nha. Em chốt cho chị Bảo Chân AD1 ạ. AD1 chị em Hoài mức giá chị em chỉ có 169.000 thôi chị yêu nha. Hôm nay mua hóa đơn trên 300k thì sẽ được free ship nữa các chị mình này. Nhanh tay chốt đơn cho em Hoài. Ok chị Hiri Trần Hoài chốt AD1 luôn. Rồi cái mẫu này chị em Hoài, hôm nay các chị mình ơi sẽ từ đơn từ chị em Hoài này 495k, em giảm trực tiếp cho các chị mình hóa đơn trên 50.000 nha. Giảm trực tiếp 50.000 cho hóa đơn từ 495k, 695k em giảm trực tiếp 100.000 cho các chị mình, 995k giảm trực tiếp cho các chị mình thêm 200.000. Trời ơi các chị mình, đây là cái voucher nha. Có nghĩa là hôm nay chị nào mua tổng hóa đơn cho Hoài trên 450.000 vừa được free ship vừa được tặng thêm voucher 50k, có nghĩa là giảm giá trực tiếp 50k cho các chị mình nha. Mua hóa đơn trên 695.000 được free ship tặng kèm cho các chị mình một cái voucher giảm giá 100k nhá. Còn mua hóa đơn trên 995.000 giảm trực tiếp cho các chị 200.000 kèm free ship luôn đấy ạ. Là hôm nay các chị mình tranh thủ là mình săn sale này,
tắc ngay bạn bè người thân vào đây đi các chị ơi. Tắc ngay bạn bè người thân, thứ nhất là mua chung này, thứ hai nữa đó là cái cơ hội vàng không phải lúc nào cũng có nha. Lâu lâu mới có một thì bánh mì không phải ngày nào cũng có các chị mình nhá. Bây giờ mà Sài Gòn là mua bánh mì hơi khó luôn. Các chị, những cái sản phẩm mà bình thường rất là dễ mua, các chị mình thường nghĩ là dễ mua nhưng bây giờ rất là khó. Thì đối với sản phẩm nhà mát cũng thế. Bây giờ mình nghĩ là trời ơi chắc cái áo này còn nhiều lắm, hôm bữa thấy trên web vẫn còn này, rồi là lên trên Facebook vẫn còn này, nhưng biết đâu được hôm nay nó hết các chị mình. Và mức giá còn 169.000 à, sở hữu ngay giúp em Hoài nhà số ok chị Bảo Hân Lê Hoài chốt QA11 màu be cho mình này. Và các chị yêu ơi, bây giờ mình còn một phút cuối cùng thôi đấy ạ. Một phút cuối cùng để chốt set này và Hoài tiếp tục sẽ qua mẫu nha. Nên là mình thích mẫu nào là mình phải nhanh tay chốt đơn cho em bằng cách đó là lên cú pháp cho em này, mã sản phẩm kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment. Size số sẽ có các bạn nhé em tư vấn nha. Chị nào mà muốn biết cái size của mình ở trên live thì mình cũng có thể comment cho Hoài chiều cao cân nặng, Hoài sẽ tư vấn kỹ. Bây giờ mình sẽ sâu cái sản phẩm áo trước nhá, sau đó Hoài sẽ qua mẫu các chị ha. Áo Hoài sẽ có cho mình đó là 3 màu. Màu Hoài đang mặc là cái tông áo này sẽ có tới 4 màu các chị nhá. Màu Hoài đang mặc là kiểu cái tông màu bê cam sữa rất là đẹp. Màu tiếp theo chị em Hoài sẽ là màu xanh min ạ, màu đen và màu cuối cùng chị em Hoài đó là màu da các chị mình nhá, màu hồng da da rất là đẹp. Quần thì em đang có 3 màu cho mình săn, đó là màu Hoài đang mặc thì sẽ là màu da này, thêm màu hồng và màu đen nha. Mức giá áo chỉ có 169.000, còn quần chị em Hoài sẽ là 249.000. Size số vẫn còn đủ để các chị mình lựa chọn đấy ạ. Rồi các chị em mình thích mẫu này thì mình còn 30 giây cuối và sau đó Hoài sẽ để Như qua mẫu này. Bây giờ Hoài đang thấy là cái set đầu like của Như đang rất là hot rồi và rất là nhiều chị hỏi. Chắc Hoài sẽ để Như qua mẫu luôn. Nên chị nào mà đang thích cái set của em đang mặc thì vẫn cứ lên đơn nhá. Xíu nữa các bạn nhà mình sẽ tư vấn cho các chị sau ạ. Mình vẫn cứ chốt đơn cho em bằng cách đó là lên cú pháp này AD1 cộng cho em hoặc là QA1 kèm thoại trên cùng một dòng comment, chốt ngay đơn hàng với mức giá siêu mềm luôn các chị mình nhá. Ok bây giờ thì Hoài sẽ qua mẫu ha. Dạ rồi đây các chị yêu nhà mình ơi, em Như đã trở lại với các chị yêu nhà mình rồi đây. Thì không biết là các chị nào mình đang đặt cái sản phẩm của chị Hoài á thì mình cũng tiếp tục lên đơn giúp em nhé. Chỉ cần cho em xin mã kèm giùm em số điện thoại, còn nếu mà mình cần tư vấn gì thì em Như đứng đây cũng có thể tư vấn gọi là cơ bản cho các chị yêu nhà mình. Về chiều cao cân nặng mình cứ comment bên dưới rồi em rồi sẽ chia sẻ gọi là tương tác với các chị yêu nhà mình nha. Còn bây giờ thì em sẽ qua tiếp cái set đồ của em đang mặc trên người luôn. Thì không biết là các chị yêu nhà mình ơi, các chị thấy là cái set đồ của em đang mặc này trong nó có mình mặc kiểu nhờ hơi thanh lịch kiểu công sở cũng được nha. Khi mà các chị tách ra này, các chị mặc lễ vẫn đẹp nữa, đi chơi đi hay là đi học này, cũng như đi dạo cũng đẹp luôn. Bây giờ này các chị lên luôn cho em cái set này của em nha. Mã của em mặc này là gì đây? Mã áo của em sẽ là AK1 giúp em Như. Ngày hôm nay cái áo này em chỉ còn 2 size, là size M với L thôi cả nhà. Áo này là cũng là một cái phần quà tặng mà cái like trước mà em dành tặng cho các chị yêu nhà mình luôn. À thì tranh thủ là em bây giờ em sẽ nhắc lại cái chương trình mini game của nhà mát luôn cho những chị nào mình mới vào like nha. Thì các chị yêu nhà mình ơi, cái chương trình mini game của nhà em á là em sẽ có những cái phần quà như thế này nè, là những cái chiếc quần short này. Lúc nãy hình như là em có tặng cái này, là hôm nãy có tặng cái quần short của chị Hồi rồi, thì bây giờ em Như sẽ tặng thêm cái chân váy này cho cả nhà yêu mình luôn. Để em xem thử cái mẫu váy này là nó có quần không. Cái này thì nó không có quần nha mọi người nha, bên trong nó sẽ có thêm một cái lót lớp lụa nữa cho mọi người mặc á, nó rất là mát luôn. Thì khi mà mọi người mặc mà nó có lớp lót như vậy á thì nó không có dễ bị bay á, cũng như là không có bị hớ hay là bị hở gì đâu cả nhà yêu. Và em thấy là kiểu như nó sẽ xếp ly hai bên như thế này, để em xem qua da góc là như thế nào. Em sẽ dành tặng cái phần quà tiếp này cho những chị yêu nào đây. 455.000 cả nhà yêu ơi. Cái chân váy này của em là 455.000, cái này là váy mini sipli nhấn nút gold đó, hai bên có hai cái nút gold đó mọi người. Này 455 em dành tặng cho các chị yêu nhà mình luôn. Chỉ cần chia sẻ cho em Như là 3 lần vào các hội nhóm nè, một lần ở trang cá nhân ở chế độ công khai giùm em, sau đó mình vào đây mình comment giúp em là buổi trưa vui vẻ, rồi tan thêm cho em 3 người bạn vào, em sẽ dành tặng cái phần quà này đủ khoảng tầm là 600 lượt chia sẻ đúng không mọi người. Hiện tại là hiện tại là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người ơi, để em xem thử nha. Hiện tại là 285 lượt chia sẻ, mọi người lên cho em là đủ 500 lượt thôi. 500 lượt chia sẻ đi, em sẽ tiếp tục tặng quà nha. Da ngâm mặt nào màu nào hợp Như, chị Mi Hanh Ly ơi, đây nè em nói luôn nha, tại vì da của em á là da ngâm đó, bình thường ví dụ như là da chị Hồi có thể là trắng trắng hơn em một xíu, còn da của em nè hơi ngâm ngâm, da em không có trắng hết cả nhà, da ngâm gọi là ngâm bẩm sinh, từ bé giờ là hồi xưa là gọi là còn đen luôn á, người ta gọi em là bé đen á chị, xong rồi kiểu như lớn á biết chăm chút cơ thể hơn, còn tránh nắng rồi là kem chống nắng rồi này nọ thì người da em mới được như thế này, chứ giờ hiện tại là vẫn là đang ngâm. Thì các chị nhìn cho em nè, da của mình á ngâm ngâm một xíu, mình mặc những cái set đồ như thế này, miễn sao các chị đừng có mặc những cái tông màu mà nó làm cho mình bị quá tối á, ví dụ những cái tông màu xanh lá chuối nè đó, hay là màu vàng sáng á thì chị tránh đi, hoặc là màu cam á các chị,
kiểu màu cam mà cam cam sáng nha, cũng như là màu hồng nha. Em thấy cái màu hồng mà màu hồng cánh sen các chị mặc nhiều khi nó không có bị tối, nhưng mà cái màu kiểu như là màu hồng mà hồng 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 đậm đậm á mọi người, lại đương khi á, em như này em mặc lên cảm thấy rất là tối da. Cho nên là em khuyên các chị nào mà da ngâm á, mình tránh những cái màu mà nó chói chói. Còn riêng với những cái sản phẩm của nhà mát thì các chị yên tâm, tại vì những sản phẩm này là nhà mát đã xử qua, gọi là xử lý màu rồi, thành ra nó không thể nào kén da được. Tại vì bán cho gọi là bán cho tất cả mọi người á, thì không thể là khách hàng nào cũng trắng được. Cũng sẽ có những chị da trắng, cũng có sẽ những chị da ngâm, hoặc là những chị mà da gọi là đen bẩm sinh gì đó, thì nhà mát sẽ đưa đến những cái sản phẩm nào mà phù hợp với tất cả mọi người, mặc lên nó không có bị kén. Cho nên chị yên tâm, ví dụ chị có thể tham khảo thêm cái set đồ mà em đang mặc này. Mã của em là AK1 này là chỉ có 199.000 thôi đó các chị. Nhà mà nơi cái giá gốc của em xem là 295.000. Chất liệu của em là chất liệu von nha cả nhà ơi. Cái von này mặc rất là mát luôn, tay dài, và nó sẽ có những cái đường chích ly ở bên dưới, nó tạo độ phồng nhẹ cổ, là cổ V như thế này nè mọi người. Cổ mà kiểu là cổ đắp chéo á cả nhà. Đây đắp chéo nhưng mà nó may chỗ này lại chích lê chỗ này rồi, không có bị hở nha. Với cái màu áo này thì em như cũng sẽ có 3 tông màu cho mình. AK1 là có 3 tông màu, một tông màu kem, một tông màu xanh. Màu này là màu xanh bơ rất là ngọt luôn, cũng như là cái tông màu đen. Ví dụ như chị nào mà các chị an toàn, thích an toàn có thể lấy cho em tông màu đen. Còn mình thích mà kiểu như là sáng hơn, trẻ hơn, tươi hơn, mình có thể lấy cho em tông màu xanh. Cũng như là cái tông màu kem em đang mặc là những cái tông màu cực kỳ dễ mặc, không hề bị kén da luôn. 199.000 thôi. Còn quần là QA2 giúp em. Với cái form quần như thế này này cả nhà, cái ống của mình á, nó sẽ không có quá rộng mà cũng không quá ôm, kiểu vừa đủ á cả nhà. Mặc lên cảm giác cái chân của mình nó không có bị gọi là bị thô hoặc là bị to quá, nó sẽ cảm giác cái chân của mình rất là thon luôn. Phần này là kiểu là dây kéo với lại nút cài bình thường nha. Em cái quần này là kiểu màu xanh đen, để em xem thử quần này có mấy màu ta. Em chỉ có đúng quần này em có cũng tới 3 màu rồi cả nhà. Quần này em cũng có tới 3 màu và giá thật sự em không nghĩ là cái giá rẻ như vậy luôn á các chị ơi. Có 139.000 cái mã quần em đang mặc thôi cả nhà. QA2 139.000. Em mua áo rồi, màu đen sang lắm á mọi người. Em cảm ơn chị Trúc rất là nhiều nha. Cho em nói thật sự cái áo này là một cái màu áo quốc dân của nhà mát luôn. 199.000 cái chất tô này gọi là nó mềm rồi, nó mát kinh khủng mọi người. Và cái tô này các chị nó không có bị xước nha mọi người, yên tâm giúp em nha. Chị nào chưa mua thì mình nên mua lẹ, em còn đúng 2 size tại vì số lượng không có nhiều. Em sẽ là những like những cái mẫu này nhanh thôi cả nhà ơi. Lấy luôn cho em. Còn chiếc quần này các chị nên lấy nha cả nhà ơi. 139.000 cái quần này mọi người tin nổi không? Xuất sắc luôn. Đó, chị nào mà kiểu như là nhỏ con hay gọi là nấm lùn một xíu mới mặc những cái form quần giống như em cũng được nha. Tại vì nó không có bị kén á cả nhà. Mà lên form đi đâu cũng được các chị này. Làm văn phòng công sở mình có thể phối như em cả set như thế này cũng được. Còn không mình đi chơi, mình đi học, mình đi dạo, mình phối với một cái áo phông trắng bình thường thôi cũng xinh luôn. Với chiếc quần này thì em cũng sẽ có 3 tông màu cho các chị yêu nhà mình luôn. Cái vải này kiểu là vải cô tông mềm á cả nhà. Đó, cái vải này của em là kiểu cô tông mềm á, rất là mát luôn á nha. Chất vải thì kiểu như là không quá dày cũng không quá mỏng. Một tông màu hồng này cả nhà. Màu hồng này kiểu như là màu hồng 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 đất á các chị. Với một tông màu xanh nè và một tông màu xanh đen, em đang mặc xanh nước biển và tông màu xanh đen. Những cái tông màu này rất là dễ mặc luôn, dễ phối đồ nữa. Các chị yêu nào mình thích mình lên liền cho em đi. 139.000 thôi, QA2 giúp em nha. Phí ship quận 7 là bao nhiêu? Bên em phí ship toàn quốc là bao nhiêu chị nhỉ? Phí ship, tại vì là những cái sản phẩm này là hóa đơn của em trên 500.000, 300.000 là em free ship rồi. Còn hình như là phí ship toàn quốc của em là 30k hả ta? Phí ship của em là nội, phí ship của em là 30k nha cả nhà nha. Rồi. À, là phí ship là từ 20 đến 30k tùy vào khu vực đó các chị. Cái này là bên nhà mát sẽ là không có đồng giá mà sẽ là tùy theo khu vực, những cái khu vực gần á thì bên em sẽ tính theo cái khu vực thôi. Đó, kiểu như là cái bên giao hàng người ta tính bao nhiêu thì nhà mát tính bao nhiêu thôi, chứ không kiểu như là đồng giá như các chỗ khác các chị yêu nhà mình ha. Rồi, bây giờ này các chị yêu, em thấy mình lên đơn là QA2 rồi nè, em thấy chị quần size lớn cho vòng eo bao nhiêu? Dạ rồi, eo là khoảng tầm là size XL là khoảng tầm eo từ 76 đến 78 là mình mặc được giúp em nha. Mẫu quần này thì em vẫn còn đủ 3 size cho mình là S, M và L luôn cả nhà nha. Riêng cái mẫu quần này hình như là em không có size XL rồi chị yêu ơi. Em chỉ có 3 size S, M và L thôi. Rồi em thấy đơn của chị Hà lấy mã AK1 màu kem nè. Rồi, em thấy đơn của chị gì nè, em chưa kịp đọc là nó trôi rồi. Chị Ruby lấy quần mã QA2, chị comment là giúp em cái mã nha. QA2 nha mọi người ơi, chứ không phải là QR2, chị comment nhầm mã các bạn chốt nhầm á. Rồi, em thấy của chị gì đây nữa nè, mà chưa kịp đọc chị Sa. À, chị Sa là quần là size lớn, eo từ 76 đến 78 giúp em nha. Tình yêu chị Trần nè là QA2 này, không có đọc được comment. Ba chân váy đen QA2. À là chị Chi, chị lấy ba cái chân váy đen mã
VA2 đúng không chị? Rồi, ôi lấy 3 cái luôn, vậy là chị sẽ được free ship em chắc chắn luôn. Rồi mẫu quần này là hai bên có túi như cái màu xanh này, nhìn cưng quá các chị ơi, em thật sự luôn á. Cái màu xanh này mọi người phối lên rất là trắng da luôn. Còn cái tông màu hồng này rất là ngọt luôn nha các chị yêu nhà mình ơi. Còn với tông màu xanh đen của em thì nhìn nó hơi công sở một tí. Đó, chị nào thích mà gọi là hơi thanh lịch cho nha thì mình có thể lấy nè. Rồi vải này của em ạ. Dạ vải này của em thì các chị mặc là nó là chất gọi là cotton mềm thì nó không sẽ không có co giãn đâu các chị ơi nha. Cotton mềm này là gọi là em làm cái form này là cũng là form ống suông hơi rộng rồi, thành ra không cần phải co giãn đâu. Những cái vải nào gọi là tùy theo form thì nhà mát sẽ lên cái chất vải nó co giãn hay là không á, cho nên chị yên tâm, riêng cái mẫu này các chị mặc không hề bị khó chịu chút nào hết. QA2 của em là 139.000 thôi các chị yêu ơi, rất là gọi là cái giá này rất là rẻ luôn. Chị yêu nào mình chưa lên đơn mình tranh thủ giúp em nha. Còn chị nào mình mới vào nè, AK1 nè, size F màu bông đen. Rồi ok chị Quyên em thấy đơn nè. Chị Smiley Sung nè lấy QA2 màu xanh đen. Chị cho em xin số điện thoại luôn chị yêu ơi. Đó các chị đang lên đơn rất là nhiều. Em thật sự luôn á chị, 139.000 mọi người có tin không mọi người. Ngày hôm nay nếu mà các chị, em nghĩ là các chị không mua là không bao giờ có cái giá này nữa. Tại vì chị duy nhất trong cái livestream này nhà mát mới lên 139.000. Em định là cái em like thêm cái này một phút nữa thôi nha, em định là sẽ qua mẫu luôn, nhưng mà em thấy các chị vẫn đang lên đơn rất là nhiều, thành ra em sẽ nán lại thêm tầm một phút nữa để các chị mình lên đơn cho em. Em nhận thêm đúng một phút rồi em qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Rồi áo là em sẽ có 3 tông màu cho mình nè cả nhà yêu ơi. Đây, tông màu đen giúp em nè, tông màu xanh nè mọi người, xanh bơ rất là xinh luôn nha cả nhà ơi, kèm với một tông màu kem em đang mặc trên người nữa, giá chỉ có 199.000 thôi. Mọi người biết không, cái chất liệu tơ này nè các chị ơi, hiện tại nha em thấy là cái chất liệu tơ này, nó tơ thì có nhiều loại nhưng mà cái vải tơ von nè mọi người, cái von tơ chứ, von tơ của nhà mát này mặc lên rất là mát và cái vải nó mềm mà kiểu như là nó không có bị mỏng nha. Cái von này của mình không hề bị mỏng nha. Có nhiều chỗ em thấy là lên cái, nói tới von là nó mỏng lét luôn, thành ra nhiều khi cái chỗ người ta may tới 2 lớp nhưng mà riêng nhà mát may 1 lớp cho mọi người nhưng mà không hề bị mỏng. Các chị mình mua hàng mình cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em, như mình cứ mở ra mình kiểm tra hàng rồi mình mới thanh toán tiền nha mọi người nha, không sao hết. Đây là bên em cho các chị kiểm tra hàng mà mọi người phải xem thử là bên trong mình giao được đúng cái mẫu mã mới đặt hàng hay không. Rồi bây giờ lên cho em nè, 30 giây cuối cùng, chị nào chưa lên đơn thì tranh thủ giùm em. Rồi các chị ơi, các chị cho em xin chiều cao cân nặng, số vòng 2 em sẽ tư vấn size cho các chị nhà mình. Bây giờ em tư vấn size sơ qua như thế này: size S khổ từ 43 cho đến 48 cân mình mặc size S, size M từ 48 cho đến là 54 cân mình mặc size M, còn size L khoảng từ 54 cho đến 58 cân giùm em. Còn vào số eo thì eo khoảng 66 đổ về là mình mặc size S, eo từ 72 đổ về là mình mặc size M và eo từ 75-76 đổ về là mình mặc size L giúp em nhé. Rồi các chị yêu, quần này em sẽ có 3 tông màu như thế này. Tông màu xanh, ủa cái màu xanh này rất là xinh. Các chị tưởng tượng cho em cái màu xanh đại dương, màu xanh của biển như thế nào, là cái màu quần y chang như vậy. Nhìn nó rất là mát luôn á các chị yêu nhà mình ơi. Còn tông màu hồng đất này của em thì khỏi phải nói rồi, rất là cưng, rất là ngọt luôn. Và tông màu đen xanh đen em đang mặc thì kiểu như nó thay thế cho màu đen rất là tốt. Bình thường mình có màu đen nhiều rồi, mình lấy cho em cái tông màu xanh đen này, nhiều khi mình mặc nó trẻ hơn, nó lạ hơn, mình nó nhìn nó xinh hơn rất là nhiều. Đây, cái form túi như thế này nữa cả nhà, đó, rất là cưng ha. Rồi chị yêu nào mình lấy nữa mình lên đơn cho em nè. AK1 là mã áo giá 199.000, còn quần là QA2 giá 139.000 giùm em. Quần em có đầy đủ 3 size S, M và L, còn áo của em là chỉ có hai size là F, M với L thôi nha cả nhà nha. Và em nhắc lại nè, đơn của các chị nha, ngày hôm nay đơn của mình là 495.000, em sẽ tặng thêm một cái voucher 50.000. Đơn của mình là 695.000, em tặng thêm một cái voucher 100.000. Đơn của mình 995.000, em tặng luôn các chị cái voucher 200.000. Những voucher này các chị có thể giảm giá ngay trực tiếp trên cái sản phẩm mà mình đặt mua của nhà mát luôn, được không? Bây giờ em như xin phép qua mẫu nha. Còn chị yêu nào mà mình muốn đặt hàng nữa, mình tranh thủ mình lên đơn sớm cho em. Trời ơi, xinh lắm mọi người. Rồi em như qua mẫu nha. Thì Hoài sẽ qua một mẫu mời cho các chị mình ạ. Đây, một cái set rất là dễ thương luôn các chị ơi. Hoài đang rất là ưng cái set này luôn. Không biết các chị thấy sao chứ cái set này là một cái set bán rất là hot của nhà mát nha. Và bây giờ Hoài sẽ báo giá cho các chị mình luôn ạ. Các chị mình bây giờ thì mình đang nghĩ là cái set này có mức giá là bao nhiêu?
Hoàng nghĩ là nếu như các chị mình mà để các chị mình mà nghĩ là giá bao nhiêu thì chắc cái set này cũng phải là 500-600 ngàn một set các chị mình ha. Hoặc là ví dụ nhiều hơn nữa, nhưng hôm nay Hoàng mang đến cho các chị mình một cái mức giá siêu mềm luôn nha. Thì cái mẫu này thì em sẽ bao gồm một chiếc áo thun các chị mình, bao gồm một chiếc áo thun kèm cho em Hoài đó là một mẫu chân váy jean demi rất là đẹp luôn. Mẫu này thì Hoài đang có mức giá các chị mình này, mã áo Hoài lên mã sản phẩm cho mình nhá. Em áo mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là VA1 các chị mình. À cái này sẽ là AT2 các chị mình ơi. Mà áo của Hoài đang mặc sẽ là AT2. AT2 Hoài chốt mức giá các chị mình đó là 255 ngàn, giảm trực tiếp chỉ còn 169 ngàn thôi nhá. 169 ngàn cái mã chân và áo của Hoài đang mặc, cái áo thun cô tông rất là đẹp. Và áo này thì mình có thêm màu khác không chị ha? Áo này mình có cái mẫu này để em xem nào. À đây, áo này em có rất là nhiều màu các chị mình ơi. Thực ra thì có bị lộ tức ghê. Rồi ok, áo này thì Hoài đang có cho mình đó là hai màu. Thì hai màu này cũng rất là xinh luôn các chị mình ơi. Mẫu này cho Hoài là sẽ có hai màu nha. Màu xanh và màu trắng Hoài đang mặc rất là dễ thương luôn. Còn chân váy thì em Hoài đang có cho mình tới 3 màu nha. Vậy là Hoài đang lộn cái mã áo các chị mình, chân váy Hoài đang có tới 3 màu. Áo thì Hoài có 2 màu nha. Nhưng mà tính ra các chị mình thấy không ạ? Cái chân váy demi rất là đẹp luôn. Đây chân váy này em báo giá luôn các chị mình nhá. Chân váy chị em Hoài là VA1 có mức giá chị em Hoài đó là 495, giảm trực tiếp chỉ còn 299 ngàn thôi ạ. Chỗ cái chân váy đẹp như này mà chỉ có mức giá 299 ngàn. Chị nào mà muốn sở hữu em này là phải thật là nhanh tay nha. Chốt ngay cho em Hoài sẽ là AT2 cộng VA1 các chị ha. AT2 cộng VA1 kèm Hoài cho em Hoài trên cùng một dòng comment ạ. Rồi các chị mình thích mẫu nào là nhanh tay chốt đơn này. Hoài sẽ tư vấn size cho mình nha. Áo AK một size bờ màu kem ok chị Xuân. Xuân dài Ngô Ngọc, em cảm ơn chị yêu rất nhiều ha. QA2 màu xanh đen size M cho chị Phạm Hồng Hạnh này. Các chị nhà mình thích mẫu nào là mình cứ lên đơn ngay đi. Tại vì cái hôm nay Hoài thấy toàn là đầu 1 không ạ. Mức giá giảm siêu mềm cho những mã sản phẩm hiện tại mà nhà em bán rất là mạnh luôn. Áo cho Hoài sẽ là chất liệu thun cô tông nhá. Dạ ok chị. Cái mẫu này cho em Hoài sẽ là chân váy cho em Hoài, áo cho em Hoài sẽ là áo thun cô tông. Áo này cho em Hoài cái phần ở phía trước sẽ là phần in các chị nhá, không phải thêu ha. Họa tiết cho Hoài sẽ là họa tiết in. Thì em này cho em Hoài là tầm 60 cân đổ lại mình vẫn có size. Chất thun cô tông có độ co giãn nhẹ nha, thấm hút mồ hôi siêu tốt luôn. Và chị em hai màu đó là màu trắng và màu xanh này. Thì chị nào quan tâm mẫu này mình cứ lên mã cho em Hoài sẽ là mẫu cho em sẽ là AT2 kèm họa nha. AT2 kèm thoại, còn chân váy trên sẽ là VA1 ạ. VA1 Hoài đang chốt mức giá các chị đó là 299 ngàn. Thì em này á, mình có 3 màu, size số nhà em có đầy đủ nha. Màu Hoài đang mặc đó là màu xanh đậm này, tiếp theo sẽ có thêm màu xanh nhạt và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là tông màu đen. Thực ra cái chân váy demi này thì quá là dễ mặc luôn, không có kén da, không kén dáng các chị nhá. Nên là chị nào mà quan tâm mẫu chân váy là mình phải chốt thật là nhanh. Tại vì số lượng hiện tại các bạn nhà mình báo là cái em chân váy nhà em còn ít lắm các chị. Là mình thích mẫu nào là mình cứ lên đơn ngay nhá. Bằng cách đó là lên cú pháp cho em này, mã sản phẩm kèm họa cho Hoài trên cùng giờ comment. Các chị nhà mình bình thường ấy, mình đi chơi thì mình hay mặc như thế nào ạ? Còn Hoài nghĩ là cái concept mà Hoài đang gợi ý lên cho các chị nhà mình là một cái concept rất là được nhiều chị ưa chuộng luôn. Chân váy này, nào mình mua nguyên set cho Hoài đi, tính ra một set hôm nay cũng rất là mềm. Mình có thể là nào mình chán thì mình lấy chân váy này mình phối với áo khác. Không nữa mình lấy cái áo sơ thun này mình phối cho em với quần khác với cái mẫu chân váy khác cũng đẹp. Tại vì là áo thun và chân váy là những mã sản phẩm mà gọi là kiểu như không bao giờ có thể là thiếu trong tủ rồi. Mà nào mình bí đồ quá mình cứ lấy nguyên cái set của Hoài đang mặc đi ra đường đi, đảm bảo là năng động trẻ trung rất là dễ thương chị em luôn. Và cái mẫu này thì mình có thể mang kết hợp giày bata nha, không có nhất thiết mang giày cao gót đâu các chị. Mình có thể phối cho em Hoài với giày bata cũng rất là xinh. Áo mặc chị em Hoài em đang mặc size S các chị hả? Hoài đang mặc size S ạ. Các chị Hoa Bách Hợp ơi, Hoài đang mặc size S nha. Chân váy Hoài mặc size S và áo Hoài cũng đang mặc size S luôn. Em Hoài thì cao 1m6 và nặng tầm cho các chị ở mình đó là 47 cân. Thì nói chung là mẫu của nhà mác đều mặc size S hết các chị ở mình. Các chị chỉ cần mặc chuẩn size là sẽ đẹp nha, không có phải là nhất thiết là phải là đúng cái size như em mặc đâu. Mình cứ để lại cho em mã sản phẩm và sẽ có số điện thoại này, các bạn nhé, em sẽ tư vấn size các chị mình. Cứ mặc đúng size của mình thì mình sẽ mặc đẹp lên cái form của dáng người của mình nhá. Rồi ok, em đang thấy các chị yêu 1m52, cao 1m67, trời rất là cao, dáng rất là chuẩn luôn. 52kg mặc cho em Hoài size M nha chị yêu nha. Mặc cho Hoài size M là vừa đẹp luôn. Trời ơi, người đâu gì mà cao dáng đẹp các chị mình. 52kg mặc 1m67 là dáng rất là xuất sắc luôn đấy ạ. Rồi tặng tặng chân váy luôn được không chị ơi? Các chị nhà mình muốn tặng chân váy đúng không ạ? Các chị mình nhanh tay chia sẻ like trên giúp em đi. Bây giờ Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị mình là xem lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu nha. Hiện tại lượt chia sẻ của mình đang là 289. Các
các chị mình đẩy cho em lên 400 lượt chia sẻ đi ạ. Lên 400 lượt chia sẻ là Hoài sẽ tặng quà tiếp cho các chị mình nha. Các chị mình chia sẻ cho em Hoài lên 400 lượt chia sẻ đi các chị yêu ơi. Chỉ cần 400 lượt chia sẻ là Hoài sẽ tiếp tục mở ra cái chương trình mini game để tặng quà cho các chị mình. Các chị mình chia sẻ thật nhiều cho em Hoài là được nha. À, comment không gửi được hình, em gửi hình cho mấy chị yêu xem. À chị Thiều Huyên ơi, mình muốn tư vấn sản phẩm hay là sao ạ? Các chị nhà mình mà cần tư vấn thì mình cứ chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em nha, nhà em sẽ tư vấn mẫu đó cho các chị mình ha. Rồi các chị mình QA2 cho chị yêu này Nguyễn Thị Ngọc Huyền ạ. Các chị mình thích mẫu nào là mình chốt luôn cho em Hoài nha. Rồi mẫu AT2 trắng cho chị Hoa Bách Hợp. Rồi chị yêu ơi, em Hoài chốt cho chị La Lan Phạm QA2 luôn này. Rồi mẫu quần của Hoài đang mặc sẽ là cái mã sản phẩm cho em Hoài nhá. Sẽ là VA, cái mẫu chân váy của Hoài đang mặc sẽ là VA1 nha. Còn cái áo Hoài đang mặc sẽ là AT2 các chị ha. Mình thích mẫu nào là mình cứ chốt đơn cho em Hoài. Cái em chân váy này thì không có quần bên trong các chị mình. Chân váy jean thì thường em sẽ không làm quần bên trong. Nhưng mà cái chân váy này gọi là chân váy dáng A, có cúc ở phía trước và có kèm dây kéo khóa cho Hoài luôn. Lên form cũng siêu chuẩn cho các chị mình nhá. Là mình thích mẫu nào là mình cứ chốt ngay cho em Hoài này. Rồi ok, AT2 màu trắng cho chị Cát Thi Nguyễn ạ. Áo này chỉ có mức giá cho Hoài 169.000 thôi. Hoài có tới tận 2 màu nha. Đây là cả hai cái tông màu giúp em Hoài này. Đây, tiếp theo đó là một cái tông màu xanh rất là ngọt. Đây là form phía sau các chị ha. Em quay form phía sau các chị xem luôn. Đây, cái form này Hoài mặc cũng khá là vừa, chỉ có hơi rộng một xíu nhẹ ở phần eo thôi, nhưng mà cũng không có cần chỉnh sửa các chị. Mặc như này thoải mái. Là ví dụ mình đi chơi, mình ăn uống là vừa, kiểu như là khi đó cái dạ dày của mình nó tăng cái diện tích ra thì khi đấy Hoài nghĩ là cái mẫu này mặc sẽ vừa đẹp. Mình đừng có mặc chật quá các chị nha. Tại vì nhiều lúc mà mình đang đói thì mình mặc vừa, nhưng mà khi mà mình ăn uống, mình đi chơi, mình đi dạo phố xong rồi ví dụ như mình uống thêm nước này, hoặc là mình chơi đi chơi thêm các chị, mình ăn thêm ấy, thì nó sẽ bị hơi kích sản phẩm ấy. Thì Hoài khuyên là mình cứ nên lựa cho em Hoài nhích nhích sản phẩm một xíu là mặc vừa đẹp nha. Rồi ok, Hoài chốt QA1 cho chị yêu Cẩm Giang này. Các chị mình còn thích set đầu like là mình cứ chốt cho em Hoài nha. Rồi AT2 màu trắng cho chị yêu luôn. Hoài thấy cái mẫu đơn của cái mẫu áo của Hoài đang lên rất là nhiều, tại vì cái áo mức giá rất là mềm luôn, chỉ có 200, cái mẫu này là 295, cái mẫu này cho em là 255.000, mà giảm trực tiếp cho em chỉ còn là 169.000 thôi, là một mức giá siêu mềm. Là chị nào mà quan tâm mẫu này là mình phải chốt nhanh nha. Hoài sẽ còn cho mình đó tầm là 2 phút nữa thôi ạ. 2 phút để chốt cái set của Hoài đang mặc. Và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mã. Chân váy của em thì vải jean rất là mềm. Nhiều chị là đang phân vân đắn đo là cái jean này có co giãn không, đúng các chị mình ha. Jean này Hoài bảo luôn là nó sẽ không có độ co giãn nhiều nha, co giãn nhẹ trên Hoài thôi. Cái jean này co giãn nhẹ nhưng mà jean á là nhà em lên jean rất là xịn sò. Tại vì cái em chân váy này các chị mình này có thể là mặc chị em Hoài luôn, nó không bao giờ sợ bị kiểu bạc màu hay là sờn vải nha. Riêng jean nó càng giặt phải là càng đẹp. Và các chị mình thấy không ạ, jean thì chắc là từ hồi xưa đến giờ rồi rất là hot luôn, chưa bao giờ Hoài thấy là jean là hết hot hết. Nghĩa từ hồi mình còn bé luôn rồi là mình đã biết tới sản phẩm jean, nhưng mà tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi em Hoài, tới hai mấy năm rồi, Hoài thấy jean vẫn là một cái sản phẩm mà năm nào các chị mình cũng mua, ngày nào các chị mình cũng mặc. Và jean là giặt phải mặc, Hoài nghĩ là tầm 2-3 năm mới thay một chiếc, chứ không phải là mặc ngày 1, ngày 2 rồi thay đâu các chị mình nha. Nó không phải giống vải cô tông bình thường, mà là jean thì mặc rất là lâu. Rồi các chị mình lên ngay mã sản phẩm kèm nữa là cho em Hoài. Đồ mát đẹp lắm, em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. Và chị nào mà thích mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em Hoài. Nếu như chị nào muốn chơi với game đúng không ạ, mình chia sẻ lên cho Hoài 400 lượt chia sẻ đấy chị yêu ơi. Tăng lên 400 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ tiếp tục chơi mini game với các chị mình nha. Chỉ cần có 400 lượt chia sẻ là Hoài sẽ tiếp tục mở ra một cái chương trình mini game cho các chị mình để tặng chân váy giống như đã hứa. Lượt chia sẻ của mình đang là 304 rồi. Hoài cần thêm 100 lượt chia sẻ nữa nha các chị yêu ha. 100 lượt chia sẻ. Đây cái set của Hoài đang mặc thì mình sẽ tổ phối với một cái đôi dép kiểu dép lê lê thấp thấp thôi. Với kèm cho em Hoài là một cái túi nâu rất là dễ thương, thì mình đã có một con set đi chơi cực kỳ xinh rồi. Rồi mẫu cho em Hoài áo, em đọc lại mã các chị ha. Áo cho em Hoài sẽ là mẫu sản phẩm chị em sẽ là AT1 169, AT2 169.000, có hai màu trắng và màu xanh. Chân váy của Hoài đang cầm sẽ lên cho em là VA1 nha. VA1 Hoài có tới tận 3 màu đấy ạ. Màu đen này, màu xanh nhạt và màu xanh đậm. Mức giá cho Hoài chỉ có 299.000 thôi. Nhanh tay lên mã cho em đó, AT2 cộng cho em Hoài là VA1 để chốt đơn hàng cho em Hoài mẫu này. Và sau đó sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn với các chị mình nha. Tặng chân váy luôn, chị yêu ơi, tặng chân váy luôn thì mình chia sẻ lên cho em Hoài nhiều đi ạ. Có lên áo lẻ luôn các chị nha. Có nghĩa là cái set của Hoài đang mặc là em đang chốt nguyên set, nhưng nếu như chị nào muốn mua lẻ cho em Hoài vẫn mua được mà. Nếu như mình lên áo lẻ không, mình lên cho Hoài là AT2 chị yêu nhá. AT2 để chốt mà áo lẻ của Hoài đang mặc với mức giá sẽ là 169.000. Nào mình thích chị em Hoài mua cái chân váy lẻ cũng được này, mua áo lẻ cũng được. Nhà em không có bắt buộc là mình phải chốt nguyên set nha. Nên là thích mẫu nào thì mình cứ lên đơn các chị ha. Rồi Hoài báo lại cái mẫu này thêm một lần nữa thì em sẽ chắc là sẽ để Như tiếp tục qua mẫu cho các chị mình ha.
AT2 cho các chị mình sẽ là 169.000, VA1 chim Hoài sẽ là 299.000. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn rồi. Ok, chị Hoa Nguyễn Hoài chốt cho mình QA2 ạ. Các chị mình ôi xíu nữa mình vẫn tiếp tục chơi game nên là mình cứ chia sẻ livestream thật nhiều cho Hoài nha. Lượt chia sẻ tăng thì Hoài và Như sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị mình đi ạ. Bây giờ thì chắc là Hoài sẽ tiếp tục để Như lên một cái set mới, đó là set công sở các chị mình này. Áo kèm chim Hoài với quần suông nha, rất là đẹp luôn, quần form dài các chị ha. Nãy giờ dần lên quần ngắn không ạ? Nhưng chị nào đang cần cái concept đi chơi, đi làm được thì bây giờ các chị mình nhớ là hóng rời khỏi livestream nha. Bây giờ Như sẽ quay lại với các chị mình với một cái concept siêu mới cho các chị ạ. Dạ rồi, bây giờ đây các chị ơi, em nghĩ là trước khi mà em Như lên tiếp cái set đồ này thì em muốn là mọi người chơi game một xíu, tại vì em sẽ tiếp tục tặng quà đi. Em muốn là trong cái chương trình live của mình, em muốn cho mọi người chơi game một xíu cho nó lâu lâu mình khuấy động lên cho nó vui các chị yêu ha. Các chị bây giờ nè, cho em Như xin ý kiến đó là các chị có muốn em Như chơi game để tặng quà cho các chị nữa hay không, là các chị muốn em live tiếp này, cho em xin gọi là bây giờ em sẽ tham khảo ý kiến của cả nhà nha. Ba tông màu này em tặng màu nào ta? Em tặng màu kem đi các chị. Tặng tông màu kem đi cho các chị dễ mặc nha. Rồi bây giờ nè, một chiếc váy mini Shipley nhấn nút gold, đó giá là 455.000 của nhà mát. Rồi em sẽ dành tặng cái chân váy này cho các chị yêu nhà mình đi ha. Rồi bây giờ nè, các chị ơi, chị nào đang theo dõi live nè, cho em xin một cái ý kiến là các chị muốn em Như tặng quà chơi game tầm khoảng tầm 3 phút hay không. Nếu mà các chị ok thì em Như sẽ lên cái chương trình chơi. Còn nếu mà các chị bảo em like luôn thì em sẽ tiếp tục like nha. Rồi em thấy là chưa gì là các chị comment nhiệt tình quá trời rồi nè. Chơi game đúng không cả nhà ơi? Rồi vậy thì bây giờ chia sẻ like giúp em đi nào. Tại vì em thấy là cái lượt view của mình nó hơi giảm một xíu. Chơi game đi chị, ok tình yêu anh Phạm luôn. Tặng quà đi chị ơi. Rồi ok nè mọi người ơi, một hồi như vậy là em Như đã lượt gọi là tặng được một cái phần quà cho các chị yêu nhà mình rồi. Thì hiện tại bây giờ em Như sẽ tiếp tục dành tặng cái phần quà này cho chị yêu nào may mắn ngày hôm nay nữa đây. Cho em Như xin đi nè mọi người, chia sẻ giúp em đi, em để em kiểm tra lại. Tại vì bây giờ em thấy lượt chia sẻ nó hơi bị chậm á cả nhà. Rồi hiện tại là 309 lượt chia sẻ, lên cho em là 400 lượt chia sẻ đi, em sẽ tiếp tục tặng quà nha. Rồi nhưng mà cái mẫu đó là em không có nằm trong quà tặng á chị Thiều Huyên ơi, trời ơi, dễ sợ chưa. Rồi bây giờ là em Như tặng cái này nha, tặng cho các chị cái mẫu này tới 455.000 lượng mà em dành tặng luôn cho các chị yêu nhà mình luôn. Rồi lên cho em nào, buổi trưa vui vẻ, tan thêm 103 người bạn vào. Em mong là mọi người sẽ tiếp tục nhận quà của em Như nha. 3 phút thôi các chị ơi, 3 phút để mình chơi game thôi nha. Rồi em lên luôn cái set em đang mặc cho người nè. Em thấy các chị đang hỏi cái set nè. Rồi cái set này em nói thật sự với các chị là chị nào mà dân văn phòng công sở nè, là giáo viên giảng viên đi giảng dạy thì nên có cho em một cái set đồ như thế này. Bây giờ comment cho em là em thấy mọi người ơi, mọi người chia sẻ like nhiệt tình lên cho em. Hiện tại đây mọi người 12 giờ đúng không? 12 giờ mọi người ăn cơm xong mọi người hơi buồn ngủ rồi đó. Mọi người hơi buồn ngủ là mọi người hơi xìu rồi đó. Cho nên em phải làm sao mọi người phải chơi game với em để nó vui lên, chứ không mọi người mà xìu như vậy là em buồn lắm nha. Bao nhiêu phần quà còn dành cho các chị đi nè. Buổi trưa vui vẻ nè, em thấy chị Hoàng Phương Linh comment rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn chị nha. Chị Nguyễn Ngọc Hương Lan nè cũng là tương tác rất là tốt nè. Các chị ơi, các chị có thể chia sẻ với em lên 400 lượt chia sẻ trong vòng 3 phút thôi được không nè? Trong vòng 3 phút thôi cả nhà ơi, chứ vì sau 3 phút thì em sẽ lên chương trình live luôn. Rồi mình kéo cho em cái view nó lên xíu nào cả nhà. Lên cho em là hơn cái view đang hiện có được không các chị ơi? Tại vì nhiều khi các chị vào mình chơi game xong các chị nhận quà xong các chị đi ra là em buồn lắm. Ví dụ như mình ở trong live nè, nhận quà được của em Như rồi mình ở lại live mình mua hàng mình ủng hộ tiếp cả nhà. Đúng không? Chứ em tặng quà em chơi mini game là em chỉ muốn là mọi người vào xem live để mà tương tác. Trời nói thật mọi người, đi vào câu view mọi người ạ. Em chơi game em câu view mọi người mà cái view nó càng ngày nó càng giảm là buồn lắm đó nha. Rồi bây giờ nè, chia sẻ cho em nào mọi người ơi, không biết là được bao nhiêu lượt rồi, em ra em kiểm tra lại thử thế nào nha. Rồi em sẽ vào em đếm ngược rồi em tặng luôn. Có 329 đó mọi người. Cái con số nó đi chậm, rất là chậm, và hiện tại đang bước rất là đều. Mọi người tăng tốc lên giùm em Như liền. Bây giờ tăng tốc lên cho em nè, từ 329 trong vòng 1 phút 30 giây lên liền cho em là 400 lượt chia sẻ được không? 400 lượt chia sẻ đủ 400 lượt thôi em Như tặng luôn cái chân váy này nè mọi người. Tặng luôn cái chân váy này chứ bây giờ đợi ai đây? Chờ ai, đợi ai, mong ai đây cả nhà?
Rồi trong lúc mà em để mọi người chia sẻ, khi mà em sẽ giới thiệu qua cái set em đang mặc trên người đi ha. Rồi cái lúc mà mọi người chia sẻ xong, em và em kiểm tra nếu mà đủ rồi thì em tặng quà luôn, em không có để mọi người phải đợi. Còn bây giờ là cho em xin 1 phút 30 giây em giới thiệu sơ cái set em đang mặc trên người, để chị nào mình muốn mua hàng luôn thì mình có thể đặt hàng ngay giúp em. Rồi. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là gì đây? Quần của em là mã QAT. Ủa? QA3 đúng không chị? QA3 giúp em nha cả nhà ơi, QA3. Cái chất này là chất kaki nha cả nhà. Cái form của mình là kiểu như là form quần kiểu chín tấc á các chị, cái form quần baggy á cả nhà. Đó, form quần baggy ống suông ống rộng như thế này nè mọi người. Ở trên này nó sẽ có zip ly cho nên nó sẽ tạo cái độ mà gọi là rộng nhẹ tự nhiên luôn. Cái chị mặc cái tông quần này nè, mình đóng thùng này, mình đi làm hay là đi chơi cũng được, mình có thể phối cho em cái kiểu như là áo sơ mi, kiểu dạng sơ mi như thế này của em cũng xinh. Hoặc là các chị có thể phối cho em là kiểu như là áo phông bình thường cũng được nha. Với mẫu quần này là giá của em, chỗ thực sự ngày hôm nay cái chuyện không nghe nhầm đâu, giá gốc 395.000 ngày hôm nay sale cho các chị chỉ còn bao nhiêu, 169.000. QA3 cho em. QA3 em chỉ còn 169.000 thôi, và đầy đủ size cho các chị. Không, cái này em còn đúng size M thôi. Em còn đúng size M thôi các chị yêu nhà mình ơi. Thành ra chị nào size M là mình cho em xin lên đơn liền QA3. 3 tông màu đúng không cả nhà? 3 tông màu này các chị ơi, tông màu xanh rêu, tông màu xanh dương và cái tông màu cam đất em đang mặc trên người. 169.000 một chiếc quần như thế này. Cái quần của em á các chị, mặc lên nhá, form size M các chị nên lấy đi, tại vì cái quần này size M là khoảng từ là 48 cho đến 54 cân là mình mặc vừa này, eo khoảng từ là 68 cho đến 72 là mình mặc vừa size M giúp em nha. Ôi xuất sắc, tông màu xanh ghê, cảm ơn chị Phương Di rất là nhiều nè. Rồi đồ nhà mát đẹp lắm, cảm ơn tất cả mọi người nè. Các chị vẫn tiếp tục chia sẻ và chơi game giúp em nha. Cái này em sẽ giới thiệu lên cái set rồi em kiểm tra lại lượt chia sẻ rồi em tặng quà luôn á cả nhà. Quần em có 3 tông màu xanh rêu nè cả nhà ơi. Xanh rêu, màu xanh dương với lại tông màu cam đất. Cái màu này xinh ghê mọi người. Em thấy cái tông màu xanh rêu này cực kỳ sang luôn á. Nếu tại vì ví dụ như cái tông màu cam đất này các chị thấy nhiều rồi, còn cái màu xanh rêu dương hoặc là cái tông màu xanh rêu này mọi người chưa thấy thì nhà mát nó lên cho mình cái form quần này xuất sắc luôn. Màu này đẹp lắm luôn á, màu này mà phối với áo thun trắng thôi bình thường thôi cũng sang nữa mọi người nhá. Form quần này mọi người mặc lên kiểu như là cảm giác không có bao giờ thấy được khuyết điểm của chân mình, tại vì những cái form quần ống suông như thế này này không bao giờ thấy khuyết điểm, mà cũng như là những chị mà gọi là mình hơi nhỏ con nắm luôn một xíu, mình mặc những cái quần này mình không có sợ bị dài, cũng như những chị nào hồi nãy 1m7 của em đâu, 1m7, 1m6 mấy của em đâu, mặc những cái form quần này mình mặc lên không có sợ bị ngắn, tại vì form quần này nếu các chị mặc ngắn lên thì nó sẽ giống như cái quần kiểu như là quần baggy á cả nhà. Đó, rất là xinh luôn, màu cam đất đẹp ghê, đúng rồi chị Hương Lan chốt đơn liền cho em. Còn áo của em với chất liệu là lụa mềm nha cả nhà nha, mặc rất là mát, chất vải nó mềm kinh khủng khiếp. 139.000, trời nghe cái giá hú hồn liền cả nhà. 139.000 mã AK2 giùm em là mã áo nha. Còn quần này 169.000. Ngày hôm nay các chị đặt cả cái set đồ của em là các chị đã được free ship rồi. Đã được free ship rồi cả nhà, hóa đơn trên 300.000 nha. Rồi bây giờ này các chị ơi, nhanh tay chốt giùm em. Cái áo này của em thật sự, em nói thật sự mọi người nha, nó vải nó mềm lắm luôn, để em xem. 2 tông màu cho các chị, 1 tông màu hồng em mặc và 1 tông màu kem giúp em nha. Ôi cái áo cưng quá mọi người ơi, cái cổ của em nè, cái vải này nó mềm ơi là mềm luôn, và nó cực kỳ mịn, giống y chang da em bé cả nhà. Thật sự nó mướt, nó mịn hơn da của em nữa, sờ vào rất là mát luôn. Với những cái tông áo nhìn rất là sang các chị ha, đơn giản nhẹ nhàng mà nó sang. Chị nào cũng nên có những cái sản phẩm nhẹ nhàng như thế này, và 2 tông màu rất là dễ mặc, nó không có bị kén da. 139.000 cái áo này thì em nghĩ là các chị nên cho em chốt liền cho em chứ đừng bỏ lỡ nha. Rồi bây giờ này cả nhà, để em xem là lượt chia sẻ của mình đã bao nhiêu rồi ha. Em mong là đã đủ deadline, gọi là đủ cái target rồi. 375 lượt rồi cả nhà ơi, chỉ còn là 25 lượt nữa thôi mọi người. 25 lượt nữa thôi là em tặng luôn, em tặng quà luôn cho các chị nhà mình nha. Chỗ xuất sắc, áo này sang nè. Đúng rồi chị Phạm Nguyên, chị Phạm Nguyên có cái màu áo này chưa chị? Em thấy là nếu các chị mà mặc những cái màu áo này này, mình phối cho em một cái chân váy đen công sở thôi, thật sự rất là sang, đảm bảo với cả nhà yêu luôn đó. Ở nhà mà chị nào mà làm văn phòng công sở mà có chân váy công sở, phối cho em cái áo này đi, áo lụa mềm mặc lên mát lắm chị, mà nhìn nó sang lắm luôn á các chị yêu nhà mình ơi. Dạ hai chị Nắng ơi, chị Nắng ơi, chị lên cho em là hỗ trợ đơn hàng kèm số điện thoại giùm em nha, bên các bạn bên bộ phận hỗ trợ đơn hàng sẽ kiểm tra lại cái đơn của mình như thế nào. Rồi em thấy chị Mai Hương Nguyễn Thị là có comment, có
tan bạn bè nhưng mà chưa có chia sẻ nè. Chia sẻ giúp em đi, biết đâu lát nữa mình lỡ mình trúng thì mà mình không có hợp lệ á chị. Chị Châu Sơn cũng chưa có chia sẻ nè, chia sẻ giúp em như nào? Chia sẻ lên mình mới là người hợp lệ á cả nhà. Rồi bây giờ chị yêu nào đặt cái áo của em thì nhanh tay giúp em nha. Tại vì cái áo này nè các chị, AK2 này em có tới size XL. Hiện tại em còn 3 size ML với L, em hết size S. Nhưng mà size S thì các chị cứ lấy size M các chị mặc bình thường. Tại vì áo thì các chị mặc nó rộng rộng cũng không sai hết trơn á. Tại vì form này là kiểu form sơ mi á cả nhà. Em như mặc size S mà hiện tại vẫn đang mặc size M tại vì hết size S á. Thì các chị thấy mình mặc kiểu như là rộng rộng như này, thoải mái, dễ chịu. Các chị có thể săn săn cái tay lên cũng được, không sao hết nha. Rồi size XL. Trời ơi, cái size XL là size mà gọi là cái chất lụa mềm này, may cái vải nó tốn gấp đôi luôn mọi người. Mà bán vẫn có 139.000 nè, rất là xịn sò luôn đúng không? Thành ra mà chị nào mà tầm 58-60-61kg là mình nên lấy luôn cho em cái áo này. Có thể mua luôn cho mình nè, tặng luôn cho mẹ mình cũng đẹp nữa. Tại vì cái mẫu này nó không có bị kén tuổi nha các chị em nha mình ha. Rồi, AK2 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. WA3 169.000 cái phong quần xuất sắc luôn các chị yêu nhà mình ơi. Cái phong quần của em 3 màu nha. Đừng có bỏ lỗ cái màu xanh rêu của em. Cái màu xanh rêu này các chị mặc rất là tay, rất là sang. Đó, chị nào muốn tay, chị nào muốn sang thì nên lấy cho em cái màu xanh rêu này. Còn cái màu xanh nước biển mới mặc lên rất là trẻ trung nè. Và tông màu cam rất là mình mặc lên rất là gọn người và cực kỳ kè, không kén dáng, không kén da. Rồi, em thấy đôi của các chị rồi nè. Tại vì các chị nhiều khi em không có thấy được đọc đơn của mình á, thì các chị yên tâm, nó bị ẩn comment, mình thông cảm giùm em. Như dạo này Facebook nó khó khăn lắm các chị, chỉ cần mình tương tác này, mình comment cho em là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại là các chị sẽ có đơn. Bên em là hệ thống luôn đang trực 24/24 để mà trả lời comment của các chị yêu nhà mình á. Nhiều khi em không có đọc trực tiếp được thì các chị thông cảm giùm em như nha, cứ để lại cho em cái comment là các chị sẽ có đơn hàng. Rồi nè, em thấy các chị đang lên đơn mã AK2 này cho chị QQS nè, chị Bùi nè, lấy mã QA3 xanh biển nha. Ok chị yêu nhà mình luôn. Rồi các chị ơi, em thấy các chị đang lên đơn á. Cái áo này của em có 139.000 thôi. Cái vải lụa mềm mà các chị mặc lên rất là đã luôn. Với cái tông màu vải này, với cái chất liệu này, em thật sự các chị mặc 4 mùa luôn cho em, xuân hạ thu đông nha. 139.000. Rồi bây giờ em xin phép kiểm tra cái lượt chia sẻ của mình như thế nào rồi. Nếu đủ là em tặng luôn để mà chị Hoài vào tiếp một cái set. Em thấy chị Hoài đang lên một cái set rất là xinh. Ôi, qua luôn được rồi mọi người, tặng luôn nha. Rồi 424 lượt chia sẻ rồi, em Như xin phép được tặng quà cho các chị yêu nhà mình luôn. Bây giờ nè, bây giờ em tặng luôn cái chân váy này nha các chị yêu nhà mình nha. Chị yêu nào đang ở trong live stream của em đâu nè, cho em xin một cái comment, cho em xin một cái comment đã chia sẻ nhanh tay lên giúp em. Hiện tại bây giờ nè các chị yêu nhà mình ơi, em sẽ đếm ngược 5 giây. Em Như đếm ngược 5 giây, cái giây cuối cùng mà nó rơi trúng vào chị nào đó, để xem các chị có cùng nhịp với em Như không nha. Rơi phải đúng nhịp, đúng chỗ nha mọi người ơi. Bây giờ, comment cho em chưa nè, chia sẻ cho em Như chưa? Chị nào chưa chia sẻ, quay trở qua chia sẻ lẹ cho em nè. Chưa comment, vào đây comment giúp em, buổi trưa vui vẻ tan ba người bạn vào nhanh tay giúp em. Rồi, 5 giây đếm ngược giúp em nha mọi người nha. 5 giây đếm ngược em tiếp tục tặng quà nè. Đó, chuẩn bị giúp em nè, để em xem. Rồi, ok, comment nhiệt tình nha. Bây giờ các chị phải comment nhiệt tình. Cái giây cuối cùng của em Như rơi đúng vào chị nào, chị đó nhận quà. Được chưa nè? Rồi em Như đếm ngược nha. Phần quà này, chiếc váy này sẽ dành tặng cho ai đây? Để em thoát ra cái, để em thoát ra. Rồi một lát nữa em vào thì mới thấy được comment. 5 4 3 2 1 hết giờ. Em Như xin phép vào nha mọi người ơi. Cái like của mình đâu? Đây, comment nào nhảy lên. Rồi, xin chúc mừng chị Thư Thư. Rồi, em xin chúc mừng chị Thư Thư nè, là cái người rơi cuối cùng. Đó, em về là người cuối cùng mà hiện lên giúp em. Rồi, em thấy chị là người chia sẻ, có comment buổi trưa vui vẻ, có tan bạn bè vào. Em đã sẽ mời mọi người bên hệ thống kiểm tra. Rồi, chúc mừng chị Thư Thư, chị là người hợp lệ dành tặng cho mình một cái chiếc váy midi như thế này nha. Em chị liên hệ bên trang bay để mọi inbox giúp em, để bên shop sẽ gửi phần quà này nha mọi người nha. Rồi, cho một tràng vỗ tay nào cả nhà. Trời, xuất sắc luôn, ở đây không ai vỗ tay hết trơn. Mọi người tự vỗ tay giúp em nha. Rồi bây giờ các chị ơi, em Như sẽ đã dành tặng cái phần quà cho mình rồi á, thì mình còn trong live mình comment giúp em một cái nha. Còn tiếp một cái phần quà nữa, một lát nữa em sẽ tiếp tục chơi game, em tặng tiếp cho mọi người, cho nên mọi người yên tâm giúp em. Không bao giờ là hết quà hết trơn á. Xem live của nhà mát là lúc nào cũng có quà hết các chị.
thật sự chưa ai mà chơi sập như nhà máy luôn đúng không? Bây giờ nè, riêng cái mã áo của em Như đang mặc á, chị yêu nào mà mình đặt hàng, mình tranh thủ mình đặt hàng giúp em Như. AK2 139.000 giúp em được không? Hiện tại là áo chỉ còn là size M, size L và size XL, thành ra chị nào mà size lớn lấy liền cho em. Tại vì đa số nha, em thấy nhà mà gọi là hàng thiết kế mà mọi người, hàng thiết kế mà thương hiệu như thế này á, cái chị mua size lớn giá cực kỳ cao, chứ không bao giờ có cái giá mà 1XX như thế này. Mà có 139 thôi mà các chị bỏ lỡ thì em nghĩ là quá rất là thiếu sót luôn á các chị. Không thể nào đi tìm ở đâu đâu. Chị có thể tìm đến em và hỏi em ơi, em Như ơi, còn hàng không, còn hàng không, lúc đó là không có nha cả nhà. Và cái giá này em Như chỉ áp dụng trên live thôi. Và hai tông màu hộp em đang mặc và tông màu kem, còn quần em sẽ có ba màu, màu cam đất, màu xanh rêu và màu xanh dương giúp em 169.000 giùm em. Rồi còn em ơi, ơi em chúc mừng chị Thư Thư nha. Xuất sắc luôn chị. Chị giành quà, chị giành được cái phần quà này là chị không có phải tốn bất kỳ một cái đồng nào luôn, không tốn tiền ship, không tốn cái gì hết. Thế nên em mong là chị sẽ ủng hộ để mà xem những cái thử là những cái sản phẩm mà em Như cũng như là chị Hoài Lai á, chị ưng ý thì cái nào thì chị chốt nha. Còn bây giờ thì em Như xin phép qua mẫu nha. Chân váy tặng có bán không? Có chị Thùy Minh ơi, cái chân váy tặng này em có bán á. Giá gốc của em là 455.000, em sẽ giảm 30% cho cái mẫu váy này. Nếu mà 70% luôn hả? Trời ơi, em tưởng là em nói nhầm thôi mọi người. Em 70% là chỉ còn 139.000. Trời ơi, xuất sắc. Chị Hà, nếu mà chị đặt hàng chị lên cho em là mã là mã tặng đi ha. Mã tặng ha. Có mã luôn hả chị? À, mã này là mã VA2 giúp em. Giá là 455.000, em giảm luôn còn 139.000. Cái này em có bán luôn mọi người nha. Và ba tông màu đen, màu kem với lại tông màu hồng giúp em, chị yêu nha. Nếu mà lấy thì em mình được mua luôn á mọi người. Trời ơi, giảm tới 70% mà các chị, thật sự quá xuất sắc. Đẹp tuyệt vời. Rồi, em qua mẫu nha. Chị Thuy Minh mình đặt hàng thì mình có để lại cho em là VA2 nha. Rồi em Như qua mẫu luôn. Trời ơi, Hoài sẽ qua một cái set rất là dễ thương cho chị mình nha. Hồi nãy giờ thì mình cũng lên rất là nhiều concept, nhưng mà cái mẫu chân váy này hồi nãy Hoài đã mặc rồi. Nhưng mà bây giờ Hoài quyết định sẽ lên cho các chị nhà mình đó là một cái chân váy VA2 lúc nãy VA1 lúc nãy Hoài mặc nha. VA1 lúc nãy Hoài mặc, bây giờ Hoài sẽ kết hợp với một mẫu áo hoa rất là xinh. Em lên mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AK3 các chị mình nhá. AK3 là mã sản phẩm của Hoài đang mặc, và em áo này thì hiện tại là mình em này chỉ có một màu thôi đúng chị. Áo đây cho em thì mình chỉ có duy nhất một màu thôi, nhưng mà chân váy thì Hoài có tới tận 3 màu nha. Xíu nữa Hoài sẽ nhờ các chị mình lấy cho em Hoài cả chân váy, tại vì lúc nãy em lỡ đem ra rồi. Lên cái mẫu này chị em Hoài nhanh tay chốt ngay AK3 kèm loại các chị này. AK3 mức giá giảm cho em Hoài là 495.000, và đang được giảm trực tiếp cho em Hoài cái mẫu áo giống này chỉ còn cho em đó là 199.000 à. Các chị thấy cái áo này mức giá mềm không ạ? Chất liệu cho em Hoài sẽ là kiểu dạng KT các chị, rất là đẹp nha. Phối dùng cho em Hoài ở phần eo này và cái phần bo chun cho em Hoài ở phía phần dưới này các chị mình. Em thì sẽ đảm bảo cho các chị mình đó là eo bao nhiêu mình bo vào bấy nhiêu thoải mái nha. Không có sợ bị rộng chật luôn, tại vì phía sau nhà em cũng làm bo cho chị mình hoàn toàn cho em cần mẫu áo này. Họa tiết cho mình đó là họa tiết hoa nhí, tông màu cho em là xám phối với màu đỏ đỏ rất là sang. Thì tay này cho em sẽ là phần tay bồng. Như các chị biết là phần tay bồng là cái phần mà che khuyết điểm cho mình khá là ok. Ví dụ chị nào mà có cái phần cầu vai của mình hơi đứng một xíu này, hay là mình có phần bắp tay thì Hoài nghĩ là mình nên lựa tay bồng nha. Lựa tay bồng thì cảm giác là cái phần tay của mình nó sẽ thon gọn hơn rất là nhiều. Và em thấy cái bo chun này cũng là điểm cộng rất là nhiều cho cái áo này. Tại vì ví dụ như bình thường không biết các chị sao chứ Hoài là mua đồ toàn phải bóp không à. Mặc dù là eo em Hoài chưa phải là nhỏ lắm đâu nha, nhưng mà em mua hàng đa phần là vẫn phải bóp. Là ví dụ chị nào mà bình thường mà mình hay phải đi bóp đồ thì em này không cần bóp nha. Tại vì cái này là eo mình bao nhiêu sẽ bo vào bấy nhiêu cho em Hoài. Và cái form dáng của em này á, thì các chị cái phần vòng bột cũng được đẩy lên rất là nhiều nha. Nhanh tay chốt ngay chị em Hoài mã sản phẩm sẽ là AK3 kèm họa các chị mình nhớ. AK3 kèm họa trên Hoài với mức giá chỉ có là 199.000 thôi. Em sẽ nhờ các chị mình lấy cho em cái mẫu quần, cái mẫu chân váy của em đang mặc á. Chân váy của em đang mặc có tới tận 3 màu lận. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu lại cái mẫu VA1 nha. Cái VA1 này lúc nãy Hoài bán rất là chạy đấy ạ. Mức giá giảm của cái chân váy này cho em Hoài sẽ là hình như là 249.000 nếu như em nhớ không nhầm. Để em xem lại cái mẫu VA1 lúc nãy Hoài lên giá các chị mình là bao nhiêu nha. Cái mẫu này là một cái sản phẩm rất là hot đấy ạ. Rồi VA1 Hoài chốt mức giá với mình đó là 299.000. 299.000 mẫu chân váy jean này nha. Em này jean rất là xịn sò. Em này chắc không cần giới thiệu nhiều với các chị mình nữa, tại vì hồi nãy Hoài đã chốt rất nhiều cái mã sản phẩm VA1 rồi. Là hiện tại chị nào mà đang thích cái sản phẩm là VA1 thì nhanh tay chốt luôn nha. Còn cái mẫu áo của Hoài đang mặc sẽ là AK3 các chị ha.
nhiều lúc mà mình đi chơi này, đi hẹn hò này, đấy mình muốn lấy lòng crush này hay là lấy lòng người thân gia đình của crush chẳng hạn, mình chỉ cần mặc chị em Hoàng một bộ áo này thôi, xong phối với quần các chị nha. Phối với quần, nếu như mà mình thấy chân váy là mình ngắn ý, mình gặp người lớn mình ngại ý, thì mình mặc chị em Hoài đó là với cái mẫu mà quần sock này hoặc là quần dài cho em cũng rất là ok. Hồng nữa mình phối với chân váy bút chì cho Hoài cũng rất là đẹp. Tại vì cái form dáng áo này ấy, là một cái áo kiểu dạng là dễ thương, phong cách kiểu nhẹ nhàng một xíu. Hoa nhí là cái mẫu họa tiết mà các chị mình rất là ưa chuộng, đặc biệt là cái màu của Hoài đang mặc, màu rất là đẹp luôn nha. Thì các chị nhà mình này, AK2 cho chị Huỳnh Phương Thanh, ok mình chốt đơn AK2M màu hồng cho chị yêu luôn nha. Hoài chốt cho chị Cẩm Tú Nguyễn ạ. Các chị nhà mình mà thích mẫu nào là cứ chốt đơn nha. Ok chị Bùi Thúy Hằng ngoài chốt VA2 hồng size L cho mình này. Các chị nhà mình quan tâm mẫu nào hoặc những mẫu em đã qua rồi thì các chị mình vẫn cứ lên đơn hàng chị em Hoài nha. Chị Huỳnh Hương Thanh ơi, áo Hoài đang mặc thì chỉ có duy nhất một màu như em đang mặc thôi, là cái màu xám phối họa tiết hoa đỏ các chị ạ mình. Nhưng mà cái em này không có bị kén đâu các chị mình nha. Rồi ok chị yêu này, chị Linh Nguyễn Hoài chốt QA2 cho mình. Các chị nhà mình mà quan tâm mẫu nào là mình cứ chốt, mà em đang mặc là AK3 các chị nhá. Hình như là các bạn nhà mình chưa có ghim lên, chờ em một xíu, bây giờ em sẽ ghim cái mã sản phẩm lên cho mình nha. Cái áo của Hoài đang mặc là AK3 các chị ơi. AKA và VA1 nha, là chân váy của Hoài đang mặc. Áo Hoài đang mặc có mức giá là 199.000, chân váy Hoài đang mặc có mức giá cho mình đó là 299.000 nha chị yêu ha. Chị Linh Nguyễn, à ok Hoài chốt đơn chị Linh Nguyễn rồi. Các chị nhà mình mà thích mẫu của Hoài đang mặc á, mình lên ngay cho em AK3 kèm loại nha các chị nhá. Áo có màu khác không ạ? Áo em không có màu khác các chị mình nha. Áo em không có màu khác, một màu duy nhất chị em Hoài là màu Hoài đang mặc thôi nha chị Phạm Quyên ơi. À và lưu ý giúp Hoài là áo Hoài đang mặc hết size S rồi. AK3 của Hoài đang mặc là hết size S rồi, Hoài chỉ còn cho mình đó là cái mẫu của em Hoài đang mặc chỉ còn cho mình đó là size M và size L thôi nhá. Mẫu áo Hoài đang mặc chỉ còn size M và size L thôi. Ủa đúng không chị? Cái này là AK3 đúng không? Đúng rồi, các chị mình, tại vì là cái mã nó chưa có ghim lên ấy, nên là nhiều chị đang sợ bị lộn mã các chị mình. Chờ em một xíu nha, tại vì là nhiều lúc là cái máy nó nhảy chậm các chị nhà, em đã ghim mã sản phẩm lên cho mình rồi. Nhưng mà cái mẫu của Như nó vẫn còn hiện lên trên màn hình thì các chị mình chờ em một xíu nhá. Rồi, các bạn nhà mình đã ghim lên rồi các chị nhà mình nha. Cái áo của Hoài đang mặc nha, nghe giá gốc là Hoài muốn đốn tim luôn các chị ạ. Tại vì giá gốc chị em tới gần 500 ngàn lận cơ. 495 ngàn mẫu áo của Hoài đang mặc nha. Đây bây giờ đi một vòng để các chị xem này. Rất là đẹp chị em luôn. Mà cái áo này là một sản phẩm mà nhà mắc bán rất là chạy, gọi là best seller. Nên là hiện tại nhà em chỉ còn size cho các chị đó là size ML thôi. Nhưng mà size ML thì 50 cân cho tới 60 cân mình vẫn có thể bon chen được nha. Tầm 50 cân là mình vẫn có thể mặc được. Tại vì cái em bo chun này thì đa phần rất là dễ mặc, nó không có bị rộng quá nhiều cho các chị mình đâu ạ. Rồi áo thì cho em một màu, còn chân váy chị em có tới tận 3 màu. Các chị nhà mình có muốn chơi với game đúng không ạ? Nếu như các chị nhà mình muốn chơi với game với em nữa thì tiếp tục chia sẻ giúp Hoài nha, để Hoài kiểm tra xem lượt chia sẻ hiện tại của các chị nhà mình là bao nhiêu. Nếu như các chị nhà mình muốn chơi với game cùng em nữa thì chia sẻ thật nhiều giúp em Hoài nhá. Rồi lượt chia sẻ hiện tại của mình đang là 432 rồi, mình tăng lên cho em Hoài 650 lượt chia sẻ đi ạ. Là tầm cho em 100 lượt chia sẻ cuối nữa các chị mình ơi. 100 lượt chia sẻ nữa Hoài tiếp tục tặng quà nha. 650 lượt chia sẻ tổng thì Hoài sẽ tiếp tục tặng thêm cho các chị mình đó là cái mẫu chân váy tiếp theo đi, hoặc là một cái sản phẩm khác. Nói chung là đều là tặng sản phẩm nhé, không có tặng ví dụ như các shop khác là tặng sản phẩm phụ thôi, nhưng mà nhà em là tặng sản phẩm mặc ở trên line luôn, nên các chị yên tâm là quà rất là hot hit và mức giá của sản phẩm tặng cũng đều rất là cao, toàn là 400-500 ngàn, không bèo nhất cũng 200-300 ngàn các chị yêu. Rồi các chị nhà mình này, em đang thấy các chị nhà mình hỏi cái mẫu sản phẩm của Hoài là đang có size gì, thì Hoài báo là cái áo của Hoài đang mặc thì nó đang chỉ có là size M, size L thôi, còn cái chân váy của Hoài đang mặc thì có tới đầy đủ chị em là 3 size S, ML nha. Hết size S làm sao em chốt? Trời ơi chị yêu ơi, vừa hết size S thì chị Phạm Quyên ơi, nếu như mình thích cái mẫu áo này quá thì thôi, vừa chắc mình đợi xíu nữa đi. Hoài vẫn còn rất là nhiều mẫu áo phía sau. Đằng sau Hoài thấy nhiều sản phẩm đẹp lắm, nên là nếu như mà mình không chốt được mẫu này á thì mình chờ em một xíu, xíu sẽ có những sản phẩm có size S cho mình nha. Còn mẫu Hoài đang mặc thì mất hết size S mất rồi, rất là tiếc luôn các chị. Áo này mà còn size S nhiều thì chắc chắn là Hoài nghĩ là nó cũng cháy hàng thôi. Tại vì không biết sao đợt này mà toàn hết size nhỏ trước thôi các chị. Ok chị Bùi Thúy Hằng, Hoài chốt AK3 cho chị Bùi Thị Thúy Hằng nha. Chị nào mà thích mẫu này mình cứ lên chị em Hoài này. Rồi có mẫu nào kiểu như áo này nữa không chị? Chị Phạm Quyên ơi, nếu như mà tương tự thì chắc là cũng có, nhưng mà nếu như mà 100% mà y chang thì không có rồi chị yêu ơi. Hay là không, mình bao nhiêu ký ha? Tại vì Hoài thấy Hoài đang mặc size S này, nhưng mà em tới tận là em là 46-47 cân thì em đang mặc size S. Nếu như mà mình tầm 49-50 cân ấy, thì mình vẫn có thể bon trên qua size M rồi. Tại vì cái em này nó không có bị rộng, tại vì cái em này á, nó có bo chun cho em Hoài này, và phần phía trên chị em á cũng cho em Hoài là cũng có cái phần bo chun ở phía trên tay luôn. Là mình nhanh tay chốt nha. Mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho mình đúng 3 phút nữa thôi ạ. Áo chất lượng cho em Hoài
sẽ là kiểu dạng KT các chị mình. Em này kiểu dạng cô tông mà phối KT rất là mềm mịn nha. Em sẽ đứng gần các chị xem ha, cái họa tiết rất là sang cho em luôn. Và mức giá hôm nay rất là mềm, đó là 199.000 cho Hoài thôi ạ. Với chị Hương em, nếu như mà mình quan tâm mà áo của Hoài đang mặc thì chốt cho em Hoài đó là AK3 kèm loại chị yêu nhá. AK3 kèm loại cho Hoài trên cùng một dòng comment. Size số thì sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình ạ. Các chị quan tâm mẫu này là phải lên ngay. Em cảm các chị nhà mình, nếu như mà mình muốn vẫn tiếp tục chơi game với em nhá thì chia sẻ livestream giúp em thật nhiều nha. Đây chị nào hỏi chân váy em có tới 3 màu các chị. Nên chị hỏi chân váy có bao nhiêu màu. Chân váy của Hoài đang cầm có tới tận 3 màu nha. Cái màu này chị em là màu đen các chị, đen kiểu đen xám lông chuột ấy, không phải đen tuyền nhá. Màu tiếp theo cho Hoài sẽ là màu xanh đậm này. Xanh đậm này thì lúc nãy Hoài có phối với cái mã sở hôm trước rồi. Nên bây giờ Hoài quyết định sẽ mặc xanh nhạt. Các chị thấy không ạ? Chân váy jean là một cái sản phẩm mà rất là đẹp luôn. Đặc biệt là màu sắc jean thì bao giờ nó cũng sẽ trường tồn theo thời gian nha. Jean của nhà MAC có mức giá các chị mình, cái em này tới là 470 đấy các chị mình ơi. Cái em này để Hoài xem giá gốc nào. Em nhớ là cái chân váy jean này mức giá cũng khá là cao đấy ạ. VA1 là mã chân váy jean Hoài đang có mức giá gốc đó là 495.000, là gần 500.000, nhưng hôm nay Hoài giảm trực tiếp chỉ còn 299.000 thôi nha. Là chị nào mà thích VA1 là nhanh tay chốt VA1 này. Hiện tại bây giờ Hoài đang ở phút thứ bao nhiêu đây? Để Hoài xem nào. À, em Hoài đang ở phút thứ 20 rồi. Và đúng phút thứ 22 thì Hoài sẽ để như qua mẫu nha. Tại vì phía sau vẫn còn rất nhiều sản phẩm nên mình chỉ có cho em tầm 10 phút mỗi mã sản phẩm thôi. Nên là chị nào quan tâm mẫu này là cứ comment, Hoài sẽ tư vấn kỹ cho các chị mình trước khi mình chốt đơn ha. Cái em này á, các chị nhà mình nếu như bí đồ quá, Hoài cái này Hoài tư vấn thật nha, nếu như nào ngày nào mà mình đi chơi ấy, mình bí đồ quá mình không biết phối gì, tại vì con gái mình á là ngày nào cũng thế, mua đồ rất là nhiều nhưng mà tới lúc đi chơi là lại không có gì để mặc hết, các chị thấy không ạ? Nhưng mà nếu như các chị mình mua đầm quá nhiều hay là mua kiểu như là mua sản phẩm váy liền quá nhiều ấy thì chắc chắn là tới lúc mình đi là mình sẽ bị bí đồ đấy ạ. Là mình cứ mua cho em Hoài thật nhiều áo và thật là nhiều chân váy, thật nhiều quần này. Nào mình ví dụ hôm nay mình mặc set này đúng không ạ? Hôm sau mình chán mình lấy cái áo này mình phối với chân váy khác, tự nhiên nó qua một cái set mới, nhiều lúc người ta không nhớ cái chân váy này bữa mặc với cái nào hết. Chứ không ai đừng như em Hoài nha. Em là mua đầm nhiều này, rồi mua áo vest nhiều này, cái cuối cùng ngày nãy em mặc thay đổi bộ người ta cứ tưởng em mặc bộ Hoài luôn các chị mình. Nó kêu là ví dụ như hôm nay, hôm nay cũng mặc kéo vest này, sau hôm ngày mai cũng thấy mặc kéo vest đấy, nhưng thực ra nó là hai mã khác nhau, chỉ là hơi tương tự thôi. Tại vì Hoài là thích cái sản phẩm nào là Hoài mua nhiều lắm. Là các chị mình cứ lâu lâu mình thay đổi cái phong cách mình một xíu, thay đổi cái màu sắc của mình một xíu để ví dụ như người ta sẽ thấy mình khác biệt, và mỗi ngày mình sẽ kiểu như là nhìn mình tươi mới hơn các chị mình. Để ví dụ chồng mình này nhìn mình cũng kiểu như là muốn ngắm mình này, rồi bố mẹ mình ngắm, chị em mình ngắm mình. Các chị ha, chứ mình đừng có theo một cái brand quá là kiểu như là quá cứng. Nếu như bình thường các chị mình mặc mặc chân váy thì Hoài nghĩ là phối rất nhiều sản phẩm. Một cái chân váy đấy có thể phối với 10 chiếc áo khác nhau, 20 chiếc áo khác nhau là ra 20 con set khác nhau đấy ạ. Ok, Hoài chốt đơn một xíu nữa Hoài sẽ qua mẫu nha. AK3 cho chị Tường Vi Nguyễn ạ. Đây tương tương cũng được à, em bé xíu à. Trời ơi 43-44kg thì không mặc được mẫu này rồi chị Phạm Quyên ơi. Vậy thì chờ Hoài một xíu, xíu Hoài sẽ lên mẫu khác cho mình nha. 43cân thì chắc chắn là không mặc được mẫu của Hoài đang mặc size M rồi. Nhưng mà mẫu này thì hình như là hết trơn, không còn cái nào size S. Nhưng mà Hoài sẽ có những cái mẫu tương tương. Chờ Hoài một xíu nha, xíu Hoài sẽ lên mẫu tương tương cho các chị mình nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ dành một phút để review lại cái mẫu sản phẩm Hoài đang mặc và em tiếp tục qua mẫu này. Áo của em đang mặc lên mã các chị mình sẽ là AK3 nha. AK3 lên chất liệu trên Hoài kiểu cô tông phối KT các chị mình rất là đẹp luôn. Em này 199.000. Giá cho em giá gốc đó là tới 495.000 nha. 495 hôm nay giảm trực tiếp cho các chị mình. Chỉ còn 199.000 mẫu áo Hoài đang mặc thôi. AK3 kèm Hoài ạ. Chân váy Hoài đang mặc sẽ là VA1 có 3 màu để các chị săn. Đó là màu đen này, đen xám chuột này, màu xanh đậm, màu xanh nhạt Hoài đang mang với mức giá sẽ là 299.000. Em này cũng có giá gốc là 495.000. Tính ra nếu như mình mua nguyên set của Hoài đang mặc hôm nay, nếu như không có mức giá giảm, sẽ có cho em Hoài đó là 1 triệu nha. 1 triệu 900 tầm là 990.000. Mọi các chị mình 990.000 là một set như Hoài đang mặc. Nhưng hôm nay mức giá giảm các chị cộng lại giúp em Hoài này. Trời ơi, đúng là 498.000 các chị em mình ơi. Giảm 50% nha, 498.000 cho Hoài set đang mặc. Rồi các chị yêu nào còn thích sản phẩm này em xoay một vòng em sẽ để như qua mẫu ha. Rồi các chị mình có thích lên đầm không ạ? Bạn Như đang mặc một chiếc đầm rất là xinh thì chắc là Hoài sẽ để như qua mẫu tiếp theo luôn nha. Các chị nhà mình nếu như mà mình đang muốn chơi với game, mình vẫn tiếp tục chia sẻ cho Hoài đi ạ. Tiếp tục chia sẻ comment tương tác của em thật nhiều. Đây món quà hồi nãy nhà em là tặng mẫu này đúng không? Hồi nãy mình tặng mẫu này rồi, nhưng mà xíu nữa em sẽ có những cái món quà tương tự như này nữa cho các chị mình chọn. Là mình nhớ trong livestream cùng em tới cuối nha. Hoặc là không nữa Hoài tặng chân váy này. Đấy, chân váy màu khác cho các chị mình. Không, ví dụ như hồi nãy em tặng màu be rồi hoặc là màu đen rồi thì xíu nữa em sẽ tặng những màu khác các chị mình nha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ để như qua mẫu ạ. Các chị nhà mình còn thắc mắc mẫu này thì mình cứ comment nhá. Hoài sẽ tư vấn cho các chị mình trước khi em qua mẫu này. Xinh lắm. Rồi ok các chị mình nhớ inbox
inbox cho shop. Ok chị yêu, chị có thể inbox trực tiếp nhà em để nhà em chốt đơn cho mình cũng được ạ. Còn không nữa mình để lại cho em mã sản phẩm và số điện thoại cho em trên cùng một dòng comment ở trên livestream này thì nó sẽ nhanh hơn các chị nhá. Rồi còn nếu như mà các chị nhà mình á mà mình cần tư vấn đổi size này hoặc là đổi hàng thì mình cứ comment ở trên livestream thì sẽ nhanh hơn trên inbox rất là nhiều. Cái này là Hoài khuyến khích các chị mình comment ở trên livestream nha. Comment ở trên livestream bao giờ cũng sẽ có lượt tương tác hoặc là cái trả lời, cách trả lời của nhà em sẽ nhanh hơn. Tại vì inbox nhà em hiện tại đang quá tải, các chị mình nhiều lúc trả lời hơi lâu một xíu nha. Rồi bây giờ thì sẽ qua đầm mới các chị ha. Bây giờ Hoài sẽ qua đầm mới nhá. Dạ rồi. Cho em xin. Rồi đây các chị yêu nha mình ơi. Em qua cho mình một cái chiếc váy nha. Cái váy này thì em thấy là chị yêu nào cũng có thể mặc được nè. Đó, cao cao mà mặc cũng được. Hay là kiểu như là nhỏ nhỏ con giống em như mình mặc cũng xinh. Để em bước vào. Ôi xuất sắc luôn. Mặc cái đầm này lên tự nhiên em cứ muốn tung ta tung tăng á các chị. Mặc lên rất là cưng ha. Rồi không biết là nãy giờ các chị mình có tương tác không nè. Để em vào em chào lại các chị một xíu. Em thì em thích giao lưu lắm mọi người. Em thích tâm sự lắm. Rồi các chị yêu nhà mình ơi. Bây giờ nè, cho em xin một cái comment đi nào. Các chị thấy cái em đầm này nó có xinh không các chị? Đó, màu trắng này vào nhiều khi nó trùng với cái tông màu nền nó hơi đen một xíu, mọi người thông cảm nha. Rồi, để em xem thử là có chị yêu nào mình comment gì không nè. Đầm này xinh quá, đúng rồi các chị ơi, đầm này rất là xinh nha. Với những cái mẫu đầm này nè các chị, em thấy là mình nên có tông màu trắng nhìn rất là trẻ trung này, dễ thương mà nhìn nó cưng lắm luôn. Và cái chất liệu của em á kiểu chị, cái chất liệu này kiểu như là cái vải có tông á cả nhà. Có tông mà vải này nó rất là mát luôn. Và cái kiểu như là bo phòng cái này nè, che được cái phòng móc tay này. Ví dụ như các chị nha, mình mặc những cái kiểu như thế này nè, mình đi biển nè, em thấy nè, em đang đội một cái nón có này, mình đi biển cũng đẹp nè. Hay là các chị ở nhà nè, các chị đi chơi đi dạo cũng xinh nữa. Em đảm bảo luôn các chị mà ở nhà mặc cái đầm này nha, người yêu hay là chồng đổ nhà là mê lắm luôn á. Nhìn nó rất là xinh mọi người, kiểu nhẹ nhàng thướt tha nhưng mà rất là quyến rũ luôn, kiểu thu hút quá cả nhà. Rồi bây giờ em như báo mã cái đầm này luôn nha. DA1 giúp em nha cả nhà ơi. DA1 này giúp em nha. Cái giá gốc em báo luôn, giá gốc của em là tới 655.000 lần. Nhưng mà ngày hôm nay với số lượng còn rất là ít, cái số lượng của em nó ít lắm luôn, cho nên nhà mát lên cho các chị là giá sale còn 299.000 cái em đầm này thôi. 299.000 em đầm DA1 giúp em Như liền cả nhà ơi, xinh quá. Em Như xoan dòng các chị xem nè. Cái phần eo của mình nó sẽ cái bản bo thun này rất là to luôn. Thành ra cái phần trên này cảm giác cái eo của các chị rất là nhỏ, còn ở dưới này nè là các chị không có bị lộ bụng nha. Tại vì nó ôm trên này nó siết rồi, nó xuống này nó phồng nhẹ tự nhiên thế này rồi. Thành ra với tông màu trắng này các chị mặc không hề bị lộ khuyết điểm như em Như. Cái này em có size cho mình S, M và L luôn. Rồi bây giờ nè, các chị ơi, tương tự em bé xíu à, 43-44kg thôi, 43-44kg là chị bằng em á chị Quyên ơi, đúng không? Kiểu nhỏ nhỏ con giống em này chị, là chị thấy em mặc những cái sản phẩm này ok là chị mặc thoải mái luôn, không có bé xíu. Em thấy chị nhỏ nhỏ con thì giống như em thì mặc dễ, mặc đồ dễ lắm các chị. Rồi, DA1 giúp em như nào? Mình đặt lâu rồi shop, cảm ơn chị Hoa Nắng nha, dễ thương quá, em cảm ơn chị Trang HP, thank you chị. DA1 giúp em như liền, 299.000 kem đồng này, em nói thật sự, mà không bao giờ là biết chán luôn, nhìn cưng luôn các chị. Rất là xinh luôn. Cái phần này nó sẽ có độ bo thun rồi, cái chỗ này nó bo thun hết trơn các chị rồi. Thành ra ví dụ các chị mặc nó không có bị tuột đâu. Đó, không hề bị tuột, mình mặc rất là thoải mái và cực kỳ trắng da luôn. 299.000 em nghĩ với cái tông màu trắng này, với cái thiết kế kiểu như là nó sẽ rớt vai như thế này nè các chị. Vì mình mặc đi đâu, mình mặc bao lâu nó cũng không bị lỗi thời. Em đảm bảo với các chị nhà mình luôn. Bình thường các chị phối nhiều kiểu, ngày hôm nay các chị không biết mình phối cái gì đúng không? Cứ mặc cho em cái đầm trắng này lên, đi chơi cũng được, đi dạo cũng được đó, hay là các chị đi tiệc cũng được. Em đảm bảo với các chị luôn, mình đi tiệc cứ phối cho em túi xách đồ này nọ đồ vô, giày dép đồ nữa là em nói auto đẹp. Tông màu trắng rất là hút nha. DA1 giúp em. Cái này kéo tay lên hả? Cái này là kiểu như là nó là tay ống á các chị. Cái tay ống nó may kèm theo này, chứ không phải là kiểu rớt vai, không kiểu phải kiểu trễ vai. Thành ra kéo cái tay lên thì nó cũng được như thế này nè, nhưng mà là kiểu nó sẽ kiểu bẹt vai như thế này nè các chị, chứ không phải là kiểu lên vai nha. Để em kéo lên thử xem thế nào chị ha. Đây các chị bảo em là kéo cái tay áo lên thử như thế nào. Đó, em kéo lên rồi nè cả nhà, mọi người xem thử giúp em nha. Này, xuất sắc chưa? Để em coi thử nè. Đó, nếu mà các chị thích kéo lên cũng được. Buổi live trước mình đặt một cái váy. Ôi vậy hai chị Hoa Nắng, chị để em xíu để các bạn check lại cái đơn của mình nha chị Hoa Nắng nha. Rồi bây giờ này DA1 của em, để em xem là kéo cái tay áo lên. Kéo tay áo lên thì em nhìn nó sẽ gọi là nó
nó sẽ không có đẹp bằng đâu. Nếu mà chị nào thích kín ấy, thì mình có thể kéo lên cũng được, còn không thì mình cứ mặc kiểu rớt vai cho em cũng xinh nha. Tại vì em thấy cái kiểu mà rớt ống tay xuống á, nhìn nó sẽ xinh hơn á, kiểu nó lộ cái bờ vai trần của chị thì nhìn nó sẽ quyến rũ hơn. Còn nếu mà các chị thích, gọi là không có thích lộ cái bờ vai trần ra, thì mình có thể kéo cái tay áo lên cũng được, nhưng mà lúc kéo mình nhớ kéo cái này lên để cho nó có độ phồng ra luôn nha các chị nha mình nha, thì mặc lên nó mới đẹp. Ở đây thì em đang gọi là em như chưa có được chỉnh chu lắm á, mọi người thông cảm giùm em, mọi người về mọi người chỉnh chu lại nó vẫn đẹp đó, mà kiểu nào cũng xinh luôn các chị. Có 299.000 nè. Em nói thiệt nha, bây giờ mọi người mua hàng mà gọi là hàng thương hiệu, hàng thiết kế á các chị, không bao giờ cái đầm này mà có dưới mà 300.000 như thế này đâu, em đảm bảo. Nếu mà rẻ nhất cũng phải là tầm 450-500.000 là rẻ rồi đó mọi người. Chứ đây em bán có 299.000 nè, tại vì cái giá gốc của nó là đã là 655.000 rồi đó các chị. Giá gốc là 655 nha. Rồi DA1 giúp em như nào cả nhà ơi, 299.000 và có 3 size S, M và L. Cái tay loe nhìn cưng quá các chị ơi. Cái mẫu này mặc y chang công chúa này. Em có một đúng một cái tông màu màu trắng này thôi, em không có màu khác hết các chị. Mẫu này thì em có đúng một cái tông màu trắng này thôi nha. Chị yêu nào mình đặt thì mình lấy lẹ giùm em luôn. Rồi nhanh tay giùm em nè, mẫu này chắc là em khoảng tầm 2 phút thôi rồi em qua luôn á các chị. DA1 giùm em, DA1 kèm số điện thoại giùm em. Đầm mua qua dịch coi đi biển, chụp hình sống ảo là xuất sắc. Đúng rồi chị Di ơi, đầm này mà chị mặc lên em nói thật sự xuất sắc luôn. Giá quá mềm, đầm này tông màu xanh biển đúng chính xác. Đó chị gọi là chị Di rất là biết gọi là sống ảo nè. Chắc là Facebook chị đăng hình nhiều like lắm luôn nè, đúng không? Lúc nào cũng sống ảo hết trơn á. Đó, mua đồ của nhà mát, gọi là một tín đồ của nhà mát á các chị. Ngày nào em like em cũng thấy chị Di và ủng hộ, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ nè, mã này chị yêu nào đặt thì mình tranh thủ mình lên đơn nhá. Còn cái AK3 các chị nào muốn đặt nữa thì cũng tranh thủ lên đơn luôn giùm em. Rồi, nhanh tay nè, tầm 1 phút 30 giây nữa là em như qua luôn. Em như kiểm tra thử cái lượt chia sẻ của các chị như thế nào rồi thì em sẽ tiếp tục chơi các chị nha. Đúng rồi, fan cứng của nhà mát luôn. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người can còn ở trong live của em không ta? Để em xem thử là các chị có đang xem live không. Hiện tại là 439 lượt. Các chị lên cho em là 500 lượt chia sẻ em tiếp tục chơi game cho các chị nha. 400 lượt chia sẻ em tiếp tục chơi game. Rồi, chấm cho em cái chấm đi nào các chị. Đang xem live cho em xin như cái chấm nha. Rồi, bây giờ nè, chị em chào chị Vân nha, hello chị Vân. Rồi mọi người ơi, chắc là em Như sẽ chuẩn bị qua tiếp cho mình một cái sản phẩm luôn nha mọi người nha. Còn với chiếc đầm này thì em nghĩ là nếu mà chị nào thích thì có thể lên đơn sớm cho em là DA1 với giá là 299.000 thôi nha các chị yêu, 3 size S, M và L. Rồi bây giờ em Như xin phép qua mẫu luôn nha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua và các chị mình một cái set mới. À chị lấy cho em điện thoại, quên mất luôn. Rồi ok, Hoài lên một cái set mới các chị mình, siêu dễ thương luôn. Và cái em này thì theo thiên hướng cho mình đó là công sở nhẹ. Và các chị có thấy cái mẫu chân váy Hoài mặc đang rất là quen không ạ? Cái em chân váy này tiếp tục sẽ là VA1 nha. Tại vì sao? Hoài thấy cái chân váy này nó đẹp quá các chị ơi. Phối sản phẩm nào cũng rất là ok, nên Hoài tiếp tục lấy cái sản phẩm VA1 này phối tiếp tục với một chiếc áo len, áo dệt kim rất đẹp nha. Áo thun dệt kim rất là đẹp cho các chị mình luôn. Thì mẫu này hôm nay áo và chân váy em đang có một cái mức giá rất là mềm. Chân váy thì cái VA1 này chắc là Hoài cũng chỉ cần báo giá xương xương lại cho các chị thôi ha. VA1 với mức giá cho em là 495, giảm trực tiếp còn 299.000 nha. 299.000 mã chân váy của Hoài đang mặc. Hôm bây giờ thì hiện tại Hoài đang phối cái mã sản phẩm đó AT3 với chất liệu cho em Hoài là thun dệt kim. Nghe rất là đẹp và rất là xuất sắc rồi. Và cái mẫu này cho em á thì có cho em đó là màu trắng nha. Em này thì hình như là không có màu khác nữa. Em thì chỉ có một màu cho Hoài, đó là cái tông màu trắng Hoài đang mặc thôi. Cái em mà cái thun dệt kim này á, à vậy là có thêm màu hồng gian các chị ơi. Màu hồng rất là ngọt ngào nha. Em này sẽ có hai màu giữa em Hoài, đó là màu trắng và màu hồng da. Thì em này lên cho mình thiết kế cái chất thun dệt kim rất là mát nha cả nhà nhá. Cái mẫu này sờ vào siêu mát cho Hoài luôn. Sờ vào kiểu như là sao nhỉ, đúng là giống kiểu da em bé ấy. Tại vì nó có độ mềm mại này. Mà cái thun dệt kim này các chị nhà mình xem giúp em là nó sẽ có sớ vân nha. Em này sẽ có một cái đường sớ vân 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 xuống, tại vì là hàng dệt ấy. Thì phía trước em làm thiết kế cho các chị mình đó là một chiếc nơ bản ở phía trước cổ để mình tạo điểm nhấn. Cái vân đen này là em đang đeo cái mic các chị mình chút, phải là áo có cái vết đen này đâu nhá. Các chị nhà mình lưu ý giúp Hoài một xíu. Còn cái em này thì cái tay dáng dài mình có nhiều, tay dáng ngắn mình có nhiều. Nhưng mà Hoài nghĩ là chắc hẳn nhiều chị sẽ chưa có áo dáng lỡ ở trong tủ đồ của mình đúng không ạ?
riêng Hoài là thật sự là rất là ít luôn. Tại vì sao? Bình thường mình hay mua quần dài, quần ngắn, áo dài, áo ngắn, ít khi mà mua hàng lỡ lắm. Nhưng mà cái sản phẩm áo lỡ rất là sang. Tại vì sao? Nó không có kiểu bất tiện ấy, mặc như nào cũng được. Ví dụ các chị mình nào mình mặc đi chơi, đi làm này, mình mặc chị em mùa đông, mùa hè thì rất là ok. Nếu như mà tay dài mặc mùa hè thì sợ nóng, tay ngắn mặc mùa đông thì sợ lạnh. Bây giờ mình mua chị em Hoài tay dáng lỡ, mà cái form này là form dáng ôm nhưng mà hơi ôm nhẹ chứ cũng không phải quá ôm sát vào cơ thể nha. Là không có sợ lộ mỡ bụng các chị mình nhá. Vải rất là dày dặn cho Hoài. Riêng màu trắng bình thường các chị mình sợ mỏng, sợ lộ nội y, nhưng mà em này thì Hoài đảm bảo luôn, vải thun dệt kim rất là dày nha. Em này mình có thể phối chân váy bút chì rất là sang các chị. Em báo giá áo luôn, quên luôn, giới thiệu mà quên vào giá áo các chị mình ạ. AT3 chị em Hoài với mức giá cho em là 355, giảm trực tiếp cho Hoài chỉ còn cho các chị mình là 169.000 thôi nha. 169.000 mã áo của Hoài đang mặc thôi. Nhanh tay chốt mã AT3 kèm Hoài đi ạ. Shop ơi gọi cho mình shop ơi cho mình xem có đúng hàng mình đặt không? Là sao chị Hoa Nắng ha? Là sao chị yêu Hoa Hoài Hồng? Nếu như mà mình cần kiểu như kiểm tra lại đơn hàng hay như nào, mình cứ để lại cho em số điện thoại đi. Các bạn nhà em sẽ liên hệ và tư vấn cho mình nha. Còn comment của chị Hoa Nắng thì Hoài đang không có hiểu comment của mình lắm các chị mình ạ. Mình đặt chắc là mình chưa có nhận được hay là sao ạ? Nên là các chị nhà mình yên tâm giúp em là cứ để lại cho em số điện thoại nha. Nhà em sẽ gọi điện và hỗ trợ cho các chị nhà mình ạ. Tại vì nhiều chị ví dụ đơn hàng mình chưa có nhận được này. Trong cái thời điểm hiện tại thì đơn hàng của mình nó sẽ đi lâu hơn bình thường một xíu, nhưng mà nó không phải quá lâu nha, chênh lệch cho Hoài 1 đến 2 ngày là cùng thôi. Hôm nay hóa đơn trên 300k em hỗ trợ các chị mình phí ship, có nghĩa là mình sẽ không mất bất cứ chi phí nào nữa trong cái quá trình mà mình mua hàng khi mà hóa đơn trên 300k. Và khi các chị mình mua hóa đơn chị em Hoài trên 495.000, mình sẽ được giảm trực tiếp 50.000 nha. Mua hóa đơn trên 650.000 mình giảm được trực tiếp 100.000, mua hóa đơn trên 995.000 mình được giảm trực tiếp 200.000 luôn. Đấy là cái quà hôm nay nhà em mang để cho các chị mình này. Và đừng quên là mini game nhà em vẫn tiếp tục nha. Chị nào muốn chơi mini game ạ, chờ Hoài một xíu. Xíu Hoài sẽ tiếp tục mở ra cái chương trình mini game để chơi với các chị mình. Là mình nếu như muốn chơi mini game thì mình nhớ ở trong livestream của em và chia sẻ cho em Hoài và nhà mát thật là nhiều ạ. Lượt chia sẻ mình tăng thì mình sẽ tiếp tục chơi mini game nha. 432 lượt chia sẻ và Hoài đang cần cho các chị đó là 500 lượt chia sẻ. 500 lượt chia sẻ thì Hoài tiếp tục mở ra quà để tặng các chị mình nhớ, mở ra tiếp tục chương trình mini game này. Chân váy của em đang mặc thì có 3 màu chị yêu ơi, cho em xin lại cái chân váy chị nhá. Để cho em xin lại cái chân váy đi chị. Chân váy em sẽ có 3 màu nha. Chân váy Hoài đang có cho mình đó là tông màu xanh đậm này, màu xanh nhạt và màu xám đen Hoài đang mặc. Hiện tại là cái mẫu chân váy này hồi nãy giờ Hoài đã mặc đầy đủ 3 tông màu các chị xem rồi. Là chị nào mà quan tâm mẫu này xíu nữa mình cũng có thể kéo lại livestream mình xem giúp em nhá. Đây là màu xám đen cho em này, màu xám lục đen lông chuột đấy ạ. Tiếp tục cho em Hoài sẽ làm màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Cái form này dễ thương, dễ mặc cực kỳ luôn. Hoài nghĩ là cái chân váy này là cái chân váy mà best seller và bán rất là mạnh của nhà em và phối đồ siêu dễ nha. Nên chị nào quan tâm mẫu chân váy là mình cứ chốt chị em là VA1 kèm thoại. Còn chốt mã áo của Hoài đang mặc thì lên cho em sẽ là AT3 các chị mình nhá. AT3 cộng cho em VA1 để chốt nguyên set của Hoài đang mặc ạ. Rồi các chị mình hiện tại là Hoài thấy này, lượt tương tác các chị mình đang kiểu như là bị chứng lại nên các chị nhà mình không biết là bị ẩn comment hay là các chị nhà mình kiểu như là đang xem nhưng mà không có tương tác cùng em. Thì Hoài sẽ kiểu như là thế này các chị mình này, nếu như mà mình muốn chơi game hoặc là mình muốn mua sản phẩm với mức giá mềm á, là bắt buộc ngày nào mình cũng phải tương tác. Tại vì sao? Hiện tại là Facebook đang ẩn comment rất là nhiều. Nên là ví dụ như các chị mình không, ngày nào mình cũng không tương tác với nhà em á, mình có thời gian xem livestream, mình vẫn là theo dõi nhà em nhưng mà mình không có comment, có nghĩa là nhiều lúc mình lười các chị mình, lười comment ấy, tại vì là mình bảo là thôi đợi khi nào mà coi hết live sản phẩm nó ưng thì mình inbox sau, hoặc là mình lười comment ở trên livestream tại vì cái đó cũng là một thói quen ấy. Các chị nhà mình đến khi mà mình mua hàng những cái sản phẩm em sale mạnh và số lượng chỉ có áp dụng ở trên livestream ấy, khi đến mình comment là nó sẽ không hiện cái comment của mình lên, là khả năng là những chị khác sẽ nhận được quà đấy ạ. Nên là mình hoặc là nhận được sản phẩm, mua được cái sản phẩm mức giá mềm ấy, nên các chị mình cố gắng là mỗi livestream thì mình tương tác chị em 1-2 lần nha, để không ví dụ lúc sau mình mua sản phẩm ấy thì nó sẽ không bị ẩn. Hiện tại thì áo này Hoài có màu trắng này. Chị nào mà tinh kiểu như là thích tinh khôi, trong trẻo một xíu này, trẻ trung một xíu, mình lựa cho em Hoài tông màu trắng. Còn cái tông màu hồng phấn này thì nó sẽ theo cái kiểu đó là nữ tính hơn một xíu, ngọt ngào hơn một xíu, nàng thơ hơn một xíu nha. Các chị mình muốn trở thành nàng thơ này, nhanh tay sử dụng ngay cho em Hoài cái mã sản phẩm đó là AT3 nhá. AT3 này chân váy lên đơn cho em màu đen, ok nha chị Huỳnh Phương Di ha. Chỗ khách quen của nhà mát mua rất là nhiều luôn các chị mình. Hoài nói là ngày nào cũng mua đơn
nhá. Tại vì nhiều chị là comment trên live stream kêu là nghiện mất rồi nhà Mark ơi, nhớ lên live stream thật nhiều này. Tại vì là các chị nhà mình rất là muốn xem cái form dáng trực tiếp ở trên dáng người. Nhưng mà cái một điều đặc biệt hơn nữa là Hoài mặc thì không có xinh đâu. Các chị mình mặc ở ngoài nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha. Tại vì Hoài lên live stream mất là muốn các chị mình thấy cái form dáng thật nhất thôi, chứ không phải là em mặc nhiều lúc các chị mình thấy Hoài mặc không đẹp lắm, nhưng mà các chị mình mặc đẹp hơn rất là nhiều. Hoặc là các chị mình đã thấy Hoài mặc đẹp rồi thì chắc chắn các chị mình mặc còn đẹp hơn nữa nha. Rồi các chị mình này, em tiếp tục lên đơn cho các chị mình ạ. Lên đã, ok chị yêu nha. Các chị mình lên mã sản phẩm, ok chị Hồng Phan Hoài chốt cho mình này. Chị Hương Trà Hoài chốt chị AT3 màu hồng cho chị Hương Trà luôn nha. Chị nào còn thích AT3 là phải nhanh tay. Có 169.000 các chị ơi. Cái này là chậm tay là hết hàng thật sự luôn. 169 mà hồng chốt đơn là chắc chắn là sẽ không có hàng đâu. Tại vì mức giá giảm cho em Hoài hiện tại cái em này rất là mềm luôn. Bình thường nhà em ít khi mà có mức giá giảm mạnh ở trên sản phẩm mới lắm các chị mình. Nhưng mà riêng em này là sản phẩm mới, nhà em có mức giá giảm rất là nhiều nha. Chương trình mini game nhà em vẫn có, nên là các chị cố gắng là tương tác mini game cùng em thật nhiều bằng cách đó là comment cho em Hoài này. Đó là buổi trưa vui vẻ nha. Buổi trưa vui vẻ kèm tắc ba người bạn vào xem livestream. Dạ là màu cam ngả, đúng rồi, cái này là kiểu như cam hồng hồng cam cam các chị mình. Hoài hồi nãy Hoài gọi là hồng ấy, nhưng mà thực ra nó là kiểu cam pha sữa các chị mình, cam cam hồng hồng rất là sang. Các chị mình cứ nhìn trên livestream màu nó không có chênh lệch nhiều đâu các chị. Màu trên livestream ra ngoài kiểu như là ra ngoài thì nó chỉ chênh lệch cho em tầm 10%, gọi là hơi chênh nhẹ thôi, chứ không phải là kiểu như là bằng chỉnh màu Photoshop hay như nào. Các chị không sợ màu là nó bị lệch sản phẩm nha. Rồi các chị yêu, hiện tại là Hoài đang sẽ chốt mẫu này cho mình thêm 2 phút nữa thôi, nhưng mà Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị thêm một lần nữa. Nếu như lượt chia sẻ các chị ok là Hoài sẽ mở ra cái chương trình mini game luôn. Nên các chị mình cố gắng là mình chia sẻ thật nhiều nha. Hiện tại là lượt chia sẻ mình có mới có 442 thôi. Hoài đang cần 500 lượt chia sẻ. 500 lượt chia sẻ cho em Hoài các chị yêu ơi, nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ giúp em thật nhiều nhá. Rồi ok chị yêu này, chị nào mà đã chia sẻ rồi thì mình comment cho em hoặc là buổi trưa vui vẻ kèm tắc ba người bạn vào xem livestream ha. Rồi em sẽ có cho các chị mình 2 phút cuối để chốt mã này ạ. 2 phút cuối để chốt cái sản phẩm Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mã nhá. Lên mã sản phẩm bổ sung ngay giúp em. Cái concept này thì Hoài nghĩ là theo cái phong cách hơi công sở nhẹ cũng được, theo cái phong cách trẻ trung cũng được, và đi chơi đi làm đi dạo cũng được, đặc biệt là hẹn hò với crush các chị mình nha. Đấy, các chị nào mà có người yêu này, nào bình thường có người yêu là đi chơi, ví dụ đi chơi với người yêu là hay suy nghĩ là phải mặc gì cho thật xinh, mặc gì cho thật kín đáo, kiểu như là nhìn vừa xinh mà vừa lịch sự các chị mình. Hoặc là kể cả là mình đi xin việc, em nghĩ là cái áo này mình phối với chân váy bút chì rất là đẹp nha. Tại vì nó không phải là theo cái thiên hướng quá là áo sơ mi, nhưng mà nó có cái phần cổ gần là cách điệu gần giống như áo sơ mi mà kiểu cổ vẽ, kiểu như là cổ béo các chị mình. Là em này mặc vào chân váy bút chì sẽ rất là sang, nó không có bị nóng như áo sơ mi nhá. Tại vì sơ mi dù có mát như thế nào thì kiểu như là cái phần họa phần cổ này và phần tay của nó sẽ kiểu như là sẽ nhìn nó vướng víu hơn, nhưng mà cái em này áo thun ấy thì mặc nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái em này các chị mình nhá, mình phối trên váy bút chì sẽ rất là sang, màu trắng phối với đen này hoặc là màu be màu cam sữa này phối với đen cũng rất là đẹp. Mình mặc trên với chân váy kiểu dạng cúp các chị, chân váy bút chì rất là sang luôn. Là các chị mình mà chưa biết phối như thế nào ấy thì mình có thể mua áo này để về phối với những mã sản phẩm khác nha. Thấy rộng gần giống như kiểu là tiếp viên hàng không các chị mình, tại vì cái em này nó sẽ có cái phần tà này rất là sang này. Em này mà cái cổ tròn không thì là quá đơn giản rồi, nhưng mà cái em này là có thêm cái phần vạt tà làm thêm điểm nhấn cho áo nhá. Em báo giá lại áo cái AT3 này, em lên mức giá các chị mình tới là 100 kiểu như là bình thường là 355.000 nha, nhưng hôm nay giảm tới cho các chị mình là chỉ có 169.000 thôi. Còn cái mẫu VA1 này thì mức giá quá mềm. Nãy giờ là quên giới thiệu là cái màu VA1 cho các chị này. VA1 Hoài có 2 màu nha. VA1 em có màu 3 màu, đó là màu xanh đậm này, màu xanh nhạt và cái tông màu xám chuột như Hoài đang mặc. Thì tất cả những tông màu này Hoài đã mặc đầy đủ cho các chị mình rồi. Là chị nào quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt VA1 nha. Mức giá cho em 495, giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn có 299.000 thôi đấy ạ. Còn áo Hoài đang mặc thì giảm trực tiếp có 169.000 nhá. Bây giờ Hoài kiểm tra lượt chia sẻ một lần nữa. Nếu như lượt chia sẻ mình đủ rồi thì Hoài sẽ chơi mình game, còn nếu như lượt chia sẻ mình chưa đủ thì chắc là Hoài sẽ để bạn như qua mẫu, sau đấy các chị nhà mình lượt chia sẻ đủ thì mình sẽ chơi mình game sau nha. Bây giờ các chị mình đã hóng sản phẩm mới chưa ạ? Bây giờ Hoài sẽ chuẩn bị qua sản phẩm mới tiếp theo cho các chị mình này. Mình sẽ có 1 phút để ngắm lại cái set của Hoài đang mặc nhá. Rất là xinh luôn. Một cái mẫu chân váy jean phong dáng A hơi loe nhẹ, không cắt, không lên gấu cho em Hoài nha. Không lên gấu, kèm kết hợp cho em một chiếc áo thun rất là dễ thương nữa, mà mức giá siêu mềm, đó là 299.000 một mẫu chân váy. Còn áo cho em Hoài chỉ có 169.000 thôi ha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục đổi lên một cái concept mới cho các chị mình săn này. Tiếp tục sẽ là một set mới rất là dễ thương nữa cho các chị mình nha. Dạ rồi, bây giờ là em như chuyển qua một cái set nó hơi năng động và cá tính một xíu. Với cái set này thì em thấy là các chị có thể là mặc mang cho em một đôi sneaker cũng xinh ha. Rồi lên cho mình nè, khuấy động lên chương trình xíu nè mọi người ơi. Em như là thích
cái live stream lúc nào các chị cũng sẽ vui vẻ. Mình xem live mình phải hào hứng để mình mua hàng á các chị, đúng không? Các chị vui thì em mới vui được. Bây giờ này cả nhà ơi, lên cho em với cái set đồ này. Trời, xuất sắc quá. Cái áo này em mặc mình cũng kiểu thể kiểu như là lịch liệt, vai một bên cũng được. Đó cái kiểu này xinh không cả nhà? Một bên hông thì kiểu nó sẽ cái kiểu nó thun nhúng lên, nó sẽ thun gút lên, các dây để mình thắt lên form rất là xinh. Với cái form áo này, một lát nữa em sẽ bỏ ra cái form áo để các chị xem, tại vì nó sẽ là xéo một bên như thế này nè, mặc rất là cưng. Các chị có thể mặc với em những cái quần mà kiểu như là quần jean, mà quần jean ôm á đó. Đó mình mặc xéo qua, hoặc là những cái kiểu như là chân váy nó cũng được, rất là sang nha. Cái kiểu áo kiểu này em nói thật sự các chị, em báo giá là các chị phải mua liền cho em, với chất liệu là lụa satin. Đó, các chị biết không, hàng lụa satin là một cái chất liệu vải rất là xịn sò. Và cái chất vải này á, là chỉ có những là hàng thiết kế á, đó, những hàng thiết kế người ta mới sử dụng cái chất liệu này. Tại vì cái vải này nó rất là, giá nó hơi cao. Rồi bây giờ này em lên cho các chị cái áo này luôn. Trời ơi, sờ vào mình lắm các chị ơi. Em nói thật, mua hàng, mua cái áo này của em như về nha, phải mở ra để mà sờ liền cái em cái chất vải. Nó đẹp lắm các chị ơi. Nó mềm, nó mịn lắm. Đây bây giờ này, AK4. Áo là AK4 cho em như liền, chất liệu lụa satin. Hiện tại còn đúng 2 size M với L thôi, nhưng mà size S có thể bon chen. Tại vì em đang mặc size S nè, em là size S nè, nhưng mà hiện tại vẫn đang mặc size M. Các chị yêu nha. Áo thì mình không có sợ bị rộng, còn quần thì các chị sợ bị rộng phần eo đúng không? Còn áo thì mình bon chen thoải mái. AK4 cho em như với mã áo này, giá gốc 425.000. Ngày hôm nay em như sale cho các chị chỉ còn bao nhiêu? 199.000, rồi chốt đơn cho em luôn. Ba tông màu áo đây này, em sẽ đưa cái form áo cho các chị xem là các chị phải lấy liền. Ủa cái form áo đấy mọi người ơi, xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa mọi người? Cái kiểu như là cổ đổ nha, cổ đổ một bên vai xếp ly như thế này, và một kiểu như nó sẽ lệch lệch vai nhẹ ha các chị ha, rất là cưng. Bên hông này có cái dây khó kéo đây nè, rồi một bên thì thun gút lên đó các chị. Khi mà chị thúc gọi là gút cái thun này lên nè, nó sẽ xéo cái áo một bên mặc lên rất là cưng. Tông màu đen, tông màu kem với tông màu hồng cho em, 199.000, hàng lụa satin nha. Duy nhất trong cái line ngày hôm nay mới có lụa satin đó các chị. Chị nào mà hay mua đồ, các chị biết cái chất liệu á thì các chị sẽ nhìn là các chị mê liền. Tại vì hàng lụa satin nó bây giờ các chị đi mua giá cao lắm. Cái giá này là bình thường một cái áo là em đã bán rồi là 400+ rồi. Bây giờ em xem các chị còn 199.000 thôi, mình tranh thủ mình lấy liền cho em nha. Rồi nhanh tay lên cho em nè. Mã là AK4 là mã áo. Còn quần này lúc nãy là chị Hoài có mặc rồi, bây giờ em lấy em phối luôn. Đó các chị thấy không, cái quần siêu thần thánh, phối cái gì nó cũng được hết trơn á. Quần này là mã gì cho em xin lại cái mã luôn nha mấy người đẹp ơi. QA1 giùm em nha. Quần này là mã QA1 giùm em, giá là 249.000 chiếc mã, chiếc quần này luôn, và có size M và L. Bây giờ các chị yêu nhà mình ơi, mã em đang mặc là mã AK4 nha. Tại vì nhiều khi các chị vào sau á đang thấy cái comment nó nhiều khi các chị sợ em sợ bị nhầm thôi. Áo này là vải này không sợ nhăn, đúng chính xác luôn. Cái vải của mình là lụa satin đó các chị. Chiếc vải nó mềm, nó mịn và không có bị nhăn. Cái vải này không có bị gọi là không bị mỏng luôn á các chị. Mặc lên nó sướng lắm, em không biết diễn tả sao, em đưa lần gần nè. Nó đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Các chị thấy không? Các chị có thấy được cái độ bóng của cái vải lụa satin không các chị? Nghe lụa satin là thấy bóng bẩy rồi, mà hàng lụa là đã biết là hàng xịn rồi các chị. 199.000 cho em. Quần mã là QA1, 249.000 chiếc quần này, có 3 màu đen, hồng và tông màu kem đang mặc trên người. Trời, xuất sắc chưa mọi người? Rất là năng động, cá tính luôn. Đồ cái set này em nói thật sự các chị là nên lấy cho em cả set để mình được free ship luôn và ngay. Xinh quá trời nè mọi người ơi. Cái hàng lụa mà nó trơn trơn nè mọi người, nó trơn nó trượt gì đâu á. 199.000. Rồi bây giờ các chị yêu nhà mình, cho em xin lượt chia sẻ đi mọi người ơi. Mọi người có ở trong like của em không nè? Bây giờ là em thấy là mọi người đang hơi bị chậm rồi. Chết rồi, mọi người hơi chậm rồi. Bây giờ em làm sao đi mọi người? Mọi người muốn em làm sao? Em muốn tặng quà cho mọi người chậm quá, em không tặng quà được bây giờ nè. Cho em xin cái chấm đi. Chị nào đang xem like, chị nào đang ở trong like của em như, cho em xin cái chấm liền. Mình chấm 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 bà là em biết là các chị vẫn đang còn thức với em. Cái nhiều chị là hôm bữa chị ngủ một giấc rồi chị quên mất, rồi chị dậy em chị thấy vẫn còn like. Có nghĩa là vẫn đang ở trong like nhưng mà ngủ quên mọi người. Em sợ mọi người ngủ quên lắm nha. Rồi chị yêu nào đang trong like, cho em xin cái comment liền. Chấm bà lên giùm em nha. Ôi áo xinh thiệt chớ, thiệt luôn á chị Hương Lan ơi, áo này không xinh em không lấy tiền. 199.000, hàng lụa satin, mình nhận hàng về, mình kiểm tra liền cho em. Riêng cái mẫu này là gọi là best seller của nhà máy, bán liên tục không bao giờ là cháy hàng mọi người. Gọi là phải sản xuất liên tục ra luôn á để mà có hàng giao cho mọi người luôn, chứ không thể nào mà chậm trễ một ngày. Đơn hàng là cái riêng cái mẫu này là các chị nhảy lên liên tục luôn.
em thật sự luôn. Thành ra mà chị nào bỏ lỡ cái áo này là đáng buồn lắm luôn. Một cái chiếc áo thần thánh hàng lụa không có bị kén, nhưng mà cái kiểu cổ đổ này, cái kiểu cổ đổ mặc lên rất là xinh đó. Cái chị ví dụ cái chị muốn mặc lên vai thì nó sẽ thành cổ đổ, còn không mình cứ mặc lịch liệt vai như thế này cho em Như nha. Ôi thiệt sự 199.000 mấy bữa trước á, là các chị khác khá là mua với giá là 400 mấy á các mọi người, mà đơn thì nhảy bùm 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 bùm. Còn riêng ngày hôm nay có 199.000 mà mọi người không bùm bùm cho em là em sẽ beng beng luôn á mọi người ơi nha. Rồi bây giờ nè, lên cho em là gì, mã là A cam 4 cho em nhá, kèm cho em số điện thoại nha mọi người ơi. Rồi em muốn like nhanh lắm á chị Anna Hằng, nhưng mà em không có thấy tương tác, thành ra em sợ là các chị không có xem được sản phẩm. Nhiều khi em không có tương tác mà em thấy các chị là im lặng quá, em tưởng là mọi người chưa có xem được cái sản phẩm này cho nên mới đứng lâu. Nếu mọi người tương tác nhanh với em thấy được cái comment của các chị, em qua mẫu nhanh liên tục luôn nha, cho mọi người khỏi mất thời gian. Rồi em thấy chị Phạm Nguyên, em thấy chị Hồng Trà, hello chị Mèo Mập đó. Tại sao nãy giờ mọi người vẫn đang ở trong like của em, mọi người không có tương tác với em, bây giờ em mới thấy mấy chị chấm bài nè. Áo màu hồng này có cùng tông màu dưới màu quần không Như? Có luôn, em có luôn cả set này chị Mèo Mập ơi. Đó, nguyên set này đó, chị nào gọi là thích gọi là màu hồng đây, màu hồng gọi là gì, yêu màu hồng nhưng mà ghét sự giả dối đúng không chị Mèo Mập? Chốt luôn cho em cả set. Cái hồng này hồng phấn nha, không phải màu hường bánh bèo đâu, yên tâm cho em. Màu quần thì em sẽ có 3 màu, màu đen, màu hồng với lại màu kem. 249.000 giùm em là mã QA1. Còn áo là em có 3 màu đây, hồng và kem cũng là tông màu đen. Là 3 cái tông màu cùng với cái tông màu áo luôn á mọi người. Cái áo này có bao nhiêu màu, là quần của em cũng có bấy nhiêu màu luôn. 249.000 nhá. Rồi tranh thủ chốt đơn, không còn phải nói gì nhiều nữa các chị yêu ơi. Rồi nhanh tay này cả nhà. Lên đơn cho em là gì? Em chào chị Sumi Phạm nha, chào chị Phạm Quyên, em chào chị Minh Tâm. Chỗ em tưởng nó mọi người bỏ em đi hết trơn rồi, là em buồn lắm. Ok chốt cho chị rồi. Cảm ơn chị Mèo Mập nha, chị đã chốt được một set rồi mọi người ơi, xuất sắc. Chị phối áo hồng dưới quần màu nào thì đẹp? Phối áo hồng nha. Áo hồng thì em thấy phối cái quần nào nó cũng đẹp đúng không? Tại vì cái màu hồng này của em Như là kiểu như là màu hồng phấn nhẹ chứ không phải là màu hường nha, yên tâm cho em. Ví dụ nè, em phối với màu hồng này, nguyên cây hồng được không? Được luôn. Hoặc là mình lấy để bên này một cái nha, em cầm nhiều chi tiết quá. Hoặc là mình phối cái màu hồng này cho em. thêm cái màu cùng kèm với mọi người ơi, đợi em xíu nha. Lấy cái màu hồng phối cho em cái vùng màu đen cũng đẹp nữa. Tại vì cái này nó không có bị kén cái hàng lụa mọi người, phối nè. Nhìn cho em nha. Nó kiểu như là cái màu, hai cái màu này nó sẽ mềm mại hơn. Ví dụ các chị không thích cả set hồng thì các chị có thể phối cho em cái tông màu kem. Hoặc là với cái màu hồng này phối cho em màu đen cũng đẹp. Thiệt sự đảm bảo mọi người không có bị kén. Tại vì em đã nói nhắc đi nhắc lại trong cái line này là hàng của nhà mát là những cái chất liệu vải á, là đã qua xử lý màu hết rồi, thành ra là phối với cái kiểu gì cũng đẹp hết trơn á. Cho nên yên tâm giùm em nha chị Mèo ơi. Rồi bây giờ nè các chị ơi, lên đơn cho em là AK4 liền với chiếc áo này, có 199.000 thôi. Áo cực kỳ xuất sắc như thế này, không bao giờ các chị mua ở đâu có nha. Còn quần là QA1 giùm em. Bây giờ nè các chị, mình chơi game nữa đi. Em thấy mọi người thích chơi game lắm, mà chơi game xong là mọi người đi đâu hết trơn, buồn dễ sợ. AK4 màu hồng cho chị Bùi Thúy Hằng nè. Rồi em thấy đơn của mình AK4 màu hồng nè. Áo này còn 2 size ML các chị ơi, ML nha, đó chị Du Anh đã xuất hiện nè. Rồi mọi người ơi, chia sẻ like cho em Như liền, chia sẻ like chấm bài tương tác nhiệt tình đó. Mọi người vào xem like, mọi người tương tác lên với em nha. Rồi bây giờ nè, 30 giây cuối cùng em Như qua mẫu, rồi em sẽ ra em kiểm tra lượt chia sẻ như thế nào, rồi em báo cáo với chị Hoài. Rồi chị Hoài trong này chơi game tặng quà mọi người luôn ha. Rồi đây, áo màu hồng, áo màu đen với lại áo màu kem, 199.000 mà AK4 giùm em. Bây giờ này cả chị, em thấy là cái phong độ nó đang bị không còn như xưa nữa. 444 lượt chia sẻ, cho em thêm lên là bao nhiêu mọi người, 500 lượt chia sẻ nha. Đủ 500 lượt chia sẻ em Như tiếp tục tặng quà cho các chị yêu nhà mình. Đó, em thấy đơn của mọi người đang lên. Chị Tường Vi Nguyễn AK4 màu đen, em chốt đơn cho mình luôn. Tại vì cái comment nó hơi chậm á, thành ra em chưa thấy đơn á, mà em thấy đơn của các chị đang đặt hàng nè. Áo này rất là xinh, 199.000 hàng lụa satin giúp em Như, còn 2 size M với L nha. Còn quần là 249.000. Cái quần này em vẫn còn đủ 3 size F, M và L, cũng 3 tông màu giống như cái tông màu áo luôn, là hồng, kem với lại đen giúp em luôn nha. Cái quần này có đủ 3 size cho mình luôn. Với mẫu này thì các chị, cái quần mà form bèo như thế này nè, em thấy thật sự nha, mặc đi đâu cũng đẹp hết trơn, mà mặc phối cái gì nó cũng xinh. Cho nên lấy cho em luôn nha mọi người nha, đừng bỏ lỡ cái set này. Rồi,
Bây giờ em Như qua mẫu nha. Còn chị yêu nào lấy set này nữa thì lên tranh thủ lên đơn sớm cho em Như luôn ha. Rồi em qua luôn nha cả nhà nha. Còn nhiều sản phẩm đằng sau đang đợi mọi người lắm luôn. Ừ ha, nữa. Các chị mình có đang hóng một cái sản phẩm đầm không ạ? Bây giờ thì Hoài sẽ lên một cái sản phẩm đầm cho các chị mình nha. Tại vì là một chiếc đầm hoa rất là xinh. Và hiện tại với cái mẫu đầm hoa này nhà em đang có mức giá giảm các chị mình siêu mềm luôn đấy ạ. Ok, các chị mình chờ em một xíu ha. Các chị mình mà thích cái mẫu đầm hoa này mình lên mã cho em Hoài sẽ là DA2 kèm thoại các chị nhá. DA2 kèm thoại là mẫu đầm của Hoài đang mặc. Một chiếc mẫu đầm hoa màu vàng cho em rất là xinh này. Đầm này lên chất liệu cho Hoài là von cát thì mẫu đầm này em có tới tận 3 màu được các chị săn. Đây Hoài vừa chạy ra ngoài kia để lấy 3 màu vào cho các chị mình xem đây. Cái mẫu này cho em Hoài là có cho mình đó là màu cam, màu chị em sẽ là màu xanh tím và màu cuối cùng là màu vàng Hoài đang mặc. Nhưng mà cái mức giá hôm nay mới là cái điều đáng quan tâm các chị mình ha. Tại vì cái đầm này hôm nay mức giá mềm lắm. Đầm em lên mức giá này DA3 chất liệu cho Hoài. À DA2 mức giá là 445.000, giảm trực tiếp còn 299.000 cho Hoài đầm này thôi ạ. Đầm này đang được giảm trực tiếp chỉ còn 299.000 thôi nha. Là chị nào quan tâm mẫu này thì nhanh tay lên ngay mã cho em sẽ là DA2 kèm thoại nhá các chị ha. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình. Đầm có 3 size đó là S, M, L các chị em mình. Chất liệu cho em Hoài đầm này 2 lớp nha. Bên trong có kèm lớp lót này. Chắc hẳn là đầm hoa là một cái mẫu đầm mà các chị mình rất là ưa chuộng. Tại vì Hoài thấy á, đầm hoa thứ nhất cho em là nhẹ nhàng, thứ hai nữa là dễ mặc và không có bao giờ mà bị lỗi thời. Nếu như mà cái đầm hoa mà quá là may kiểu như cách điệu á thì nó sẽ rất là dễ lỗi thời, nhưng mà đầm này trong ngoài thì may rất là cổ điển luôn, dễ mặc, trường tồn theo thời gian luôn các chị mình ạ. Nên là chị nào mà thích đầm này, nào chán mình để tủ cho em năm sau mình đem ra mặc cũng không sợ lỗi mốt nha. Mà màu sắc thì quá là ngọt ngào luôn. Bây giờ Hoài sẽ đi sâu và giới thiệu sản phẩm cho các chị mình nhá. Em này thiết kế cho Hoài cái form cổ chị em dạng cổ U các chị mình, cổ hơi U nhẹ nha. Thiết kế cho em phần ở phía trên sẽ kiểu dạng rúm ở phần ngực, kiểu dáng nắp sò, ấp sò các chị mình, để tạo cho cái vòng bột của mình nó tròn đầy hơn rất là nhiều. Eo này á, thì form đầm này không phải là form ôm sát nha, tại vì chất liệu của nó không phải là độ có độ co giãn, mà là em này không co giãn nhưng mà vải này rất là xịn sò, mặc lên rất là mát, thì cái phần này nó sẽ không ôm sát vào cái phần eo của mình đâu, chỉ ôm nhẹ vào phần võng lưng của mình thôi. Chị nào mà muốn kiểu như là ôm sát thì mình vẫn có thể mặc ôm sát được, tùy vào cái số đo 3 vòng của mình, hoặc là nếu như mà mình sợ thấy cảm giác bị rộng á, mình có thể bóp lại cho em Hoài xương xương hai đường hai bên thôi nha. Vẫn bóp được, chỉ cần thêm 5k tiền bóp cả hai bên thôi các chị. Nhưng mà Hoài nghĩ là cái form dáng suông này mà cũng rất là đẹp, không cần phải lúc nào cũng phải ôm sát vào cái body của mình đâu các chị yêu ha. Tại vì vải này mặc kiểu suông rất là dễ thương. DA2 chỉ có 299.000, màu cam các chị mình nhá. Đây, màu này là màu cam chị yêu ha. Em các chị mình yêu cầu xem màu cam, Hoài để gần màu cam các chị xem này, rất là ngọt ngào luôn. Và cái họa tiết này xinh thật sự cho các chị ha. Hoa này không biết là hoa gì nữa. Nói chung là hoa gì chị? Hoa nhí. Hoa nhí à chị? Trời ơi xỉu. Đúng rồi, hoa nhí thì đúng là hoa nhí, nhưng mà Hoài đang nghĩ là không biết là cái cành hoa này là cành hoa gì, chắc là hoa cúc hoặc là hoa kiểu dạng như là những cái bông hoa rất nhỏ nhỏ như là xinh ấy. Đừng có nói tới hoa nữa là chắc em loạn luôn các chị mình ạ. Bây giờ đang cả một rừng hoa trước cả đưa đến giới thiệu đến cho các chị mình là Hoài cũng đang rất là loạn luôn. Tại vì sao? Loạn là không biết lựa màu nào thôi các chị mình ạ. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh hết. Tại vì là nếu như mà các chị nhà mình thích nhẹ nhàng này, mình lựa cho em Hoài cái tông màu xanh tím nhá. Màu rất là lạ mắt luôn. Chị nào thích nổi bật hơn xíu này, kiểu như là tươi mới hơn xíu, mình lựa cho em Hoài đó là tông màu cam, cam trầm nha. Còn cái màu Hoài đang mặc là cái tông màu vàng thì quá là đáng yêu rồi. Màu vàng này vì sao mà Hoài lựa mặc? Tại vì nó sáng da các chị. Chị nào mà da ngăm như da Hoài ấy, thì mình nên lựa cái màu cam như Hoài đang mặc nha. Là mặc vào siêu sáng da luôn đấy ạ. Các chị nhà mình vẫn tiếp tục chơi với game thì vẫn tiếp tục chia sẻ giúp Hoài nha. Vẫn tiếp tục chia sẻ giúp em. Lượt chia sẻ ok thì Hoài vẫn tiếp tục chơi mi game với các chị mình đấy ạ. Ngọt ngào như Hoài. Đúng không? Hoài là siêu ngọt ngào luôn các chị mình nha. Hoài rất là ngọt ngào, nhưng mà chỉ là tùy lúc thôi các chị mình ạ. Con gái mình cũng làm thế. Nhưng mà tính của em thì hơi nam tính các chị ơi. Tính của Hoài thì không có kiểu như là không có ưa nịnh được đâu, nên là tính của Hoài rất là nam tính luôn. Nhưng mà nào các chị nhà mình này muốn mà kiểu như là lâu lâu mình muốn nữ tính một xíu, mình muốn thể hiện cho em Hoài kiểu như là thay đổi phong cách một xíu, mình nên giống em này, lựa ngay chiếc đầm hoa này. Tại vì đồ bình thường em mặc toàn quần rách không các chị ơi, em toàn mặc quần jean rồi mặc quần rách này rồi mặc quần ống rộng này, nhìn kiểu như là hơi hơi
cứng một xíu. Nhưng mà hôm nay Hoài thấy là em mặc cái mẫu đầm này nhìn em nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mặc dù là cái kiểu như là đây không phải là phong cách hàng ngày của Hoài, nhưng mà Hoài thấy cái đầm này mặc rất là dễ. Tại vì mình mặc ai mặc cũng được, da ngăm da trắng mặc cũng được, dáng như thế nào mặc cho Hoài cũng rất là ok. Và đặc biệt thì Hoa nhí nhìn kiểu như mình nhẹ nhàng thơ lắm các chị em mình. Nếu như chị nào mà đang cần mẫu đầm đi kiểu như là đi dạo phố này, hoặc là hồng nữa mình mặc đi du lịch nha, mình phối cho em Hoài thêm túi còi nón còi mũ này sẽ rất là đẹp. Tại vì đầm Hoa là cái những mẫu đầm mà phối với túi còi nón còi là xinh lắm, nên kiểu như là ra một nàng thơ ngay các chị em mình ha, nhìn rất là mộng mơ. Các chị nhà mình thích mẫu này thì mình cứ comment, Hoài vẫn đang có đầy đủ size đấy ạ. Rồi AT3 cho chị Phạm Hồng Hạnh ạ. Các chị nhà mình mà thích mẫu nào thì mình vẫn tiếp tục lên đơn nha. Tại vì xíu nữa mà có thời gian thì có thể là Hoài sẽ tiếp tục là review lại các mẫu cho các chị. Nếu như có thời gian còn hồng nữa thì các chị mình có thể xem lại livestream. Mình tắt lại livestream này mình xem lại giúp em. Sau đó mình thích mẫu nào thì mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà mắt. Còn hồng nữa mình comment trực tiếp ngay tại livestream cũng được nha. Mẫu của Hoài đang mặc sẽ là DA2 các chị nhà mình ha. DA2 kèm loại trên Hoài AK4 ok chị Trần Thu Phương này. Các chị mình mà thích những mẫu nào thì mình cứ lên đơn đi, tại vì cái mức giá giảm hôm nay mềm lắm. Hoài thấy hôm nay đa phần lên cho các chị mình mức giá nào rất là mềm. Để Hoài xem lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu nha. Tại vì là hồi nãy Như bảo với Hoài là nào vào để xem lượt chia sẻ các chị nhà mình bao nhiêu là tặng quà luôn. Nhưng mà nếu chưa được 500 thì Hoài không có tặng được các chị mình nhá. Lượt chia sẻ của mình bắt buộc phải là trên 500 thì Hoài mới tặng được. Nó mới 449 nha. Các chị mình có muốn chơi game không ạ? Bây giờ các chị mình muốn em tặng cái gì ha? Các chị nhà mình muốn em tặng quà là gì mình comment đi. Bây giờ em Hoài sẽ cho các chị mình chọn quà, nhưng mà mình chọn này, số đông các chị mình chọn sản phẩm nào thì Hoài sẽ tặng quà cho các chị mình sản phẩm đấy nha. Bây giờ Hoài đang rất là cần cánh tay của các chị mình đây. Rồi các chị yêu muốn Hoài tặng quà món gì đây ạ? Ok chị Phương Di, Hoài chốt tiếp AK4. Nay chị Phương Di mua quá trời đúng không chị mình? Ôi đây là đại gia của nhà Mark rồi các chị mình. Nhưng mà thật sự cách quen của nhà Mark mua hàng nhiều lắm, tại vì nhiều lúc là các chị nhà mình chưa có quá quen với việc xem livestream ấy. Tại vì nhà em là bán sàn này, rồi là bán qua hình ảnh rất là nhiều, bán qua website nữa. Nhưng mà thời gian hiện tại đây nhà em sẽ bán nhiều hơn ở trên livestream. Tại vì sao? Trên livestream là xem được form dáng trực tiếp này, mua sản phẩm dễ hơn này, với là chốt đơn cũng mức giá mềm hơn nha. Nên là sắp tới đây thì nhà em sẽ có cái kiểu như là sẽ cố gắng là like nhiều hơn một xíu cho các chị mình, để mình quen với cái thói quen rất là xem livestream. Nếu như các chị nhà mình không có thời gian xem trực tiếp thì tí nữa mình kiểu như là Hoài live xong rồi 1-2 tiếng sau mình xem lại cũng được. Tại vì tới 12 giờ đêm nay thì nhà em vẫn chốt với mức giá sale nha. Là mình có thể là mình xem livestream thì sẽ tiện hơn rất nhiều mà khi mà mình xem hình ảnh đấy. Tại vì là hình ảnh thì thời trước mà mình lúc mà mình chưa có livestream ấy thì hình ảnh rất là chuộng. Nhưng mà bây giờ vừa có hình ảnh vừa livestream thì Hoài nghĩ là mình nên kết hợp cả hai nha. Tại vì là để mình xem được cái chất liệu này form dáng đầm và tư vấn trực tiếp giúp em luôn. Hoài là bị ghiền xem livestream đấy các chị mình. Hồi trước không Hoài toàn đi xem livestream mà em cũng không nghĩ là em lên đây để em like và nói chuyện với các chị mình đâu. Và kiểu như có cái duyên làm với nghề các chị mình, xong rồi cái cũng đi làm cũng bán quần áo xong rồi cũng like luôn. Đấy các chị mình like như thế này á, các chị mình ví dụ như mình cần hỏi gì mình có comment trực tiếp ngay tại livestream luôn. Chứ bây giờ các chị mình nhắn tin cho nhà Mark, Hoài không phải là kiểu như là lúc nào cũng nhà Mark lúc nào cũng có các bạn nhà mình trực máy. Nhưng mà do tin nhắn quá tải, ví dụ mình nhắn là em ơi chị muốn mua size đầm này, xong rồi các bạn nhà mình hỏi là chị cho em cân nặng chiều cao em tư vấn size. Xong cái 15 phút sau các chị mình trả lời cho em đó là chị cao bao nhiêu, cái 15 phút nữa cái Mark trả lời để các chị mình nhá. Nên là thực ra một cái tư vấn khách hàng như thế mất rất là nhiều thời gian luôn. Thì để mà chốt đơn nhanh chóng nhất mình cứ lên ở trên livestream giúp em là sẽ ok nhá. Rồi bây giờ mình sẽ có các chị mình là 2 phút cuối cùng thôi nha. Lên shop chưa ạ? Dạ em lên shop rồi, nhưng mà nếu như mình tí nữa mình thích shop thì xíu Hoài sẽ lên lại cho mình nha. Tại vì là sản phẩm shop thì hồi đầu live Hoài cũng đã lên và đã tặng quà cho các chị rồi. Nhưng mà nếu như chị nào thích xem đồ shop không? À Hoài đang thấy như đang mặc quần shop đúng không? Như đang mặc quần shop hay là chân váy ta? À vậy là Như đang mặc chân váy rồi, không phải quần sóc. Nhưng mà nếu như các chị thích quần sóc thì chờ Hoài xíu đi để em xem còn sản phẩm nào phối quần sóc là Hoài phối luôn các chị mình xem. Tại vì quần sóc nãy giờ lên cũng 2 mẫu rồi các chị mình ơi, quần sóc Hoài lên 2 mẫu rồi nha. Rồi các chị Bùi Thị Diễm, Hoài chốt áo AK3 cho các chị mình này. Trời ơi Hoài có người yêu chưa? Em ế lòi luôn các chị mình ơi. Đấy, chị nào mà có kiểu như anh trai em trai này hay là có kiểu họ hàng gì đấy giới thiệu cho em Hoài nha. Ok bây giờ các chị mình mà thích mẫu này là chốt đơn chị em chuẩn bị qua mẫu nhá. Hoài chốt mẫu này này, mua bao nhiêu được giảm 200k. Chị Bùi Thúy Hằng ơi, hôm nay mua cho em Hoài hóa đơn trên 950.000 nha. 950.000 sẽ à quên 995.000, Hoài đọc lộn. Giá cho em Hoài sản phẩm mua tổng bill của mình 995.000 thì sẽ được giảm 200.000.
Vậy là hôm nay quá hời luôn. Tại vì mức giá trên Line giảm rất là mạnh rồi, nhưng mà khi mình mua 990 ngàn còn được giảm thêm 200 nữa, là mình chỉ cần bỏ cho em Hoài số tiền 795 ngàn thôi, mà còn được free ship nha. Còn hóa đơn cho em Hoài trên 495 ngàn thì được giảm 50 ngàn, hóa đơn trên 695 ngàn thì mình sẽ được giảm cho em Hoài đó là 100 ngàn nhá. Bây giờ thì chắc là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu các chị ha. Các chị nhà mình này đang xem live stream thả tim thả like cho Hoài thật nhiều đấy ạ. Đây 80 các chị đang xem này. Mình có thể là hỗ trợ Hoài chia sẻ live stream được các chị ơi. Chia sẻ live stream tăng cho em Hoài thêm 50 lượt livestream, chia sẻ livestream nữa thì Hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị mình nhá. Là mình cố gắng là chia sẻ thật nhiều cho em ạ. Hoài đang thiếu chỉ có 45 lượt chia sẻ các chị yêu ơi. Các chị có thể hỗ trợ em Hoài không ạ? 45 lượt chia sẻ cuối cùng này. Ok, bây giờ thì lượt view các chị đang tăng nên là Hoài sẽ để như qua mẫu luôn. Để các chị mình tiếp tục mua hàng nha. Nhưng mà xíu nữa lượt chia sẻ mình ok thì mình sẽ tiếp tục tặng quà. Rồi, ok các chị yêu nhà mình ơi, em lên cái set này nha. Nhìn em bỗng dưng là trẻ trung và giống học sinh đâu các chị. Cái set này mặc lên em thật sự rất là hách tuổi luôn. Đó, chị yêu nào mình muốn hách tuổi ấy, mình lên liền cho em cái set này ha. Màu áo form kiểu như là tiểu thư một xíu, với lại một cái chân váy dẹp ly như thế này nha các chị nha. Một cái chân váy sắp ly rất là xinh. Với những cái chân váy này á, mà cái tông màu bò này của em thì em thấy thật sự rất là đẹp luôn. Nhìn nó lạ ha, trắng đen kem thì có nhiều rồi, mà kiểu cái tông màu này đúng chất là màu nâu tây luôn á các chị. Màu này đúng chất là màu nâu tây nè, mặc lên rất là trắng da và cực kỳ sang. Và cái form áo tiểu thư như thế này thì em thấy là các chị ơi, riêng về phối cái kiểu mà trẻ trung như thế này nè, học sinh nè, kiểu như mà đánh lừa số tuổi á, thì rất là ưng rồi đúng không? Mình có thể phối cho em nếu quần jean với những cái mẫu chân váy khác, hoặc là với cái tông áo này nè, kiểu tiểu thư như thế này nè các chị, nhưng mà không có hề bánh bèo nha. Phối cái gì nó cũng xinh. Bây giờ em báo mã cho các chị yêu nhà mình luôn. Rồi, áo này sẽ là mã DA mã nào trên kia này chị? AK5 đúng không? AK5 giúp em nha, hai size MVL giúp em nha. Giá là 295.000 là giá gốc, nhưng bây giờ em giảm luôn 139.000 cái áo này, xuất sắc. 139.000 với cái màu áo này, và em chỉ có là một tông màu áo duy nhất thôi nhé. Còn chân váy thì em sẽ có hai màu này các chị. Chân váy em như có hai tông màu cho cả nhà yêu nhà mình nè. Đó, xuất sắc chưa nè. Nè đúng rồi, nó đúng kiểu mà. Hai tông màu, một tông màu nâu với một cái tông màu xanh. Mọi người nhìn cái xanh này kiểu như là màu xanh coban nè các chị. Màu xanh coban nhìn lạ không? Đây em ướm lên thử cái màu này hợp không các chị? Nhìn hợp ha, nhìn rất là lạ. Màu này các chị mặc lên cực kỳ trắng da luôn, em nói thật không có bị kén. Với cái tông màu này nha, da ngâm ngâm một xíu với mặt cũng đẹp. Chân váy là mã VA3 giúp em. VA3 với chất liệu là tuyết mưa nha. Cái vải của chân váy là tuyết mưa và bên trong có quần luôn. Riêng mẫu này có quần, thành ra các chị đừng hỏi em là cái mẫu này mặc có bị lộ hay không, đúng không em? Tại vì nhiều khi nãy giờ mấy buổi em like là em, các chị hay hỏi em là chân váy nó có quần bên trong không, thì riêng mẫu này em như có quần bên trong. VA3 này của em giá là bao nhiêu đây? 199.000 một quẩy luôn nhá. Hai tông màu dùm em như liền, còn áo 139.000, còn hai size M và L. Áo lụa nha cả nhà ơi, hàng lụa mềm mịn mát thì khỏi phải nói, em như không nói nhiều về cái chất liệu nữa. Còn cái về cái giá thì ngày hôm nay em cũng thật sự quá rẻ đi quý chị. Chưa bao giờ nãy giờ các chị nãy giờ chưa thấy con số 3 nào xuất hiện trong cái live stream này luôn. Cứ 100 một ít rồi 2 ít thôi đúng không? Về cái chân váy nè, 199, còn áo có 139.000, nào mình chần chờ gì nữa, lên đơn liền cho em. Cái này các chị có ưng hay không, các chị có thích hay không thôi, còn nếu thích là phải nhích liền cho em Như nha. Rồi, áo, cái này là áo, này là giá 139.000, em có một màu duy nhất thôi các chị yêu nha mình ơi. Rồi, thật sự với những cái sản phẩm này nè các chị mua ở nhà mát á, ví dụ các chị mua ở nhà em được 5 cái là các chị cầm cái số tiền đó, các chị mua ở ngoài á, với những cái mã hàng thiết kế, mã hàng thương hiệu như thế này, các chị mua được 1 đến 2 cái là cũng không bao giờ có được mua nhiều như vậy, tại vì cái giá này là giá em đang sale rất là sốc luôn ha. Rồi, bây giờ này các chị yêu ơi, riêng về cái chân váy của em thì các chị ai mình mặc cũng được nha. Kiểu mình lên form á mà nó xếp ly như thế này nè các chị, nó che khuyết điểm rất là tốt luôn. Nó không có bị lộ bụng nè, cũng như là nó không có bị lộ khuyết điểm hay là kén da gì hết. Và cái vải tuyết mưa này rất là mềm. Các chị nhìn này, cái vải tuyết mưa nó mềm nhưng mà cái độ xếp, cái độ form của nó rất là chuẩn luôn. Nó không có bị quá, gọi là quá thẳng đó các chị, nó không có bị đứng form quá. Rồi, bây giờ chị yêu nào mình lấy cái này thì lên cho em là AK5 nha. Em thấy view các chị đang lên nè, AK5 giùm em. Rồi, view đang lên thì các chị chia sẻ like cho em nha. Rồi mình chốt đơn nè, rồi mình chơi game tiếp nha mọi người ơi. Rồi bây giờ em thấy các chị đang vào like, để em vào em sẽ thử nè. AK3, ok chị Bùi Thị Diễm nè, em thấy đơn của mình rồi nè. Mua nhiều giảm 200 không em? Chị mua hóa đơn của chị mà trên
Rồi, hóa đơn của mình là 995.000 thì mình sẽ được cái voucher giảm 200.000 các chị nha. Hóa đơn của chị là 495.000 là được voucher giảm 50.000. Cái hóa đơn của mình là 695.000 là được voucher giảm 100.000, được không các chị? Đó, vừa được free ship, vừa được săn hàng sale, vừa được giảm giá, vừa được tặng quà, quá trời ưu đãi trong cái live stream này luôn mọi người ơi. Rồi, áo có size M với L nha chị Thủy Thiên ơi. Mình size S thì mình cứ bon chen thoải mái cho em. Váy còn size S không ạ? Còn nha chị Nguyễn Minh Tâm. Váy này em có đầy đủ 3 size S, M và L giùm em. VA 3, S, M và L đầy đủ 3 size. Còn áo này thì các chị ơi, thực sự có 139.000 à. 139.000 nha mọi người. AK5 dùm cho em nè, em thấy đơn của chị Hoa Nắng AK5 size M nè. Tình yêu Nguyễn Ngọc, Ngọc Thảo Nguyễn lấy AK5 size M có đơn cho mình luôn nè. 139.000 rẻ quá em ơi, đúng rồi chị yêu ơi, chốt liền dùm em. Khi nào sale zin áo thương mại để em đoán xem like. Nói chung là những cái like trong like này thì em sẽ không có like quần zin. Nhưng mà không biết là cái like tiếp theo á thì có hay không thì mình cứ đón chờ xem thử giúp em nha. Rồi bây giờ này mọi người, áo này là chị nào mà size S thì cũng có thể thoải mái bon chen. Tại vì form áo lụa mà kiểu như là tiểu thư như thế này nè, em như đang mặc size M này các chị nhìn nè, vẫn rất là đẹp luôn, nó không bị quá rộng. Tại vì áo thì mình không có sợ rộng nha. S, M và L 139.000. Bây giờ em như like nhanh 30 phút rồi, 30 giây nữa em như qua mẫu luôn nha các chị yêu nha. Bây giờ càng về sau thì em như sẽ like càng nhanh, cho nên các chị cố gắng mình xem like mình đặt hàng liền giúp em để em qua mẫu nhanh. Tại vì số lượng bây giờ không còn nhiều, cũng như là cái thời hạn mà live stream á cũng sắp hết rồi các chị. Rồi, áo này 139.000, còn chị nào đặt hàng nữa không ạ? Có chị yêu nào đặt hàng nữa không ạ? Em nói như là giống như là đang rồi em thấy đơn quá trời nhưng mà em không có thấy được cái tên của mọi người để em đọc này. Mẫu áo đó mặc size gì? Em đang mặc size M á chị Trâm Trần ơi. Em bình thường em mặc size S mà em vẫn đang mặc size M luôn, tại vì hết size S trơn rồi. AK5 139.000. Đơn bao nhiêu được free ship? Chị Trâm Trần ơi, đơn của mình mà trên 300.000 là đã được free ship rồi. Nếu ví dụ như chị mua cả set của em là đã được free ship rồi á chị nhá. Rồi chị Thiện nè, tình yêu Thiện nè, AK5 có đơn nè. Tình yêu Hưng nè, là AK5 size S có đơn. Rồi Đích nè, AK5 nè có đơn luôn. Ôi Đại Hùng á, AK5 này, chị Phương Đích nè, AK5 rồi. Thấy đơn của mọi người quá trời luôn. Ôi mọi người đang bùng nổ cái đơn của cái áo này quá xuất sắc luôn rồi. Thêm 10 giây cuối rồi em qua luôn nha các chị ơi. 10 giây cuối cùng này, chị nào chưa đặt hàng thì nhanh tay lên giùm em. 139.000 với cái mã áo này, trời ơi, rất là học sinh sinh viên luôn mọi người, siêu hách tuổi luôn nha. Đấy, hai mấy 30 mà mặc cái set này vào là ai nghĩ cũng tưởng nó là 19-20 thôi á. Còn chân váy của em 199.000, mã sản phẩm VA3 giúp em. Còn đủ size S, M và L giúp em như nhá. Rồi nhanh tay, chân váy hai màu, áo có một màu. Bây giờ em như xin phép qua mẫu. Còn chị nào đặt áo nữa thì lên đơn nhanh giúp em là AK5 giúp em nha các chị yêu nha. Trời ơi, ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên một cái mẫu đầm mời để các chị mình đi tiệc này, đi chơi rất là sang luôn nha. Và mẫu đầm này hôm nay em lên cái mã DA3 này có mức giá rất là mềm luôn. Là chị yêu nào mà đang trong livestream là phải chốt luôn cái đầm của Hoài đang mặc nha. DA3 với mức giá là 725.000. 725.000 và đang được giảm trực tiếp cái mẫu đầm này cho em Hoài, chỉ còn cho em Hoài đó là 299.000 đồng Hoài đang mặc nha. Có một màu duy nhất cho Hoài là cái màu xanh mà đang mặc thôi, rất là cái này có thêm màu đen nữa các chị ơi. Cái đầm này trên Hoài có thêm màu đen nữa, màu xanh và màu đen nha. Nãy chị mèo gái. Rồi các chị chờ em một xíu ha, các chị mình chờ em xíu gắn lại cái mic ạ. Rồi cái mẫu này cho em Hoài sẽ là DA3 nhá. DA3 cho Hoài có hai màu các chị mình, đó là xanh và đen. Với chất liệu cho em Hoài cái em này á là kiểu như là gần giống như kiểu linen các chị, nhưng mà nó là cô tông nha. Bên trong có phối lớp lót cho em Hoài. Đầm này cho mình thì hiện tại Hoài đang lẻ size rồi, chỉ còn cho mình đó là size M và size L các chị, size S và size M thôi. Có nghĩa là 55 cân đổ lại các chị nhà mình mặc vừa. Đầm form dài quá gối và thiết kế cho Hoài đó là cái phần cách điệu ở phía phần ở bên phía trước ngực của mình này, tạo nơ và kèm cho Hoài khuyết nhẹ để tạo điểm nhấn cho đầm. Tay thì là tay bồng form dáng kiểu như là dáng xòe bồng nhẹ cho các chị mình ấy, thì em này che khuyết điểm phần tay cho Hoài rất là tốt. Đầm có chị em Hoài đó là cái mẫu này sẽ là có chiếc ben cho em Hoài hai bên nha. Form bản lưng cho mình đó là phần bản lưng cho em tầm 4 sang, rất là sang luôn. Đầm này có lớp lót bên trong nhưng không có túi các chị ha. Đầm không có túi giúp em Hoài ạ. Đầm đẹp lắm. Nhưng mà hình như Hoài nhớ là bên này có túi ta. Hình như là một bên có túi à. À không có túi luôn các chị ơi, đầm này không có túi. Tại vì khi mà Hoài nhìn qua đây Hoài tưởng là có túi nhưng mà đầm này không có túi nha. Nhiều chị hỏi là đầm này có túi hay không thì đầm này không có túi các chị. Đây, cái đầm form dài rất là đẹp cho em Hoài luôn. Hai màu giúp Hoài đó là đen và màu xanh nhá.
À, nghe ok chị Nguyễn Ngọc Hương Lan ơi, nhà em mới sửa lại cái mic rồi nha. Rồi DA3 cho chị Huỳnh Hương Thanh này. Trời ơi, cái đầm này đẹp lắm cơ chị mình ơi, nhanh tay chốt ngay mã DA3 kèm ngoại. Chỉ có 299.000 cho hai đầm này thôi, tại vì đầm này có giá gốc chị em tới là bao nhiêu ạ? 725.000 nha. 725.000, hôm nay Hoài giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn 299.000 là mức giá quá mềm. Các chị nhà mình mà hỏng chốt DA3 này là phí lắm luôn đấy ạ. Nên nhanh tay chốt DA3 kèm ngoại cho em Hoài nha. Size số sẽ có các bạn nhà em tư vấn. Tại vì sao cái đầm này là một cái đầm rất là best seller của nhà em mà hôm nay mình hỏng chốt thì phí lắm. Tại vì là không phải lúc nào cũng có mức giá mềm như này. Nên hiện tại mà em đang có mức giá mềm nhất thì các chị mình thì mình phải nhanh tay chốt, và chị nào mà sử dụng đầm này thì chắc chắn sẽ rất là ưng. Nhà mát sẽ hỗ trợ mình phí ship khi mà mình mua hóa đơn trên 300k nha. Các chị nhà mình chia sẻ cho em Hoài thật nhiều thì em mới có thể chơi game được các chị nhà mình ơi. Mình chia sẻ nhiều quá bị Facebook chặn luôn rồi chị yêu ơi. Đó, các chị nhà mình nhớ là đừng có chia sẻ lên những cái hội nhóm kiểu như là không có được chia sẻ, các chị nhà mình nhớ lưu ý nha. À, lượt chia sẻ của mình đang, nhưng mà Hoài chỉ thiếu cho các chị nhà mình là 30 lượt chia sẻ cuối à. Hoài vẫn thiếu 30 lượt chia sẻ cuối, tại vì phải đúng 500 lượt chia sẻ thì Hoài mới tặng quà được. 30 lượt chia sẻ cuối cùng thôi, nên là chị nào đang xem livestream á mà yêu thương nhà mát hơn thì mình có thể hỗ trợ em Hoài chia sẻ livestream cho em thêm một xíu nhá. Rồi ok, đầm này chị em Hoài DA3 các chị ơi. Ok chị yêu Hoài tiếp tục chốt DA3 cho chị Hà Phạm này. Các chị nhà mình lên mã DA3 nhớ bổ sung số Hoài cho em Hoài được. Đầm này các chị nhà mình thướt tha cực kỳ luôn. Cái mẫu đầm này thì mình mặc đi chơi cũng được, mặc đi tiệc cũng được, mặc đi làm cũng được chị em Hoài. Cái form dáng siêu siêu hách dáng cho các chị. Mà cái màu xanh Hoài đang mặc thì siêu trẻ trung và trắng da nha. Chị đang muốn an toàn hơn mình lựa màu đen đấy các chị. Màu đen là cái màu rất là an toàn cho các chị em mình. Tại vì sao? Che cái điểm tốt này, bắp tay này, phần ví dụ như bắp chân của mình đều có thể che được trên cái đầm này. Mà mức giá giảm thì phải nói là tới 60-70% cái đầm này luôn. Tại vì em này có mức giá gốc cho em Hoài là tới là 725.000 nha. Nhưng mà trong live Hoài giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn chị em đó là 299.000 thôi. 299.000. Các chị mình tính ra là 299.000 là chắc là cũng được free ship rồi đấy, tại vì là thiếu cỏ ca nữa à. Chẳng lẽ các chị nhà mình ha, mình trả luôn 300.000 để được free ship này. Hôm nay hóa đơn trên chị em Hoài đó là 450.000 sẽ được free ship và giảm giá thêm 50.000 trên sản phẩm nữa nha. 50.000 trên tổng hóa đơn trước, và hóa đơn chị em Hoài trên 695.000 mình được giảm thêm 100k và kèm free ship. Hóa đơn trên 995.000 giảm tiếp thêm 200.000 và kèm luôn chương trình free ship nha. Nhớ là chia sẻ livestream để áp dụng chương trình nha các chị ha. Mini game phía sau Hoài vẫn còn nên các chị cố gắng chia sẻ giúp em Hoài đi ạ. Hoài vẫn đang thiếu lượt chia sẻ các chị mình để chơi mini game thầm cho em Hoài đó là 30 lượt chia sẻ cuối nhá. Là mình cố gắng chia sẻ livestream giúp Hoài thật nhiều ạ. Rồi ok, DA3 tiếp theo với các chị mình này, mua hàng nhiều mà chưa trúng mini game lần nào. Chị Mai Mai ơi, mình chờ em một xíu nhá, xíu Hoài lướt thì Hoài sẽ cố gắng là ví dụ như sẽ lướt thật là công bằng, nên là các chị nhà mình nếu như mà mình ở trong livestream á mình chia sẻ nhiều thì khả năng trúng của mình sẽ rất là cao đấy ạ. Rồi AK4 cho chị Lan Lan Phạm này, DA3L màu đen cho chị Tường Vi Nguyễn. Ui cái đầm này hết size L chị ơi, Hoài chỉ còn size S và size M à. Đầm này Hoài hết size L rồi. Chị yêu có thể ví dụ như eo của mình tầm mà 74-73 đổ lại á thì mình có thể mặc được size M nha. Là ví dụ như các chị nhà mình tùy vào cái số đo eo của mình nữa. Cân nặng chị em là dưới 58 cân, 57 cân thì mình sẽ mặc được size M nha chị Tường Vi Nguyễn nhá. Còn hiện tại size L của Hoài là hết rồi. Các chị nhà mình thích mẫu này là phải nhanh tay chốt đơn này, tại vì Hoài sẽ chỉ chốt cho các chị mình thêm một xíu nữa thôi. Là Hoài sẽ tiếp tục qua mã nha, tại vì Hoài sẽ chỉ còn cho các chị mình thời gian cho em mẫu này là thêm 1 phút nữa. 1 phút cuối cùng để các chị mình chốt set của Hoài đang mặc và sau đó cái đầm của Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ qua mẫu mới. Và thời gian là không nhiều, các chị nhà mình like rất là nhiều luôn nên là sẽ còn rất nhiều sản phẩm phía sau, nên Hoài sẽ cố gắng qua mẫu phần nhà nhanh nhá. Các chị thích mẫu này mình cứ lên mã sản phẩm kèm thôi. Bây giờ thì chắc là Hoài sẽ để như qua mẫu luôn đi. Sau đấy Hoài sẽ lên set mới các chị mình nhá. Hoài còn rất là nhiều mẫu phía sau đấy ạ. Ok các chị nhà mình, đầm này chị em sẽ xoay một vòng với chị xem này. Đẹp lắm, xinh xuất sắc luôn. Cái đầm này nhẹ nhàng, lịch sự. Cái này mà mặc đi kiểu như chơi đi tiệc này hóng nữa, mình mua tặng người thân bạn bè cũng được các chị ha. Dạ rồi, em Như tiếp tục chuyển qua cho mình một cái set đó. Em với chị Hoài sẽ thay phiên nhau mình qua những cái trang phục nó. Ví dụ như là đã va quấy váy rồi thì bây giờ là em qua set cho các chị yêu nhà mình ha. Rồi các chị ơi, chị nào mình đang theo dõi live này, mình cho em Như xin cái chấm liền nha. Ôi cái quần lúc nãy là phải nói là em chốt trước rất là nhiều đơn này. Nãy giờ là rất là nhiều chị đặt cái chiếc quần này, siêu thần thánh nha cả nhà nha. Phong quần quá đỉnh luôn, và ngày nào hầu như là em thấy là mỗi lần mà lên live cái quần này lúc nào cũng hết hàng. Và là phải bên gọi là bảo là bên đội mà thiết kế đội may ấy, các chị phải may nhanh lên giúp em, tại vì khách đang chờ. Khách nhắn tin em ơi chị đặt cái quần này khi nào có. Và còn những chị mà đã có được cái sở hữu cái quần này rồi là luôn cho những cái feedback qua quần quá tuyệt vời.
Tại vì giá là đã rẻ rồi, mọi người phải nói là rẻ luôn á mọi người. Mà còn đẹp và chất lượng như thế này nữa là làm sao mà không yêu không thương được ha. Rồi bây giờ này cả nhà yêu ơi, lên luôn cho em cái này nhá. Lên luôn cho em mã này là AT4 giùm em là mã áo. Mã AT4 giùm em là mã áo. Còn chiếc quần, quần của em là QA2 giúp em nha. Áo là AT4, còn quần là QA2 giúp em. Rồi, chốt đơn. Thật sự chưa báo giá mà có chị chốt đơn rồi nè. Rồi mọi người ơi, AT4 giá gốc là 295.000 cái áo này của em nè mọi người. Ngày hôm nay em sale cho mọi người luôn 139.000. Còn đủ size S, M và L giúp em như nha. AT4 chỗ cái áo đấy mọi người. Những cái phần mà gọi là nó gân gân, mà gọi là cái chất này là chất thun á mọi người, chất thun lưới hai lớp cho mình luôn. Mà nó sẽ có những cái đường mà lên xếp 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 nổi như thế này nè. Rất là cưng nha, thành ra các chị mặc không có sợ là bị mỏng giúp em nha. Không hề bị mỏng, mình mua quần này rồi đẹp lắm đó. Em cảm ơn chị Mai Mang, Mai Mát nha. Không biết có đọc đúng tên của chị không nữa, thông cảm giùm em ha. Rồi à, máy đeo của chị ơi, AT4, còn quần của em là siêu xuất sắc đó. Em thật sự chỉ có những chị mà chưa đặt thôi, chứ nếu đã đặt rồi là sẽ thích. Thật sự lên cái quần này cho các chị là em thật ưng lắm luôn á, nó đẹp lắm các chị. Ví dụ như em như cao có 1m58, 1m59 hoặc gần 1m6 đi ha, mà em mặc cái quần nó siêu hách dáng luôn. Kiểu như là form, kiểu như ống ống rộng như thế này các chị, ở trên nó chích ly nó phồng ra rất là xinh. Rồi nó cảm giác cái eo của mình, rồi là cái chân của mình rất là thon luôn á mọi người. Mình thấp thấp mình mặc cũng được, mà mình cao cao mình mặc cũng xinh, không có bị kén dáng. 295 là giá gốc, ngày hôm nay sale luôn cho mọi người. 139, vậy là áo với quần là đồng giá luôn á mọi người. Quần với áo là đồng giá 139.000 một sản phẩm thôi. Lên đơn liền chứ còn chờ gì nữa. Riêng về mẫu quần này em Như sẽ có 3 tông màu cho các chị yêu nhà mình nha. Màu em đang mặc là màu hồng, và em sẽ có tông màu xanh cũng như là cái tông màu xanh đen. Mẫu này lúc nãy em có mặc màu xanh đen rồi á các chị. Mẫu này em có mặc màu xanh đen và lúc nãy các chị chốt rất là nhiều. Bây giờ em mặc qua cái tông màu hồng cho các chị ngắm luôn. Đó, còn tông màu xanh nữa nè. Hai tông màu quá xịn sò luôn. Chị yêu nào lúc nãy chưa đặt được tranh thủ. Bây giờ em mặc qua tiếp một cái màu. Hồi nãy em mặc cái quần này em phối với một cái áo kiểu đúng không? Bây giờ em phối tiếp cho các chị nhìn xem là cái quần này mình có thể phối rất là nhiều đồ. 139.000 chiếc quần này QA2 giúp em nha. QA2 giúp em liền nè cả nhà yêu ơi, 139.000. Em xin phép like cái này khoảng tầm 2 phút nữa thôi nha. Cái set này của em 2 phút thôi các chị ơi. AT4 chỗ bán rẻ quá vậy trời. Đúng rồi các chị, phải đặt liền cho em. Quần có 139 thôi hả Như? Đúng rồi chị. Không tin luôn đúng không? Thật sự bây giờ phải tin luôn. Đến với em là phải tin mọi người ơi. Thôi ơi, mình đến với nhau mình phải có niềm tin đấy các chị. AT4 là chiếc áo, quần là QA2. Em thấy các chị đang lên đơn rất nhiều. Áo có màu đen luôn nha mọi người. Chị Bùi Thúy Hằng ơi, áo em có màu đen. Đây, em lấy cho mình xem. Xuất sắc. Áo hai màu giùm em liền. AT4 hai tông màu đen với tông màu trắng giúp em. Ôi đẹp lắm mọi người ơi. Cái phần áo mọi người nhìn nè, cái phần vai á, nó sẽ kiểu như là nó sẽ có độ phồng nhẹ ra, mọi người thấy không ta? Đó, nó có độ phồng nhẹ ra một bên đó các chị. Lên form đẹp lắm. Các chị yêu mà mình đặt cái mẫu này nha, mình phối dùng cái tông màu trắng. Nhiều khi các chị sợ là tông màu trắng nó bị lộ, nhưng mà em không thấy như vậy. Màu trắng thì các chị mặc lên nó trẻ, còn tông màu đen thì quá an toàn rồi đúng không mọi người? Hai tông màu trắng đây là hai cái tông màu basic nhất cho các chị yêu nhà mình rồi. 139.000, mình chờ gì nữa, mình không đặt hàng cho em Như nè. 139 mà AT4 là áo. Em có đầy đủ size, em còn size cho mình, cứ mình đã cứ đặt hàng cho em. Còn quần là QA2 cũng 139.000 luôn. Chị Phạm Nguyên, chị có màu áo này chưa? Nếu mà chưa có em khuyên chân thành nên lấy luôn hai màu. Thật sự, chị lấy luôn cho em hai màu, chị về chị thay đổi chị mặc. Còn không chị mua chị tặng cho người thân bạn bè chị em gì mình mặc cũng được. Cái việc cái mẫu này nó không có bị kén. Đơn giản nhẹ nhàng mình phối cho em đi làm cũng được, đi chơi hoặc thậm chí là mình đi tiệc cũng xinh luôn. 139.000 nó rẻ lắm luôn á mọi người. Rồi bây giờ nè, AT4 nè, QA2 mọi người lấy nguyên set quá trời. Có rất là nhiều chị chốt cả set, em nói thật cái này là phải chốt cả set luôn mọi người ơi, chốt nguyên một áo với một quần lẻ thì tiếc lắm luôn. Rồi, bây giờ này 30 giây cuối cùng để mọi người chốt đơn cho em nha. Ôi xuất sắc luôn cái quần này mọi người, ai chưa lấy lẹ. Nếu mà ngày hôm nay mình không biết mặc gì cứ lấy cho em cái quần này ra. Ở nhà có bao nhiêu cái áo thì phối hết lên cho em. Sơ mi áo thun áo kiểu như là cái quần này chơi hết được nha mọi người. Cái quần này rất là chịu chơi, thành ra là mọi người không có sợ là không biết phối cái gì. Lấy liền cho em cái quần này đang siêu hot hit. Mà cái chất này mọi người biết không? Cái hàng này kiểu như là cotton mềm á cậu mọi người ơi, mặc rất là mát và chất vải nó mềm lắm. Bên này có túi nữa, rất là xinh ha. Form quần này các chị, mặc lên rất là thon gọn dáng luôn. Chị yêu nào mình đặt hàng mình tranh thủ mình lên cho em là gì? AT4 là mã áo, còn quần là QA2 liền giúp em. Rồi,
10 giây cuối cùng rồi, em qua mẫu luôn nha mọi người ơi. Bây giờ em like nhanh đó, các chị yêu nhà mình đặt hàng thì đặt lẹ giùm em nè. À, T4 cho chị Nguyễn Ương Uyên Thảo nè, chị Trang Nguyễn này có đơn cho mình luôn nè. Rồi em thấy đơn của chị Hiền luôn nha. Em thấy đơn của tình yêu đất này, chị Bùi này có đơn luôn nè. Chị Cái gì nè, em chưa thấy kịp thấy tên, có đơn chị Bùi Thủy Hằng có đơn luôn. Rồi mọi người ơi, chị yêu nào đặt cái áo của em nữa thì tranh thủ lên giùm em có hai màu nhá, trắng và đen, mã AT4 139.000, còn quần QA2 cũng 139.000 và em sẽ có ba tông màu, màu hồng, màu xanh và màu xanh đen giúp em. Bây giờ em Như xin phép qua mẫu tiếp nha các chị yêu nhà mình ha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác cho chị mình nha. Và mẫu này cũng là mẫu cuối cùng ở trong line này cho các chị mình rồi đấy ạ. Một cái mẫu rất là xinh luôn đúng các chị em mình ơi, và mức giá siêu mềm cho Hoài cái set này luôn. Bây giờ thì không để các chị mình trần kiểu như là phải tò mò hay là chờ lâu cho mẫu này nữa, thì Hoài sẽ đọc cái mã sản phẩm lên các chị săn nha. Em áo của Hoài đang mặc sẽ là AK2 các chị nhá. AK2 là mẫu áo của Hoài đang mặc với mức giá sẽ là 295.000, giảm trực tiếp cho em chỉ có 139.000 thôi ạ. 295 giảm trực tiếp còn 139.000. VA2 giá thành cho em Hoài sẽ là 455.000 và đang giảm giúp cho em chỉ còn 139.000 thôi. Thì đang nguyên cái cành này trời, sao mức giá mềm ta. Chân váy chị em 139, áo 139.000. Chị nào thích áo chốt AK2, thích chân váy chốt ngay VA2 kèm hoa các chị yêu nhá. Rồi cái set đẹp xuất sắc này, chân váy cho Hoài có rất là nhiều màu các chị ạ. Mình chân váy Hoài có tới tận 3 màu đấy ạ. Và cái mẫu này thì ở giữa live của Nãy Như đã tặng quà cho các chị mình cái set này rồi, tặng cho các chị mình cái mẫu là chân váy này rồi. Thì chân váy Hoài đang có 3 màu cho các chị săn nha. Màu Hoài đang mặc là màu B này, màu đen và màu trên Hoài sẽ là màu hồng nha. Hồng, đen và B, mức giá cho Hoài chỉ có 139.000 thôi. Còn áo thì Hoài đang có các tông màu này, áo em cũng có màu khác nha. Áo Hoài có rất là nhiều màu, các chị mình đã chờ em một xíu sẽ lấy màu áo vào các chị xem. À, cho em màu áo chị, áo này hình như có tới mấy màu là đúng rồi đây, chờ em Hoài một xíu ha. Bây giờ em Hoài sẽ đọc comment trước này, trước khi các chị nhà mình lên cái mẫu này thì Hoài sẽ đọc comment một vài mã nha. Rồi các chị mình, áo Hoài cũng có 3 màu luôn, hồng, đen và màu B các chị nhá. Hồng, đen và B. Ui vậy là màu áo và màu chân váy nó trùng nhau các chị mình ạ. À, nhưng mà cái màu hồng áo thì nhạt hơn một xíu, còn màu của chân váy thì nó đậm hơn xíu. Đây, áo có 3 màu đó là đen, hồng và B. Chân váy cũng có 3 màu chị em là trắng, hồng và B, hồng và màu đen nha. Nhưng mà cái màu hồng của chân váy nó đậm hơn một xíu. Các chị chờ em một xíu để em sẽ vào và em sẽ đọc comment của các chị mình, tại vì cái đơn hàng này chắc chắn sẽ lên rất là nhiều. Mức giá siêu mềm các chị mình ơi, chỉ có cho em Hoài mức giá đó là 190 mẫu cho em Hoài là 139.000 thôi nha. 139.000 mẫu áo và chân váy cho em cũng chỉ có 139.000 thôi. Rồi QA2 cho chị Thanh Tâm này. Các chị nhà mình thích mẫu của Hoài đang mặc nhanh tay chốt cho em là AK2 cộng với VA2 là chốt nguyên cái set của Hoài đang mặc nha. Tính ra chỉ có là tầm 270 mấy ngàn thôi các chị ơi, 270 mấy ngàn là nguyên cảnh của Hoài đang mặc à. Và quá mềm các chị mình, Hoài tính đúng ta, 139 cộng 139 là 278 các chị mình, 278 ngàn cái set Hoài đang mặc nha. Rồi AT4 với QA2 cho chị Sumi Phạm, ok chị yêu luôn ạ. Các chị nhà mình thích mẫu này là phải nhanh tay nhá, tại vì hiện tại là Hoài đang gần kết thúc cái livestream này rồi. Hoài sẽ chỉ giới thiệu với các chị mình thêm một xíu nữa thôi, là sau đó Hoài sẽ cả review lại một vài mã sản phẩm và sau đó em sẽ up cả livestream này luôn. Là các chị mình nhanh tay chốt đơn. Hôm nay hóa đơn trên 300k mình sẽ được free ship này. Chân váy lên cho em Hoài kiểu dạng chất cả, kiểu dạng cột bố cốt tông các chị mình, bố hạt rất là đẹp nha. Còn mẫu áo cho em Hoài lên kiểu cho mình đó là cốt tông lụa rất là sang luôn. Bây giờ các chị nhà mình cho em Hoài sẽ có thêm cho em lên một mẫu nữa hả? À bây giờ thì các chị nhà mình chờ em một xíu nha. Bây giờ thì mình chốt cái set của Hoài đang mặc thì sẽ chốt thêm này và sau đó thì em sẽ review lại tổng tất cả các sản phẩm ở trong line luôn nhá. Rồi các chị yêu ơi, chị yêu nào mình chưa có đặt được cái set của chị Hoài á thì mình tranh thủ mình lên luôn giúp em nha. Cái chân váy này cũng là một cái phần quà tặng dành cho các chị yêu nhà mình á. Lúc nào mà lúc nãy là chị yêu nào mình nhận được rồi thì em xin chúc mừng. Còn nếu mà chị nào mà mình thích cái mẫu này thì mình cũng đặt hàng liền và ngay luôn. Bây giờ là em sẽ với chị Hoài sẽ review lại những cái sản phẩm mà từ đầu like tới giờ cho những chị nào mình vào sau mình chưa có xem được like á thì mình thấy được cái mẫu mình đặt hàng luôn giúp em trong cái like để mình được nhận cái giá ưu đãi. Rồi mình cần tư vấn gì thêm thì inbox để cho các bạn nhân viên có thể tự gọi là tư vấn thêm cho mình ha. Cô giờ chắc là chị có gọi là tặng quà nữa không hay là có chơi game để không xem được? Danh sách like của chắc là hôm nay mình sẽ ngưng quà đây đi các chị mình ơi, tại vì lượt chia sẻ của mình chưa có đủ. Đầu like giờ Hoài đã tặng cho các chị nhà mình đó là hai món quà rồi, tại vì target của nhà em phải là 500 lượt chia sẻ nha. Nhưng mà lượt chia sẻ của mình mới có là 400 mấy nên là hôm nay Hoài sẽ ngưng cái chương trình mini game tại đây. Và giờ Hoài sẽ dành tầm 3 phút cuối để mình review lại tất cả các sản phẩm trong like nha. Các chị mình chị nào chưa xem một livestream này hoặc là xem vào muộn thì bây giờ Hoài sẽ review lại tổng luôn. Ở bây giờ các chị mình sẽ bắt đầu sẽ có 3 phút để mình xem lại và chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em nếu như mà mình không có kịp nghe mã nha. Rồi, bây giờ là mẫu đầu tiên là cái mã quần thần thánh đây các chị ơi. Đó.
Cái này là mã quần short đây, mà có bèo ha. Mẫu này cho em Hoài sẽ là QA1. QA1 với mức giá là bây giờ em đọc mã giá thôi chị. QA1 giúp em nhá. Giá gốc là 395.000, bây giờ em sale cho các chị là chỉ còn là 249.000 ba tông màu. Màu kem nè, tông màu hồng nè, cũng như là cái tông màu đen của em nhá. Okay. Quần này em có đủ 3 size S, M, L, giá 249.000 QA1 giúp em Như. Rồi tiếp theo là mã áo lụa nha mọi người ơi. Áo 2 dây và chất liệu lụa rất là xuất sắc như thế này luôn. Là áo này là mã AD1, mọi người nghe rõ nha. Tại vì bây giờ là em đọc xong mọi người lên đơn em chốt luôn. Tại vì sau khi em tắt like là cái giá này em chỉ chốt nói chung là số lượng nó không có nhiều, em chỉ sợ là hết hàng á mọi người. AD1 giúp em, giá gốc 255.000 với chiếc áo lụa này. Bây giờ em sale cho mọi người chỉ còn 169.000 thôi. Dễ thương lắm. Áo này mình có cái tăng đô luôn á mọi người. 169 mình mã AD1 giùm em với 4 tông màu giúp em nha. Chiều nào đặt hàng tranh thủ mình lên đơn ngay và luôn giúp em Như nào cả nhà. AD1. Rồi tiếp theo sẽ là mã quần nhá. Mã quần này em mới mặc xong luôn mọi người. Cái này là có 3 màu giùm em. Tông màu hồng, tông màu xanh với lại tông màu hồng em đang mặc luôn nè. Đó là mã QA2 giúp em. Với giá gốc là 295.000. Ngày hôm nay best seller 139.000. 139.000 chiếc quần em đang mặc nhá. QA2 giúp em Như, 3 size S, M, L, đầy đủ size số. QA2. Rồi tiếp theo là áo phông này. Lúc nãy em hỏi là có chị hỏi em là áo phông á, chị nào vào sau chưa xem được thì bây giờ chốt cho em nè. Áo phông này sẽ là mã AT2 giúp em. Giá gốc 255.000, ngày hôm nay sale cho mọi người còn 169.000. AT2, 2 tông màu xanh và trắng giúp em nha. Đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là xinh. Rồi tiếp theo sẽ là mã quần nha mọi người ơi. Đây, quần này là khỏi phải nói siêu hot hit. QA3 giúp em Như. QA3 giá gốc 395.000, ngày hôm nay nhà mát sale cho các chị chỉ còn sốc lắm, 169.000 một quần. Màu cam đất, màu xanh nước biển và màu xanh rêu giúp em. 169 mã QA3 đầy đủ size số giúp em nha. QA3 đúng rồi, chúc lệ giùm em nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ là mã chân váy jean cho mọi người nha. Quá hot hit luôn. Chân váy jean mã VA1 giúp em Như nào cả nhà yêu ơi. VA1 này giá gốc là 495.000, hàng jean lúc nào giá rất là cao và bây giờ sale cho mọi người bao nhiêu? Còn 299.000 một em chân váy jean này nha mọi người nha. Rồi, VA1 giúp em mã VA1 chân váy jean 3 tông màu, xanh đậm, xanh nhạt và tông màu đen giùm em. Rồi, tiếp theo sẽ là mọi người, em có nói nhanh quá không các chị? Em có nói nhanh quá không mọi người ơi? Rồi, DA3 giúp em nha, mã sản phẩm váy mà chị hồi mới mặc xong. DA3 giá gốc 725.000. Cái nói chung là cái này là chất liệu của mọi người, cầm rất là chắc tay luôn. 725 mà bây giờ sale còn có 299.000 thôi nhá. 299.000 mã DA3 giúp em Như. Kèm mã, kèm màu, kèm số điện thoại giùm em là có đâu. Rồi, còn set của chị Hoài đang mặc hay chị yêu nào mình đặt hàng thì mình nhanh tay lên giúp em nào. Rồi, nếu như set của Hoài đang mặc chị nào thích thì lên cho em Hoài, đó là AK2 cộng với VA2 kèm ngoại nha. Nguyên set cho em chỉ có là 279.000, các chị mình 278 chứ. Mức giá rất là mềm tại vì áo chỉ có mức giá là 139.000, còn chân váy cho Hoài chỉ có mức giá cũng là 139.000 thôi. Thì hiện tại là hôm nay này, tất cả các hóa đơn của mình trên 300k mình đều được free ship nha. Hóa đơn trên 300k thì sẽ được free ship này, và hôm nay hóa đơn trên 450.000 sẽ được giảm trực tiếp thêm 50.000. 495.000 sẽ được giảm trực tiếp thêm 50.000 và sẽ được free ship này. Hóa trên 695.000 sẽ được giảm trực tiếp thêm 100.000 kèm free ship nhá. Hóa trên 995.000 thì sẽ được giảm trực tiếp cho chị mình thêm là 200k. Rồi ok. Rồi thì hiện tại là thời gian livestream của em bây giờ hiện tại cũng đã hết rồi các chị mình ơi. Và những mã sản phẩm hôm nay có trong live thì em và bạn Như đã lên hết rồi cho các chị mình này. Thì xíu nữa mình có thể là kéo lại livestream, mình xem lại giúp em thích mẫu nào, có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em hoặc là comment ngay tại livestream luôn nha. Và đừng quên là theo dõi trang page của nhà Mark này để cập nhật những mẫu mới nhất và những cái livestream mới nhất của nhà em để săn sale với giá cực khởi duy nhất chỉ có tại livestream thôi ạ. Dạ rồi. À đúng rồi. Mọi người đang lên đơn. À áo trắng chị đang mặc xinh quá. Lê Tuấn nè, cái áo em đang mặc là AK2 nha mọi người, hai màu trắng và đen giúp em, giá gốc là 295, bây giờ em sale cho mọi người là 139.000 đó. Chị yêu nào chưa đặt thì đánh lệ giùm em. Rồi em sẽ nán thêm 2 phút cuối thôi nha mọi người nha, để em chốt thêm hai cái set mà em với chị Hoài đang mặc luôn. AK2 giúp em 139.000, áo này em có size S, M và L, hai màu trắng đen giúp em Như nha. Rồi 2 phút cuối, trong 2 cái phút này mọi người tranh thủ chốt đơn giùm em. Đó, cái lúc mà gần cuối là mọi người hay vậy đó. Cái gần cuối là mọi người hay vậy lắm mọi người nha. Đôi em la từ đầu tới cuối mọi người không có chốt đâu, mà đến lúc mà em la em chốt đôi chuẩn bị tắt la là mọi người vào chốt rưng rưng luôn, nhưng mà không sao.
Với một cái tâm của mọi người bán hàng chuyên nghiệp giống như em với chị Hoài, em sẽ tiếp tục like cho mọi người. Mọi người còn mua là em sẽ còn bán ha. Rồi, bây giờ này mọi người ơi, AK2 giúp em. Của em nè. À vậy hả? Áo của em là AT4 giúp em nha. Còn AK2 là mã áo đúng của rồi. Chị Hoài nha. Áo của em thì có tới tận 3 màu đấy các chị ơi. Áo của Hoài đang mặc có tới tận 3 màu nha. Đó là thêm cái tông màu hồng và màu be nữa. Còn cái chân váy Hoài đang mặc cũng có 3 màu là hồng be nhá và đen ha các chị mình. Đây là mẫu chân váy của Hoài đang mặc ạ. Mức giá của chân váy em đang mặc chỉ có 139.000 thôi. Chất liệu bố hạt rất là sang. Em này sẽ có size số đầy đủ nha. Áo của Hoài đang mặc thì chất liệu cho em sẽ là cotton lụa. Áo này mình cũng có tới tận 3 size để các chị mình lựa chọn, đó là 60 cân đổ lại mình vẫn mặc vừa đấy ạ. Mẫu này cho Hoài thì mình sẽ có chị em Hoài đó là màu hồng, màu be và màu đen nha. 139.000 luôn ạ. 139 là AK2, còn áo màu trắng của em Như đang mặc là AT4, là em Như nói nhầm mã, mọi người lên lại giúp em. AT4 là áo của em Như đang mặc cũng là 139.000 thôi. Và chiếc quần em Như đang mặc cũng 139.000 với mã là QA2 giúp em nha mọi người nha. 139.000 còn đầy đủ size số, chị yêu nào chưa lên đơn thì lên đơn liền giúp em Như nè mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người tranh thủ lên đơn sớm giùm em nha các chị yêu nha. Đây. Chị nào muốn em lên lại mẫu nào thì có thể comment bên dưới giúp em. Quần hồng giá là bao nhiêu? Quần hồng giá của 139.000 QA2. Lên mã cho em QA2 kèm thoại nha chị yêu nhá. Rồi AK3 cho chị Hồng Nguyễn này, set đang mặc bao nhiêu? Bây giờ Hoài đang có tới 2 set luôn. Nếu như mình chốt set của Hoài, mình chốt lên mã cho em Hoài sẽ là AK2 cộng cho em Hoài là VA2 kèm thoại cho chị mình nha. Để chốt nguyên set của Hoài đang mặc với mức giá là 278.000 nguyên set Hoài đang mặc ạ. Đúng ta, 139 cộng 139 là 278 đúng ta. Thế thì mình thấy em sợ em cộng sai nữa chứ. Chỗ có 278 cái set Hoài đang mặc thôi. Nhanh tay chốt mã VA2 cộng cho em Hoài đó là QA2 kèm thoại nha. Rồi còn áo của em là 139.000 mã là AT4 giúp em nè mọi người, hai màu trắng với màu đen nha. Quần hồng em mặc là cũng 139.000 luôn á chị Thu Thủy ơi. Quần hồng em Như mặc là giá là 139, mã là QA2 giúp em. Quần có 3 tông màu hồng, màu xanh với lại tông màu đen giúp em nha mọi người nha. Tính ra cái set hôm nay lên mức giá rất là mềm luôn đúng không ạ? Cái set của Hoài nãy Hoài đọc lộn nha. AK2 là mã áo với mức giá 139.000. VA2 là mẫu chân váy của Hoài đang mặc có tới tận 3 màu mà mức giá cũng chỉ 139.000 thôi. Nhưng mà giá gốc có thể mình biết mát giá gốc là bao nhiêu rồi, 495.000 và 500.000 một cái mẫu như thế này. Hôm nay nếu như chị nào mua giá gốc của set Hoài đang mặc sẽ có mức giá cho em Hoài đó là 990.000 nha. 990.000 là giá gốc của nguyên set Hoài đang mặc, nhưng hôm nay giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn là tầm 200 mấy thôi, là mình tranh thủ mình chốt nhá. Đúng rồi, bây giờ là cả cái set như thế này mà chưa được tới 300.000 luôn á mọi người. Hàng như thế này mà mọi người hờ hững, mọi người hờ hững là không được nha. Phải chốt liền cho em liền AT4 và QA nha mọi người ơi. Quần của em là QA, nhớ đúng mã giùm em, QA2. Giá là 139.000, lấy luôn cả set đi các chị yêu ơi, đừng chần chờ nữa. Rồi nhanh tay nè mọi người, có muốn em lên lại cái mẫu nào hay không nè? Đúng rồi, các chị thấy được chỗ đơn lên rất là nhiều đúng nha. Đúng rồi. AK2 VA2 nha chị Trần Thường. Ok, Hoài chúc nguyên set cho mình này. Chị Bùi Thúy Hằng, Hoài chất DA3, AT4 và QA2 nguyên set của Như mặc cho chị Như Phúc luôn. Rồi AK2 cho chị Trần Thường, Hoài chốt đơn rồi nha. Quần hồng của bạn Như mặc mức giá siêu mềm luôn các chị mình ơi. Lên mẫu đầm đen là các chị mình, mẫu đầm đen này các chị. Đầm đen kia này. Là các chị mình muốn lên mẫu đầm đen này đúng không ạ các chị mình? Đây, các chị mình thích lên đầm đen này, em báo giá cho mình luôn nhá. DA3. Mẫu này sẽ là DA3 299.000. Lên cho em DA3 299.000 chị yêu nhá. Cái này đẹp quá ha. Rồi mức giá siêu hot luôn các chị mình ơi. Cái DA3 kiểu này đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà nhìn nó sang ghê luôn nha. Hai màu đen với lại màu xanh, màu này rất là sang nha các chị. Mẫu này nó không có bị kén tuổi luôn nè. Các chị mặc rồi mình mua cho em, mình mua cho mẹ mình nhiều khi mặc cũng đẹp nữa. Rất là thanh lịch nha. Đúng luôn. Giá siêu mềm luôn các chị mình ơi. Nhanh tay chốt chị em Hoài là DA2 kèm DA3. DA3 giúp em nha mọi người. Chắc chết quá các chị ơi. Rồi DA3 đúng rồi. 299.000. Đợt này giá gốc cho em là 725.000 nha. Đúng rồi. Đang được giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn có là 299.000 thôi. Nên là chị nào mà thích mẫu này là chốt ngay. Thực ra cái đầm này Hoài có mặc rồi đó các chị ơi. Hiện tại là cái những set mẫu của... này là mặc hết rồi. Đúng rồi, những cái set của Hoài đang mặc và Như đang mặc thì là một cái set rất là hot rồi. Tại vì mức giá siêu mềm rồi đấy ạ. Chị nào mà thích set của Hoài và Như đang mặc thì nhanh tay chốt đơn nha. Em đọc lại mã. Quần đùi màu hồng có màu gì? À, quần đùi màu hồng có rất là nhiều màu đó các chị. Có ba màu. Màu hồng nè em đang mặc nè. Màu hồng, màu xanh với lại tông màu đen nha mọi người nha. Đây, cái
cái tông màu này kiểu là tông màu xanh đen giúp em nha các chị yêu nha. Tại vì bây giờ phút cuối mọi người rất là háo hức cho nên là em sợ nó nhầm mã thôi chứ không gì hết trơn á. Cái này là QR2 của em, ba màu này, màu xanh nước biển nè, màu xanh đen nè, với lại tông màu hồng. Em đã mặc hai màu rồi á mọi người ơi nha. Chị yêu nào chốt thì chốt lẹ, tại vì có 139.000 thôi. Áo màu đen của chị Hoài đang mặc là mã AK2 luôn nha mọi người, 139.000. Ôi chân váy áo của Hoài đang mặc có 139.000 các chị nhà mình. Lên may lên mã cho em Hoài đó là AK2 kèm thoại có 3 màu nha, áo lụa các chị. Em này giá gốc cho em tới 300 mấy nhưng mà giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn có 139.000 thôi. Các chị xem giúp em này, màu hồng, màu be và màu đen. Quần Hoài, chân váy Hoài đang mặc có 3 màu nha, VA2 các chị nhà mình nhá. Cũng là màu hồng, màu đen và màu be luôn. Thì mẫu này mức giá cũng chỉ là 139.000. Các chị thấy cái mức giá hồi không ạ? Hoài nghĩ là luôn, không có đi đâu mua được cái set với mức giá là 270 mấy ngàn nguyên set được các chị nhà mình. Nên là hôm nay mình thích là mình phải chốt luôn nha. Dạ đúng rồi các chị ơi. Rồi bây giờ nè, tầm 30 giây nữa, nếu mà các chị không có thắc mắc cái sản phẩm nào nữa, không muốn em lên lại nữa, thì chắc là em với chị Hoài sẽ offline. Còn nếu mà các chị vẫn đang lên đơn hoặc là đang có thắc mắc gì em thì em sẽ nán lại thêm tầm 1 đến 2 phút nữa nha mọi người nha. Em sẽ báo lại mã nữa cho các chị nào mình chưa nghe rõ rồi mình chốt liền giúp em để em chuẩn bị em offline luôn. Tại vì nãy giờ đáng lẽ đã off rồi mà thế là các chị vẫn đang chốt, cho nên em với chị Hoài vẫn đang nán lại thêm cho mọi người nha. Bây giờ nghe kỹ giúp em Như nha. Áo của em Như đang mặc là mã AT4 giúp em với giá là 139.000, hai tông màu trắng và đen giúp em với chất liệu thun lưới như thế này. Em may mọi người không có sợ bị mỏng, mọi người yên tâm giúp em với những cái đường gân nó lên như thế này này, gân độ okay, rất là đẹp. Còn quần của em là QA2, giá gốc là 295.000, em vẫn sale cho mọi người là còn 139.000 luôn nha. Chiếc quần thần thánh ba tông màu giúp em nha các chị mọi người nha. Muốn xem quần dài Hoài sẽ dơ lại quần dài các chị xem nha. Cái quần dài rất là đẹp luôn các chị mình ơi. Rồi chờ em một xíu ạ. Có ship nha chị Trần Hoàng Phương Dung ở nhà em vẫn ship đơn cho mình nha. Rồi QA2 nguyên set VA2 và QA2 cho chị Trần Thủy này. Ok, bây giờ Hoài sẽ giới thiệu lại cái mẫu này theo yêu cầu các chị nhà mình nhá. Quần này có màu đen nữa không ta? Quần này hình như là không. Quần này hiện tại chỉ có 3 màu thôi các chị mình ơi. Rồi em lên mã cho các chị mình nhá. Em này sẽ là chỗ 169.000 nữa hả? QA3 các chị mình nhá. QA3 169.000 cho ngoài quần này. Nhanh tay là có hàng, chậm tay là không có hàng quần này. Các chị ơi, đẹp lắm. Quần form dáng cho em là clutch nha. Mẫu này Hoài đang cầm ngược rồi các chị ạ. Khổ ghê luôn. Đấy các chị mình ơi, quần form dáng clutch cho em Hoài nhá. Có nghĩa là form dáng ống suông, hơi kiểu như là dáng chín tấc ạ. Nhưng mà lưng rất là cao, quần này như có mặc rồi. Đúng nếu rồi. Như chị nào mà thắc mắc quần này mình cứ chốt trước để có đơn đi. Còn xíu nữa các bạn nhà mình gọi điện á, mình chốt đơn này mình được chốt màu sau, hoặc là các chị mình có thể kéo lại livestream mình xem form dáng sau nha. Ưng thì chốt đơn, không xả đơn ra cũng không sao hết. Nhưng mà trên livestream mình giữ đơn để có mức giá mềm. Tại vì quần này cho Hoài để em xem giá gốc nào. Trời ơi, quần này có mức giá cho em Hoài tới là 200 tầm cho em Hoài là 395.000 nha. Quần này có giá gốc cho em là 395.000. Chất cho Hoài sẽ là cô tông thái và em này đang được giảm trực tiếp cho Hoài chỉ còn là 169.000 thôi. Ở đi đâu mua được cái quần này 169.000. Form dáng may cái tấm vải này thêm cho em Hoài đã tầm là 200 mấy một tấm vải như này rồi. Mà may lên là phải 300-400.000 một cái mẫu quần. Nhưng hôm nay các chị mình mua chỉ có mức giá là 169.000 thôi. Quần có đầy đủ size nha. Màu cam này, màu xanh này và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là màu xanh rêu. Đúng rồi. Cái màu rất là dễ mặc nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ các chị nào mà mình đang xem live, mình đang theo dõi live, mình chưa có lên đơn hoặc là mình thiếu thông tin số điện thoại hoặc là mã sản phẩm, mình bổ sung giùm em Như nhá. Rồi nhanh tay chốt đơn giùm em. Bên em vẫn ship hàng bình thường nha mọi người ơi. Các chị cứ đặt hàng để lại giùm em. Nhưng mà trong cái thời điểm này nè mọi người, có thể là ship chậm hơn một xíu thì mọi người thông cảm giúp em nhá. Mọi người ráng đợi thêm cho em 1-2 ngày thôi chứ không có gì hết nha mọi người nha. Rồi, áo là AT4 em Như đang mặc hai màu trắng và đen 139.000. Quần là QA2 139.000 luôn. Váy kiểu các chị ạ mình, váy kiểu thì Hoài có nha, nhưng mà chắc phải lấy ở ngoài rồi. Đây váy kiểu em sẽ vậy là hồi nãy giờ review nhưng mà không review lại hết là chị review mà còn. Bây giờ ok, vậy thì bây giờ Hoài và Như sẽ giới thiệu lại tất cả các mẫu váy có trong livestream nha. Hiện tại thì Hoài đang có sẵn một cái mẫu váy ở đây. Đó là DA3. Tất cả những mẫu váy này hôm nay đều có mức giá giảm cho em rất là mạnh luôn. Hiện tại thì Hoài đang thấy lượt view khá là cao. Hoài sẽ nắng lại khi nào mà còn tầm 100 chị nữa thôi á thì Hoài sẽ up cái livestream này nha. Nên là chị nào mà thích mẫu này thì tranh thủ mình chốt này. Các chị nhà mình ở những phút cuối live là mình mua hàng rất là nhanh. Đúng. Tại vì sao em lên mẫu rất là nhanh và review cho các chị mình dễ mua hàng hơn nha. Bây giờ Hoài sẽ đi từ cái sản phẩm đầu tiên của em đang cầm này. Cái sản phẩm đẹp lắm các chị ơi, chất liệu cho em Hoài kiểu dạng cô tông rất là đẹp nha. Đầm hai lớp hai màu giúp em Hoài đó là đen và xanh. Mẫu lên mã sản phẩm cho em là DA3 kèm thoại ạ. Đầm này có mức giá gốc cho em là 725.000 nha. Đầm này có mức giá gốc là 725.000, đang được giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn cho em Hoài đó là 299.000, các chị thấy đẹp không ạ?
Đầm này thì phải nói là best seller, mặc lên rất là xinh luôn. Là chị nào mà quan tâm mẫu này nhanh tay chốt cho em Hoài là DA3 kèm loại nhá. Đây, thích màu nào chốt ngay màu đó, thích mẫu nào chốt ngay mẫu đó. Hoài nghĩ là không có mấy lâu lâu mới có một cái cơ hội để mình chốt cái mức giá mềm như thế các chị. Rồi, tiếp theo là cái váy hoa nhí như thế này nha mọi người ơi. Cái hoa rất là cưng luôn. Với những cái sản phẩm mà hoa nhí thế này mình mặc lên rất là thon gọn người nha. Nó còn nó che khuyết điểm rất là tốt, mà là rất là phù hợp cho cái mùa hè này luôn chị ha. Rồi, chiếc váy này là mã DA2 giúp em. Sản phẩm này với giá gốc là 445.000, ngày hôm nay sale với chị sập sàn luôn, còn 299.000 giúp em nha. Cái này nó sẽ có độ là nó sẽ có thiết kế cái bầu ngực cho mình luôn á. Mình mặc lên á, ngực to ngực bé mình mặc cũng xinh, nó độn lên nó kiểu cảm giác rất là đầy đặn luôn. Và nó sẽ có phần bo nhúng như thế này mọi người ơi, cái bèo như thế này là rất là cưng. Mẫu này sẽ có 3 tông màu nha, màu hoa vàng nè, hoa tím với lại hoa đỏ giúp em nha mọi người nha. 299.000 mã là DA2 giúp em như có DA2. Có chị hỏi là quần dài nãy mã nhiêu thì em báo lại là QA3 nha. QA3 có mức giá cho em là 169.000. Đây, mẫu này thì mình có 3 màu các chị. Bây giờ thì Hoài sẽ show màu các chị xem nhá. Hoa nhí rất là đẹp, màu vàng này, màu xanh xám này, và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là tông màu cam nha. Mẫu đầm này có mức giá là bao nhiêu như nhỉ? 299.000 giúp em nha. 299.000 nó nghe đốn tim rồi mà tưởng 199.000 thì chắc là cho hôm nay chốt ngàn đơn là có đấy các chị mình. Đúng rồi mọi người ơi, tại vì giá gốc của em nó là đã 445.000 rồi nha mọi người. Rồi, em đầm trắng này siêu xuất sắc, lúc nãy em Như có mặt rồi nè mọi người ơi. Mã là DA1 giúp em Như nhá. Mẫu này là giá gốc tới 655.000 lần. 655.000 mà em lên bây giờ sale chỉ còn là 299.000 thôi nha cả nhà nha. Cho nên chị yêu nào mình ưng ý cái đầm này thì nhanh tay lên đơn liền. Mẫu này em nói thật sự mặc lên á không có bị sờ lộ đâu, tại vì phần trên này mọi người nó đã ôm xếp vào, cảm giác cái eo của mình rất là nhỏ, thành ra ở dưới này nó phồng á mọi người, nó che được cái bụng rất là tốt luôn. Màu trắng này, cái vải mình rất là kiểu như không quá mỏng, mọi người yên tâm giúp em. 299.000 em đầm này thôi, chốt đơn DA1 giúp em, có sai số cho mình yên tâm chốt đơn nha. Rồi ok, chị nào thích DA1 chốt DA1 nha, vẫn còn cho các chị mình đó là ok. Bây giờ thì mình đã hết đầm rồi các chị mình ơi. Đầm vậy là hôm nay tính là chỉ có 2 mẫu đầm ở trong 3 mẫu đầm ở trong live thôi. Nên hiện tại thì bây giờ là Hoài và Như sẽ trả lời một vài comment nữa, sau đấy em sẽ up cả livestream này luôn ha. Rồi váy kiểu thì em vừa lên hết cho các chị mình rồi đấy ạ. Rồi ok, chị Thủy Thu Hoài chốt cho mình QA3 này. Nãy vừa hỏi mẫu quần dài Hoài đã trả lời và mình đã chốt đơn rồi, rất là ok luôn. Hiện tại thì thời gian livestream của nhà em cũng đã kết thúc rồi các chị mình ơi, nhưng mà chẳng qua là bọn em nắng lại với các chị nhà mình. Xích qua nè. Rồi đó, xích rồi để gần thấy được cả cái set này ha. Rồi bây giờ là chắc là chị Hoài với em Như sẽ offline nha mọi người nha, để mọi người nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người cả một buổi trưa đó, mọi người là vừa nấu cơm nè, cơm chín rồi, ăn cơm xong rồi vừa ăn vừa xem live, đến bây giờ là nằm trên giường vừa xem điện thoại luôn. Rất là cảm ơn tất cả các chị yêu nhà mình nha. Thì em Như với chị Hoài xin phép được offline stream tại đây, hẹn mọi người vào một cái livestream tiếp theo. Mong là các chị sẽ luôn ủng hộ vào những cái like để mà tương tác và có thể nhận được những cái phần quà tiếp theo của nhà mát nha. Còn bây giờ thì em Như với chị Hoài, anh Hoài xin chào tất cả các chị mình nhá. Nhớ là bật follow trong page để cập nhật những livestream mới nhất và những sản phẩm mới nhất của nhà em nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo của nhà mát nha. Bye bye.